Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đấu trường Danh vọng mùa đông 2019, mùa giải tiếp theo của Đấu trường Danh vọng, giải thi đấu liên quan mobile lớn nhất tại Việt Nam. Và ngồi bên cạnh tôi đây là bình luận viên Thanh Tùng. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới nhãn hàng Monster Energy, nước uống tăng lực chính thức của Đấu trường Danh vọng mùa đông 2019. Ngoài ra thì nếu như các bạn xem bằng các thiết bị di động thì các bạn hoàn toàn có thể xem trên nền tảng ứng dụng Mocha và Viettel. Và với các thiết bị của Viettel thì các bạn sẽ được miễn phí lưu lượng. Và qua trận thi đấu đầu tiên, của mùa giải, trận thi đấu khai mạc mùa giải, chúng ta thấy rất rõ ràng đó là ZD đã có được chiến thắng 3-1 trước một đội tuyển mới lên hạng, đó là Inzadak. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì với trận thi đấu vừa rồi, chúng ta thấy ít nhất rằng Inzadak cũng đã có được một trận thắng và họ chứng tỏ rằng họ hoàn toàn có thể thành chướng ngại vật lớn với các đội tuyển khác ở trong vòng thi đấu ở tiếp theo. Còn đây sẽ là trận đấu của Swing Phantom và Team Flash. Đây sẽ là đội hình gia quân của Swing Phantom ở trong trận mở màn của họ tại Đấu trường Danh vọng mùa đông năm 2019. Những thành viên bao gồm Zeref, KT, Yamate, NTB và Titan. Titan là một thành viên mới của Swing Phantom được bổ sung ở mùa giải mới này, và anh ấy sẽ đảm nhận vai trò trợ thủ, để NTB sẽ đảm nhiệm cứng vai trò là người đi đường rồng thay vì luân phiên trao đổi giữa người đi đường rồng và trợ thủ như ở mùa giải mùa xuân 2019 đã qua. Một lần nữa thì đội trưởng Yamate sẽ comeback và anh ta sẽ đảm nhiệm khu vực đường giữa ở trong giải thi đấu lần này. Chiro sẽ được đẩy lên băng ghế dự định và dự bị và sẽ nằm cùng vị trí của KT theo như chia sẻ của các thành viên của bên phía Swing Phantom. Còn đây là đội hình mà Team Fast sẽ ra quân trong ngày thi đấu hôm nay. Đội hình của Team Fast ở mùa giải này giữ nguyên so với mùa giải trước, khi họ có bộ khung đó là Gấu, ADC, Xuân Bách, Đạt Còi, Proe và cuối cùng là nhân tố gây một biến mang tên Ellie. Trận thi đấu này, trận thi đấu đầu tiên thì Ellie sẽ không ra sân thi đấu, nhưng sẽ không quá bất ngờ nếu như sau trận thi đấu bắt đầu từ trận thi đấu thứ 3 thì Ellie sẽ vào sân, bởi các tuyển thủ của Flash vẫn thường xuyên xoay vòng ở trong các ngày thi đấu trước, trong mùa giải trước. Và trong mùa giải này thì liệu họ có xoay vòng hay không thì tôi nghĩ rằng họ vẫn sẽ xoay vòng. Tôi cũng nghĩ giống như anh Tùng, họ sẽ vẫn xoay vòng để cho đội hình của họ có được nhiều sự đột biến hơn. Đây là key player của bên phía Swing Phantom, NTB, một trong những người là biểu tượng của đội tuyển này, đã rất nhiều mùa giải tại Đấu trường Danh vọng và NTB thì vẫn luôn ở đó, vẫn là một gương mặt điển trai và vẫn là một thành phần cực kỳ quan trọng không thể thiếu của những bóng ma Sài Thành. NTB thời điểm hiện tại không còn tóc tai vuốt ngược nữa, mà anh ta chuyển sang rẽ ngôi và để tóc bằng nhiều hơn. Còn đây là ADC, thần rừng số 1 của Việt Nam, và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể tạm gọi anh ta là thần rừng số 1 thế giới. Anh ta vừa đoạt giải người chơi xuất sắc nhất của AWC 2019. ADC có được cho mình một mùa giải thành công mà như anh ta nói là anh ta mong ước rất lâu rồi, anh ta trở thành người chơi số 1 thế giới và anh ta đã làm được điều đó. Bây giờ anh ta quay trở lại với giải đấu quốc nội với một tư cách cao hơn, anh ta là kẻ thống trị cuộc chơi ở thời điểm hiện tại. Và cùng với Flash, họ đang thực sự là thế độc tôn. Rõ ràng ở trong ngày thi đấu hôm nay, với những nhận định trước trận thi đấu này thì rất nhiều người sẽ nhận định rằng Flash sẽ có cơ hội lớn hơn so với Swing Phantom. Đúng là như vậy. Chúng ta cùng nhau điểm qua thành tích thi đấu của cả hai đội tại các mùa giải Đấu trường Danh vọng thì tổng cộng Team Flash và Swing Phantom đã gặp nhau 8 lần, trong đó thì Team Flash giành chiến thắng 6 và để thua 2. Tại Đấu trường Danh vọng mùa đông năm 2017 thì Team Flash giành chiến thắng cả hai lượt trận với tỷ số 2-0 trước Swing Phantom. Đến mùa giải mùa xuân năm 2018 thì Swing Phantom lại là đội có được chiến thắng với tỷ số 3-2. Khi đó thì chúng ta cũng có được thể thức BO5 giống như tại Đấu trường Danh vọng mùa đông 2019 mà chúng ta đang theo dõi đây. Sang đến giải mùa đông năm 2018 thì Team Flash tiếp tục thắng trắng cả hai lượt tại vòng bảng trước
Swing Phantom và còn thắng 4-1 ở trong trận chung kết tổng của chúng ta nữa. Và mùa giải gần đây nhất đó là mùa giải mùa xuân năm 2019 thì Team Flash giành thắng lợi 2-1 ở lượt đi nhưng lại thất bại 1-2 ở lượt về. Qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng là ở các mùa đông thì đội tuyển Team Flash thường giành chiến thắng trắng cả hai lượt trước Swing Phantom trong các trận đấu tại vòng bảng. Và đây là giải mùa đông năm 2019. Và đây là giải mùa đông, mặc dù chúng ta vẫn đang trải nghiệm cái nóng mùa hè, nhưng đấu trường danh vọng đã bước qua giai đoạn mùa đông. Năm nay thì đấu trường danh vọng đánh cũng sớm hơn một chút thật, bởi vì ở cuối năm nay chúng ta có rất nhiều sự kiện quan trọng, đó là AIC 2019 và đó là SEA Games 30. Và rõ ràng những bước chạy đà đầu tiên này, những bước rất quan trọng, bởi nên nhớ bốn đội tuyển có mặt trong top đầu của giai đoạn lượt đi sẽ được tham dự vòng loại của SEA Games 30. Và rõ ràng tất cả các đội tuyển ở trong giai đoạn lượt đi này sẽ cần thật cẩn trọng, kể cả những đội tuyển mạnh như Flash thì có lẽ họ cũng cần có được cho mình một giai đoạn khởi động tốt, bởi nếu như không thì họ sẽ đánh mất cơ hội rất lớn, đó là tham dự SEA Games. Đúng là như vậy. Nhắc về top 4, nhắc về 4 vị trí có thể tham gia vòng loại đi dự SEA Games 30 thì cả Swing Phantom cũng như là Team Flash, kể từ khi họ xuất hiện tại đấu trường danh vọng của chúng ta thì cả hai đội tuyển này chưa từng nằm ngoài top 4 một mùa giải nào cả. Chưa từng nằm và họ cần phải duy trì thành tích này để có được một cơ hội để đại diện cho quốc gia của chúng ta tham dự vào một sân chơi khu vực. Và đây trên màn ảnh của quý vị là NTB. NTB được biết đến với chúng ta kể từ thời điểm mùa đông năm 2017, nhưng đến mùa xuân năm 2018 anh ta mới thực sự lột xác để bước lên một sân khấu lớn. Đó là thời điểm mà Swing Phantom của những NTB Zeref, Polo, Yamate và cuối cùng là người đi rừng TF đã làm mưa làm gió tại đấu trường danh vọng năm đó, và họ lên ngôi vô địch với một chiến thắng mang tính chất tập thể. Trong chiến thắng đó thì NTB nổi lên như người chơi xuất sắc nhất của Swing Phantom và biểu tượng của anh ta là con bài Ryoma. Và đến thời điểm sau này khi anh ta chơi bất kỳ một vị tướng nào ở bất kỳ khu vực đường nào thì vẫn luôn đem lại một sự an tâm cho các fan hâm mộ của Swing Phantom. Đây là trận thi đấu đầu tiên của Swing Phantom sau khoảng hơn một tháng, chính xác hơn có lẽ là phải khoảng 2 tháng họ mới có được một trận thi đấu. Trận thi đấu gần nhất họ đã thất bại rất cay đắng trước đội tuyển Box Gaming với tỷ số 3-2, một trận lội ngược dòng quả cảm của chiếc chàng trai Box Gaming. Nhưng ngày hôm nay thì Swing Phantom tôi hy vọng rằng họ sẽ mạnh mẽ hơn với sự trở lại của đội tưởng Yamate và với sự bổ sung nhân lượng từ Titan. Hy vọng rằng họ đủ cứng như cái tên mà anh chàng trợ thủ đã có mặt trong đội hình của họ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần ban pick. Ở trong trận thi đấu đầu tiên giữa đội tuyển ZD Esports và đội tuyển đó là Insurduck thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là hệ thống phù hiệu cũng như là phiên bản chiến trường 3.0 cũng đã đem lại đến những điều mới lạ hơn, những sự đẹp mắt hơn ở trong những trận đấu của chúng ta. Và một trận đấu được coi là hấp dẫn hơn, trận có thể coi là Super Saturday, nghĩa là Super Saturday. Trận siêu trận đấu của ngày thứ bảy hôm nay, đó là trận đấu của Swing Phantom và Team Flash sẽ đem lại cho chúng ta còn nhiều điều hấp dẫn hơn nữa. Rất rõ ràng là trận thi đấu hôm nay không chỉ là trận siêu kinh điển ngày thứ bảy mà có lẽ cũng là trận gọi là hấp dẫn nhất của vòng đấu đầu tiên. Đây được coi là siêu kinh điển mới của đấu trường danh vọng khi Swing Phantom ở mùa giải trước đã tiệm cận rất gần vị trí của Flash, và nếu như không có bước sẩy chân trước Box Gaming thì có lẽ họ cũng chính là đội tuyển sẽ gặp Flash ở trong trận thi đấu cuối cùng chăng. Nhưng rõ ràng là Swing Phantom ngày hôm nay tôi hy vọng rằng họ có thể tiệm cận được trình độ của Flash hơn, bởi chúng ta đang rất cần những giải đấu lớn quốc tế, đó là AIC 2019 và đó là SEA Games. Thì nếu như có một đội tuyển nữa tiếp tục tiệm cận trình độ của Flash giống như cái cách mà ZD đã làm được thì chúng ta sẽ có được rất nhiều đội tuyển mạnh ở trong giải đấu quốc tế trong thời gian sắp tới. Đúng là như vậy, với thành công của đội tuyển Team Flash cũng như là ZD Esports tại AWC 2019 vừa qua thì bây giờ chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng đấu trường danh vọng đang là giải đấu liên quân mobile hấp dẫn nhất hành tinh vào thời điểm này, bởi vì chúng ta có nhà vô địch thế giới, chúng ta có người chơi xuất sắc nhất thế giới tại bộ môn liên quân mobile. Nhưng quay trở lại với phần cấm và chọn thì ở trong hai sự lựa chọn cấm đầu tiên của mình, đội tuyển Team Flash khi họ ở bên phía đội đỏ họ lựa chọn cấm Hayate và Florentino, còn với Swing Phantom thì đó là Dasi cùng với Yena để có được cho mình Sephira ở first pick. Trong khi đó thì Flash lấy ngay lập tức cho mình Badum và Elsu. Với Elsu thì có lẽ đó là một câu chuyện rất dễ hiểu, nhưng với Badum thì có lẽ đó là một con bài trợ thủ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Có lẽ là như vậy, khi con bài này có thể gây đột biến rất mạnh ở thời điểm đầu trận và cũng như một sự khó chịu cực nhiều ở thời điểm cuối trận với chiêu cuối úp mộ có thể coi là đặc trưng của con bài này. Với
một vài con bài thì tôi đang cảm thấy cái phép bổ trợ phù hiệu cả lợi và hại nó đang rất hợp, đặc biệt là Badum và Oma. Nếu như trong trận thi đấu trước chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng là Oma của Oppa đã sử dụng cái phép bổ trợ này một cách rất, cái phù hiệu này một cách rất hiệu quả khi anh ta lên level 2 sớm và anh ta có được cho mình cái chuỗi combo tốt vào chính xác là trụ lực chủ lực của đối phương, thì với Badum cũng như vậy, một cú bốc đầu kết hợp thêm cả cú làm chậm kết hợp rất nhiều sát thương từ chiêu 2 đến từ Badum địa chấn, nó sẽ khiến cho đối phương gặp rất nhiều khó khăn ở trong giai đoạn đầu. Nếu như kết hợp thêm với cả Elsu nữa thì rõ ràng đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Thật ra thì phép bổ trợ này không phải là phép bổ trợ quá khuyên dùng với nhiều vị tướng, bởi nó sẽ hạn chế khả năng lên kinh nghiệm khi ăn quái rừng cũng như là ăn quái đường. Nhưng với một vài vị trợ thủ đánh theo dạng núp bụi chờ thời và khỏe ở thời điểm đầu trận như Oma, như Badum thì có lẽ đây là một phép bổ trợ rất cần thiết. Còn với những vị trợ thủ đánh theo thiên hướng bảo kê đồng đội như Payna, như Alice và đánh theo kiểu đứng sau thì có lẽ việc hít kinh nghiệm ở giai đoạn đầu cũng là rất cần thiết và không nên chọn phép bổ trợ này. Đúng là như vậy. Ngoài ra thì tôi cũng có thêm một lời khuyên, đó là những người chơi đi đường thì đừng bao giờ lấy phép bổ trợ này. Khi mà những phù hiệu mới ra thì tôi cũng đã test thử qua các phù hiệu và có một trận đấu là tôi đi đường giữa và cầm phép bổ trợ này. Phép bổ trợ vừa lợi vừa hại. Anh quá thông minh. Và không chỉ là lượng kinh nghiệm được hưởng từ những đợt lính bị giảm đi một nửa, mà cả lượng vàng đến từ những con lính nó cũng sẽ giảm đi một nửa. Nó sẽ khiến cho lượng tiền mà chúng ta có được trong giai đoạn đi đường nó là thấp hơn rất nhiều so với những thành viên bên phía đối phương. Anh Dũng có để ý là trong trận thi đấu đó thì khi đối phương lên cấp 12 thì anh ở cấp độ mấy, không khoảng cấp độ mấy? Thật ra thì cấp độ tôi không thua thiệt nhiều, nhưng lượng tiền thì tôi lại lượng thua thiệt tiền rất nhiều. Đúng rồi, tức là khi mà các bạn ăn cái quái đường và quái rừng thì các bạn sẽ mất một nửa lượng tiền và lượng kinh nghiệm, nhưng các bạn lại có thêm một lượng kinh nghiệm tăng theo thời gian lại được nhân lên 50%. Trong khi đó thì các bạn lại bị trừ đi một cái rất nặng, đó là lượng vàng, thì cái đó lại không có cái gì để có thể bù đắp lại được cả. Và rõ ràng là bạn mất đi một lượng vàng rất lớn từ quái rừng cũng như quái đường. Và rõ ràng là tất cả các vị tướng đi đường hoặc đi rừng đều không nên mang theo các bộ trợ này. Chỉ có một vài vị trợ thủ đặc thù có được cho mình hai cấp độ đầu tiên là cấp độ rất quan trọng thì mới nên dùng phép bổ trợ này. Chúng ta có thể nói rất rõ ràng đó là Oma, đó là Badum, những vị tướng cực kỳ khỏe khi có được cấp độ 2. Và chúng ta đang đến với cấm và chọn ở giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình phân tích thì các đội tuyển cũng đã hình thành xong một phần bộ khung của mình. Với bên phía của Swing Phantom thì họ lựa chọn Sephira, Superman và Liliana. Bên phía bên kia thì Elsu, Badum, Omen và cuối cùng là Kricknack trong sự lựa chọn ở phây chọn thứ 2 đến từ vị trí của Datcoy. Còn về những lượt cấm thì ở trong 4 sự lựa chọn cấm tiếp theo ở phase cấm thứ 2 thì có 3 xạ thủ bị cấm đi, đó là Violet, đó là Phoenix và đó là Lindis. Cùng với đó là Maja được bên phía Swing Phantom cấm đi nữa. Và hai sự lựa chọn cuối cùng mà Swing Phantom đưa ra đó là Nakroth dành cho KT và đó sẽ là Van Hên dành cho NTB. Bên phía của Swing Phantom có chia sẻ rằng với vị trí đi rừng của KT và vị trí đi trợ thủ của Titan thì có hai vị trí dự bị, đó là Chiro và Polo, đều là hai vị trí dự bị rất chất lượng. Nếu như một thành viên nào đó đánh yếu ở trong đội hình của Swing Phantom thì hoàn toàn có thể sẽ bị thay thế bởi hai thành viên kia, bởi tôi nghĩ rằng họ không chỉ bổ sung về mặt lượng tướng mà còn là bổ sung về mặt đó là giữ vững cái tinh thần của toàn đội nếu như có một thành viên nào đó đi xuống về mặt tinh thần. Và với đội hình như vậy thì Swing Phantom ở mùa giải này có một bề dày đội hình khá ổn. Trong khi đó với Flash thì họ có một đôi cánh rất dày, đó là một đôi cánh bao gồm cả Gấu, Đạt Còi và Ellie. Đặc biệt là anh chàng Ellie đang thể hiện mình rất tốt sau chuỗi trận thi đấu quốc tế vừa qua. Anh ta thực sự đang dần dần vươn mình lên để trở thành linh hồn của lối chơi của Flash, khi cứ mỗi lần anh ta xuất trận thì Flash gần như là đánh tốt hơn hẳn. Bắt đầu kể từ trận chung kết đấu trường danh vọng đến thời điểm hiện tại thì anh ta đang chứng minh mình rất nhiều. Và điều đó đồng nghĩa với việc Flash đang có cho mình một đôi cánh cực kỳ khỏe và có khả năng gây đột biến. Trong khi đó thì bộ khung của họ vẫn đang rất tốt. Đó là Xuân Bách, chúng ta đang nhìn thấy trên hình ảnh của bạn. Đó là Xuân Bách, đó là ADC và đó là Proe. Ba người chơi có thể coi là key của Flash từ trước đến nay rồi.
tam tấu hủy diệt của Team Flash. Và nhắc về Xuân Bách, người vừa hiện lên màn hình của các bạn với một động tác rất đáng yêu thì anh ấy cũng đã có được Ignis cho mình ở vị trí đường giữa. Còn nói về Superman thì cho tôi hỏi anh Tùng một câu ngắn là hiện tại số trận chơi Superman của anh đã lên đến con số là bao nhiêu rồi? Khoảng 800 trận. 800 trận chơi Superman. Và tôi cũng đang thấy là Superman đang xuất hiện rất nhiều trở lại tại đấu trường danh vọng mùa đông 2019 của chúng ta. Ít nhất là trong ngày hôm nay thì ở trong cặp trận giữa ZD cùng với In The Dark thì cả hai đội đều đã sử dụng Superman. Và ngay ở trong ván đấu đầu tiên của trận đấu kinh điển này thì Zeref cũng đã có cho mình Superman. Thì anh nhận định thế nào về sức mạnh của Superman tại thời điểm hiện tại tại chiến trường 3.0? Và Superman có được tăng cho mình một chút sức mạnh đến từ phù hiệu, hay nói cách khác là phù hiệu khá hợp với Superman khi có những cái phù hiệu tăng tốc chạy ở khu vực đường sông, có phù hiệu khi mà bạn bị giảm máu thì các bạn sẽ được tăng tốc chạy và hồi máu, và nó tạo ra một lớp giáp và hồi máu, và rõ ràng là tăng cả tốc chạy nữa, và nó khiến cho Superman khá là cơ động hơn. Trong khi đó thì với cái trào lưu sử dụng Superman kể từ giai đoạn AWC thì có vẻ như các đội tuyển cũng dần dần thích nhiều hơn với con bài này. Ở lượt lựa chọn lần này thì Swing Phantom lựa chọn Superman ở ngay lượt lựa chọn thứ hai. Đây là một lựa chọn khá sớm bởi nhiều đội tuyển thường lựa chọn Superman ở giai đoạn nó hơi muộn hơn một xíu, tức là bắt đầu từ sang phê cấm phê chọn thứ hai, tức là bắt đầu từ sự lựa chọn thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm thì họ mới lựa chọn con bài này. Nhưng với Swing Phantom thì họ lựa chọn con bài này khá sớm. Điều đó một phần lý giải ở việc họ đã chọn được trước con bài gây khó chịu với Superman rồi, đó là Sephira. Đây là một con bài có thể nói là khắc chế cứng của Superman, và nó đã nằm trong tay của Swing Phantom. Nó khiến cho Swing Phantom lựa chọn con bài này một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra thì Zeref cũng là một người chơi Superman rất ổn, bởi cái phong cách chơi của Zeref đó là một phong cách hy sinh cho đồng đội. Anh ta không quá tham solo kill hay không quá tham đẩy đường ở khu vực đường của mình, mà anh ta thường đến với giao tranh, và khi anh ta đến giao tranh sớm như vậy thì Superman là một trong những con bài hàng đầu. Đúng là như vậy, mùa giải năm ngoái thì Zeref thường chơi những vị tướng giống như kiểu là Superman, những vị tướng có khả năng đẩy đường nhanh, sau đó thì di chuyển thật nhanh xuống với những người đồng đội của mình để tạo ra thế gọng kìm ở trong những pha giao tranh hoặc những pha tranh chấp rồng đầu tiên. Đồng ý. Và nó cũng đã đem lại rất nhiều hiệu quả dành cho Swing Phantom ở trong vòng bảng, và thậm chí là ở cả những ván thi đấu đầu tiên ở trong trận tứ kết mà họ đã để bị Box Gaming lội ngược dòng với tỷ số 3-2. Nhưng đáng tiếc thì mùa giải đó cũng đã khép lại, và kết quả của Swing Phantom đạt được có lẽ là cũng không như những gì mà họ mong đợi. Nhưng đây là một cơ hội hoàn toàn mới để họ có thể chứng minh được thực lực của mình, có thể có được những thành tích tốt hơn. Và còn gì tuyệt vời hơn nếu họ giành chiến thắng được đội tuyển đương kim vô địch, và không chỉ là đương kim vô địch của đấu trường danh vọng mà còn là đương kim vô địch của thế giới. Zeref đã khẳng định rằng nếu như họ giành chiến thắng trước Flash thì họ sẽ là đội tuyển mạnh nhất thế giới, bởi ở thời điểm hiện tại Flash là đội tuyển mạnh nhất thế giới. Và đây là cơ hội cũng như thách thức đầu tiên mà Swing Phantom sẽ phải đón nhận trong mùa giải này. Rất hay khi trận thi đấu đầu tiên của mùa giải mới lại là trận siêu kinh điển mới của chúng ta, trận thi đấu giữa Swing Phantom và Team Flash. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận thi đấu quan trọng này. Zeref có cơ hội để thực hiện điều đó. Anh ta đang cầm cho mình vị tướng Superman. Đúng như anh Dũng nói thì ở trong mùa giải trước với Superman, với Vered và với Richter thì gần như Zeref có mặt là đồng đội của anh ta có được cho mình quyền chủ động đánh. Và trong trận thi đấu này có lẽ cũng như vậy. Còn bên phía bên kia thì Flash, tôi đang thấy tâm lý của họ khá thoải mái. Có những nụ cười đến từ Xuân Bách, đến từ ADC và thậm chí là đến từ Proe. Họ đang thực sự thoải mái bởi họ đang là đội hình vô địch. Họ đang là những nhẫn giả, những người khoe nhẫn ghê gớm của đấu trường danh vọng mùa này. Đúng là như vậy, các thành viên ở Team Flash thì đang sống trong cơn mơ của mình với những danh hiệu vô địch liên tiếp mà họ đã có được trong suốt khoảng một năm vừa qua. Và một chút dự đoán nhanh trước khi ván đấu đầu tiên của trận đấu này bắt đầu, thì ở trong ván đấu đầu tiên, anh Tùng, với đội hình của cả hai đội đã dự đoán thì anh nghĩ rằng chiến thắng sẽ dành cho đội tuyển nào? Tôi tin sẽ có bất ngờ đến từ Swing Phantom. Thậm chí trước ngày thi đấu hôm nay tôi đã dự đoán rằng Box Gaming sẽ có được chiến thắng 3-1 trước In The Dark, mặc dù họ sẽ phải nhận một trận thua khá sớm. Và trận thi đấu thứ hai sẽ là trận thi đấu mà tôi tin rằng sẽ có bất ngờ đến từ Swing Phantom, một kết quả 3-2 dành cho Swing Phantom. Đó là dự đoán của tôi thôi ở thời điểm trước khi trận thi đấu này diễn ra, và tôi đã đúng một nửa. Đó là trận thi đấu đầu tiên giữa In The Dark và ZD Esports, và đây là trận thi đấu thứ hai, và tôi đang có một tin rằng sẽ có bất ngờ đầu tiên đến từ Swing Phantom. Và để xem điều đó có trở thành sự thực được hay không, đội tuyển Swing Phantom và đội tuyển Team Flash. Về cá nhân tôi thì tôi chưa dám đưa ra nhận định về cả kèo BO5. Còn nói về dự đoán thì ở trong ván đấu đầu tiên này thì tôi nghĩ rằng nhà đương kim vô địch thế giới sẽ tiếp tục thể hiện được sức mạnh của mình trước Swing Phantom. Chúng ta sẽ cùng đến với những trận thi đấu đầu tiên. Rõ ràng là với những sự lựa chọn của Flash hoàn toàn, tôi không có một cơ sở nào một cách chắc chắn cả, bởi những sự lựa chọn của Flash rất là mạnh.
Hai sự lựa chọn đầu tiên họ đã có được Elsu và Badum rồi. Hai sự lựa chọn có thể nói là cực kỳ thuận tay và cực kỳ tốt. Và trong một cái trận thi đấu thoải mái tâm lý thì Elsu cực kỳ đáng sợ. Đạt Còi đã từng thể hiện rất tốt con bài Elsu này, rất nên nhớ rằng Đạt Còi đã từng thể hiện rất tốt con bài Elsu này ở trong giai đoạn đầu khi con bài Elsu này mới ra mắt. Và nó cũng chính trước Swing Phantom, thì mà tôi nhớ không nhầm đó là trong chính trận chung kết đấu trường danh vọng với Swing Phantom ở trong mùa xuân 2018. Và giờ Đạt Còi cầm con bài này trở lại ở trong một tâm thế khá ổn khi anh ta đang là nhà vô địch thế giới. Chúng ta đến với trận thi đấu đầu tiên giữa Swing Phantom và Flash. Bản đồ rất đẹp, mọi thứ đã sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu hấp dẫn này, nơi mà Đạt Còi đang di chuyển ra khu vực đường giữa và ngắm viên viễn trình kích đầu tiên của mình. Anh ta quyết định không bắn. Và như vậy với nhường cách di chuyển rồi. Này của Team Flash thì Đạt Còi sẽ là người chơi ở khu vực đường giữa để đối đầu với Yamate. Đã có sự nhường đường ngay lập tức đến từ vị trí của Xuân Bách. Trong khi đó Zeref vừa có một cú đẩy tốt vào bùa của đối phương, nhưng anh ta sẽ phải đi đường vòng trong tình huống này. Proe không lựa chọn cho mình phép bổ trợ ở phù hiệu cả lợi và hại, bởi anh ta muốn có được cho mình một lượng kinh nghiệm tốt ở giai đoạn về sau. Anh ta không quá muốn tham vào giai đoạn đầu. Đây là phong cách đánh của một người chơi tự tin về giai đoạn sau, hay nói cách là của một nhà vô địch. Và rõ ràng là anh ta có quyền tự tin làm điều đó. Đạt Còi vừa giữ lại được cho mình con bùa đỏ thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì đó là phát bắn viễn chinh kích cuối cùng của Đạt Còi kết liễu như con bùa đỏ. Đúng là như vậy, Đạt Còi đã giữ lại được con bùa đỏ dành cho bên phía của Team Flash. Tuy nhiên thì nó cũng đồng nghĩa với việc là người chơi đi rừng của họ là ADC cũng sẽ không có đầy đủ hai bùa trong những bước Swing di chuyển đầu tiên. Tin. Swing rất tự tin, ăn cho mình một con bùa trước và sau đó đến với bùa đỏ của đối phương, đó là KT. Swing cũng đã có được sự chuẩn bị cho mình cho KT, đó là con bài tốt nhất của KT, Nakroth. Và nếu như Nakroth bị mất đi thì có khả năng là sau trận thi đấu thứ 2 hoặc thứ 3 chẳng hạn, có thể Chihiro sẽ xuất hiện rằng khi mà KT đã sử dụng hết những vị tướng thủ. Đó là sự lợi hại của những đội tuyển có bề dày về đội hình. Nhưng đây là pha trả đòn của Xuân Bách rất mạnh mẽ. Flash đang kéo lên rất đông người, Titan bị bốc ngược trở lại và Titan sẽ là điểm chiến công đầu. Nó thuộc về Proe, Xuân Bách bị hất tung, anh ta vẫn có thể trở về nhà được với một chấm máu. Rất đáng tiếc cho KT khi anh ta thiếu đi một chút sát thương, và tình huống vừa rồi anh ta lùi lại cũng là dễ hiểu, bởi nếu như anh ta có hạ gục được đối phương thì anh ta cũng không thể dễ dàng mà lùi về được. Trong khi đó thì Zeref đang có cú đẩy vào gấu và gấu đang là mục tiêu mà KT muốn hướng đến. KT đang ở rất gần đây rồi, gấu tốc biến một cách thông minh và anh ta có thể thoát về được trước sự nguy hiểm đến từ các thành viên bên phía của đối phương. Thời điểm đó là thời điểm mà KT cũng đã hết cho mình bùa đỏ trên người và rất khó để KT có thể bám theo được Omen của đối phương, và KT lựa chọn phương án đó là lùi về. Bên phía của Swing Phantom đã mất đi một người và đó chỉ là trợ thủ của họ, điều đó khiến cho họ cũng vẫn đang hơi vững ở thời điểm hiện tại. Đã có đổi đường đến từ Swing Phantom và Vlad cũng có đổi đường rất nhanh chóng đến từ nhà vô địch. Nó trúng rồi, đó là viên viễn chinh kích đến từ Đạt Còi và Titan rất có thể sẽ nằm xuống lần thứ hai. Nhưng Swing Phantom quay trở lại trả sát thương cực kỳ nhiều. Người đầu tiên phải nằm xuống của Team Flash trong trận đấu này là ADC. Và nó cũng sẽ mở ra con rồng đầu tiên dành cho Swing Phantom sau pha giao tranh vừa rồi. Một pha giao tranh rất tốt. Đạt Còi muốn cướp con rồng này. Đạt Còi sẽ có một cú viễn chinh kích chẳng. Đạt Còi đang muốn cướp con rồng này nhưng Đạt Còi không tìm được góc ngắm, hay nói cách khác Đạt Còi không có sai trong tình huống vừa rồi. Chúng ta đang được xem ở trên bản đồ của các bạn, đó là phép bổ trợ phù hiệu của các người chơi đang lựa chọn rất đồng nhất và nhất quán đến từ Swing Phantom. Đó là bốn cái phù hiệu thánh thuẫn nằm trên người của Titan, KT, NTB và Zeref. Trong khi đó thì Yamate cũng có cho mình đó là thần quang, phù hiệu có thể giúp cho những tình huống cấu máu của Yamate ở trong giai đoạn đầu và thậm chí là ở giai đoạn sau sẽ trở nên đau hơn rất nhiều. Và rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì Swing Phantom vẫn đang có một thế trận cân bằng trước Flash. Nhưng họ có lẽ sẽ cần phải làm nhanh hơn, bởi đội hình của họ là đội hình mạnh ở giai đoạn đầu, nhưng về giai đoạn sau thì chưa chắc. Đây là Zeref, Zeref bị giữ lại bởi gấu và chắc chắn sẽ có mạng hạ gục dành cho bên phía của Flash, và nó nằm trong tay của ADC. Với việc bị nhốt ở trong sát vực như vậy thì rõ ràng là Superman cũng sẽ không thể về nhà được. Nhưng ở đây thì Swing Phantom quyết định tấn công ngược trở lại vào vị trí của Xuân Bách. Rất đau nhưng có hạ gục được Xuân Bách hay không? Anh ta có được cho mình quả cầu băng xương và nó có thể giúp cho Xuân Bách outplay hay chăng đây? Không được, rõ ràng là NTB cũng đã rất nguy hiểm trong tình huống vừa rồi rồi. Tuy nhiên pha tấn công của Swing Phantom vẫn đạt hiệu quả tối đa khi vẫn hạ gục được người chơi đường giữa của bên phía đội tuyển Flash. Bách khá hay nhưng đó là không đủ, bởi đó là sự quyết tâm đến từ KT và NTB. Nếu như tình huống trước đó KT quyết tâm hơn thì có lẽ là bên phía của Swing Phantom sẽ không mất nhiều thời gian đến như vậy. Nhưng đã có một pha lùi về đến từ KT. Dù sao thì họ vẫn có được mục tiêu mà họ cần và Van Hên vẫn về nhà hồi phục được một cách rất đơn giản. KT đang có được cho mình một trận thi đấu tốt đến thời điểm hiện tại khi anh ta liên tiếp lả lướt và gây ra một lượng sát thương khổng lồ. Anh ta đang có cấp độ 8 và anh ta cũng đang kiểm soát bản đồ rừng của anh ta một cách cực kỳ triệt để.
Trong khi đó thì Puri đang di chuyển xuống để hỗ trợ cho Xuân Bách đẩy đường. Chỉ có một mình NTB ở đây. Và với việc có lượng máu thấp thì Titan cũng sẽ phải biến về trong tình huống vừa rồi. Nhưng đây sẽ là một tình huống băng trụ đến từ ba thành viên bên phía của Team Flash. Họ làm một cách tương đối gọn gàng ở những giây đầu tiên, nhưng sau đó thì lại quá cồng kềnh và NTB có thể phòng ngự được thành công. Anh ta có thể lùi về được. Và có lẽ họ cũng không nghĩ đến việc NTB có một cái nội tại liềm đoạt mệnh ở trong người. Và anh ta đã có được một pha sống sót may mắn nhờ vào phù hiệu của mình. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại khi phù hiệu ra, nó làm cho sự tính toán của các game thủ hàng đầu bị chật đi một chút, một nhịp. Nhưng nhịp đó là rất lớn với những game thủ chuyên nghiệp. Đây là pha lao vào đến từ KT nhưng anh ta phải thoát ra trong tình huống này. Không cướp được con rồng và bây giờ thì Swing Phantom chỉ có 3 người ở đây. Họ ít người hơn so với đối phương và việc rút lui về là hợp lý. Trong khi đó thì Zeref di chuyển xuống từ đường trên. Nhưng anh ta di chuyển xuống khi mà con rồng đã nằm trong tay của thành viên bên phía Team Flash rồi. Yamate đang gặp nguy hiểm. Yamate sẽ phải nằm lại trong tình huống này chẳng không. Yamate lướt đi được trong tình huống này. Cú ngắm viễn chi kích của đạt còi nó cũng trượt. Đó là một tình huống rình rập rất hay ở trong bụng. Bây giờ Swing Phantom phản công hất tung được hai người, đó là KT. ADC sẽ phải nằm lại thêm một lần nữa và vẫn đang tiếp tục tiến lên, đó là Zeref. Nhưng đạt còi thì đã về được trong tầm trụ của mình rồi. Rõ ràng sự di chuyển linh hoạt của Zeref khiến cho những pha giao tranh của bên phía Swing Phantom, thậm chí là những pha trả đòn của họ cũng khốc liệt và quyết liệt hơn rất nhiều. Đây là pha thi đấu mà NTB với Titan muốn kết hợp, nhưng rất đáng tiếc là cú choáng trước đó của Titan nó thiếu một tầm. Nhưng đây là pha băng trụ tiếp theo của họ chăng? Proe đang đến nhưng có vẻ là hơi muộn. Băng trụ auto chính xác rồi nhưng KT lại quyết định không tấn công vào Xuân Bách nữa mà họ lại lấy đi cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới dành cho Swing Phantom. Rõ ràng đó là một kết quả, một quyết định hợp lý đến từ KT. Đó là một pha ép góc của Titan để khiến cho Xuân Bách buộc phải lui về. Titan đang gặp nguy hiểm, anh ta không có chiêu cuối trong tình huống này mà anh ta buộc phải nằm xuống. Chiêu cuối của anh ta đã được dùng ở trong tình huống giao tranh trước đó và anh ta đã có một pha check map hơi xa. Nhưng dù sao anh ta vẫn là chỉ là một trợ thủ. Và với việc anh ta đổi được một cái trụ ở khu vực đường dưới thì có lẽ cũng là ổn đến từ bên phía của Swing. Là khá ổn, tuy nhiên thì kể từ đầu trận đấu đến giờ màn debut của Titan cũng chưa phải chưa là ổn. Quá hoàn hảo khi mà anh ta cũng đã nằm 0-3. Xuống tới 3 lần. 0-3 là số mạng bị hạ gục của Titan đến thời điểm hiện tại. Rõ ràng Titan vẫn đang chưa thể hiện mình được ở một vị trí rất quan trọng của Swing Phantom, một vị trí mà Polo đã thể hiện không đủ tốt để khiến cho NTB phải xuất hiện ở khu vực đường đó, thì hiện tại Titan cũng đang làm chưa đủ tốt. Trong khi đó KT vẫn đang chứng tỏ mình được với vị tướng Nakroth. Điểm KD anh ta là 1-0-2. Anh ta cũng rất tỉnh táo và nhanh nhạy trong tình huống này. Những tình huống rình rập rất chí mạng đến từ Team Flash, đó là đẳng cấp của họ, đó là đẳng cấp của nhà vô địch. Và Swing Phantom thì cũng đang tương đối bình tĩnh ở một số vị trí khi họ chưa mắc phải cái bẫy của bên phía Team Flash, đặc biệt là trong tình huống mà chúng ta vừa được nhìn thấy vừa rồi. Và bây giờ là một tình huống tấn công lên đường trên của thành viên bên phía Team Flash, nơi mà Titan và NTB đang có vị trí hơi cao vồ vào đến từ ADC. Có một lượng sắp ảo đến từ Phú Hiệu, NTB cũng không thể nào sống nổi. Titan bật lên chiều cuối chờ đợi những người đồng đội của mình. KT băng vào, hạ gục được ADC, vẫn đủ sát thương đến từ các thành viên bên phía Team Flash để họ có thể ở lại đây chơi cùng ba thành viên bên phía Swing Phantom. Úp mộ của Proe là tốt, nhưng KT nhanh tay hơn. Thực sự với Nakroth thì KT vẫn đang thể hiện được rất nhiều điều. Anh chàng thi đấu Nakroth cực kỳ hiệu quả và hoa mỹ trong tình huống vừa rồi thì anh ta đủ nhanh tay hơn trợ thủ xuất sắc nhất thế giới một nhịp. Và anh ta có được cái mạng của ADC. Trong khi đó pha ép trụ này có lẽ sẽ không thành công bởi sự xuất hiện của Zeref. Proe, Xuân Bách và Đạt Còi sẽ phải lùi về trong tình huống này. Trong khi đó Gấu đang muốn cướp đi những nguồn tài nguyên nhỏ của KT. KT ra trả đòn và có những người đồng đội của anh ta để khiến cho anh ta có thể tự tin hơn. Nhưng Gấu thì vẫn rất bình tĩnh và có thể lùi về được. Trong khi đó thì Xuân Bách đang liên tục xả chiều khu vực đường giữa. Rõ ràng là Ignis cũng là một quân bài mà tại phiên bản chiến trường 3.0 này của chúng ta cũng đang có một sự quay trở lại nhất định, khi mà trong những ván đấu thì chúng ta vẫn được thấy ông già lửa này thường xuyên xuất hiện. Và nhất là trong tay của Xuân Bách nữa. Xuân Bách đã có một trận thi đấu quốc tế với Ignis rất đẹp trai. Anh ta đã có được cho mình điểm hạ gục không nhớ không nhầm là 7-0-8. Và trong trận thi đấu này thì anh ta vẫn thể hiện tốt. Mặc dù anh ta bị bắt vào khá nhiều nhưng anh ta vẫn có thể biết cách thoát thân được. Chỉ có duy nhất một pha băng trụ đến từ Swing Phantom khiến cho anh ta không thể thoát thân mà thôi. Nhưng với thế trận này thì Swing Phantom vẫn đánh rất ổn, bởi họ vẫn đang kiểm soát map ở thế cân bằng. Và Nakroth ở trong thế trận này vẫn có thể phát huy được hiệu quả. Trong ít phút vượt qua thì cả hai đội dồn rất nhiều nhân lực lên khu vực đường trên. Và đội có được thành công nhiều hơn đó là đội tuyển Team Flash, khi vừa rồi họ đã có được cái trụ đầu tiên khu vực đường trên rồi. Còn NTB sau khi đổi đường, vì có được cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới, anh ta đổi đường lên nhưng ngay lập tức bị tấn công và phải nằm lại. Điều đó đã khiến cho NTB
quay trở lại với khu vực đường ban đầu của mình, đó là đường rồng. Và bây giờ anh ta lại lên khu vực đường trên để có thể kết liễu đi cái trụ đường trên, bởi anh ta là tướng lấy trụ. Và có lẽ thời gian sắp tới thì Swing Phantom sẽ vẫn cứ phải cho NTB ở khu vực đường trên thôi, bởi nếu không thì họ không thể lấy cái trụ đường trên và đường đến con kinh công cũng bị xa hơn. Cùng với đó thì lượng tiền ở thời điểm hiện tại đang rất cân bằng, một đội tuyển lấy trụ thì một đội tuyển còn lại lấy rồng, và điều đó khiến cho lượng tiền đang không có sự chênh lệch. Có sự xuất hiện của gấu khiến cho ZF rất khó chơi. Rõ ràng là việc ZF luôn luôn xuất hiện của cánh của gấu khiến cho ZF đang bị giảm đi cái tầm hoạt động của mình, bởi chỉ cần một pha bắt vào đến từ gấu và một pha xô vào đến từ ADC thì ZF hoàn toàn có thể bỏ lại cái mạng của mình. Lượng tiền cũng như là thế trận vẫn đang tương đối cân bằng. Đến từ trận đấu này, một tình huống bắn viễn chính kích không tốt đến từ đạt còi, nó khiến cho Xuân Bách ngay lập tức bị hạ gục. Và bây giờ thì Swing Phantom sẽ có được trụ đầu tiên khu vực đường trên. Họ chưa muốn dừng lại, đang tiến lên đến ba thành viên này. Katie băng vào, đạt còi là người thứ hai phải nằm xuống ở các thành viên bên phía TeamFast. Trong tình huống này ADC có vô được NTB không đây? Anh ta vô được, nhưng rồi anh ta cũng sẽ chẳng về được, bởi vì Katie đang đánh Nakroth rất hay. Đó là điểm hạ gục bá đạo dành cho người chơi đi rừng bên phía Swing Phantom. Hồi đang lết về, anh ta rất cố gắng và anh ta có thể thoát về được với sự cứng cáp tới từ ban đùm. Nếu như tình huống vừa rồi Katie ở lại thì chắc chắn là Swing Phantom đã có thêm một mạng hạ gục nữa, đó là Proe. Nhưng KT đã làm được quá nhiều điều trước đó. Ba mạng hạ gục triple kill không chính thức dành cho KT, và anh ta đang thực sự điên rồ với Nakroth trong trận thiếu này. Múa trước những nhà đương kim vô địch thế giới, và anh ta đang có điểm KDA là 4-0-3 với những pha ra vào rất chuẩn chỉ. Trong khi đó ở bên kia thì ADC đang chưa thể hiện được quá nhiều trong trận thiếu này. Anh ta có ba mạng hạ gục nhưng có đến 4 lần phải nằm xuống, và chủ yếu nó đến từ những pha băng vào sau đến từ KT. Những pha đổi mạng của ADC có lẽ sẽ khiến cho KT đang rất xanh xao, và anh ta đang đánh ổn trong trận thiếu này, bởi Nakroth là một vị tướng rất thích những cái trận thi đấu kiểm soát dạng như thế này, khi anh ta liên tiếp có cái khoảng không gian để anh ta thể hiện mình. Và với việc anh ta đang có được cho mình cả con tà thần Caesar ở trong tay thì tôi tin rằng những phút sắp tới Nakroth vẫn có thể gây được rất nhiều khó khăn cho đối phương. Đúng là như vậy, thả dòng tiên phong ở khu vực đường dưới. Bây giờ thì Titan đang nấp ở trong cái bụi này để kiểm soát tầm nhìn khu vực bùa xanh của đối thủ, nơi mà có rất nhiều những thành viên bên phía TeamFast đang đứng ở trong đó. Và rồi họ vẫn giữ lại được bùa xanh dành cho ADC. Trong khi đó thì ở khu vực đường giữa đang có sự xuất hiện của 4 thành viên của Swing Phantom. Đường trên là Superman đối mặt với ADC với con bài Greenup. Và đây là pha lấy trụ của KT. KT rất lả lướt ra vào và lấy được đi cho mình 2/3 cái máu trụ. Trong khi đó đường trên ZF cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Con rồng tiên phong đang đẩy đến được khu vực giữa sông ở khu vực đường dưới của Swing Phantom. Có chiêu cuối Titan không gặp nguy hiểm. Và với Ignis cùng với Elsu ở khu vực giữa thì đội tuyển Team Flash vẫn đang phòng ngự một cách hết sức thành công. Liên tiếp là những tên lính được đẩy vào với sự ép đến từ thành viên bên phía Swing Phantom, nhưng họ vẫn giữ được cái trụ đầu tiên khu vực giữa trong một khoảng thời gian dài. Và nó khiến cho thế muốn đẩy nhanh tốc độ trận đấu của Swing Phantom có lẽ là cũng phải chậm lại đôi chút. Hai nhịp chém với phức hợp kiếm, KT đã lấy được đi cái trụ đó và anh ta đang muốn tràn vào cái trụ thứ hai vùng dưới. Vẫn đang đánh khá ổn, khá chắc chắn đến từ Swing Phantom. Nhưng đây là giai đoạn mạnh nhất của họ, nên nhớ với Van Halen thì đây là giai đoạn với Van Halen, với Superman, với Nakroth thì đây là giai đoạn rất ổn của họ để họ có thể lấy đi trận thi đấu này. Còn giai đoạn cuối thì tôi tin rằng lúc đó sẽ nhường về cho hai người pháp sư một khoảng sát thương rất lớn, đó là Yamate và Ignis của Xuân Bách. Đến thời điểm cuối trận thì sẽ còn phải tùy thêm là Yamate đánh tốt hơn hay Xuân Bách vẫn là người chơi xuất sắc hơn. Thả rồng tiên phong một cách tương đối bài bản để cố gắng kiểm soát được cả ba đường. Nhưng với đẳng cấp của Team Flash thì cuối cùng Swing Phantom cũng chỉ có thể có cho mình được hai cái trụ trong pha thi đấu mà họ có được con tà thần Caesar mà thôi. Đó, nó khiến cho lượng tiền mà Team Flash thua thiệt trước Swing Phantom sau một pha giao tranh thua là không quá đáng kể. Nhưng ở đây thì Proe đang gặp nguy hiểm và anh ta sẽ phải nằm xuống mạng đầu tiên của mình ở trong trận thi đấu này. Hơi khó hiểu với quyết định ở lại cái bụi này của Proe trong viễn cảnh vừa rồi. Anh ta vẫn còn tốc biến, nếu như đó là một pha tốc biến kết hợp với lại cả cú bốc đầu khiến cho anh ta lùi rất xa khỏi đối phương thì có lẽ anh ta đã không gặp nguy hiểm nhiều đến như vậy. Và với việc Proe phải nằm lại, Titan không phải nằm lại, thì có lẽ con tà thần Caesar thứ hai của trận thiếu này sẽ nằm trong tay của Swing chăng? Có lẽ là như vậy, khi mà nó chỉ còn vài giây nữa là ra đời mà thôi. Và với việc thiếu đi trợ thủ thì sẽ thật khó để có thể kiểm soát được toàn bộ tầm nhìn ở khu vực hang tà thần dành cho các thành viên bên phía Team Flash. Và nó dẫn đến hậu quả là đây, các thành viên bên phía Swing Phantom ăn Caesar một cách gần như là miễn phí. Một mạng nằm xuống hơi chủ quan của Proe và nó khiến cho pha can thiệp thứ hai của Flash cũng không có. Flash
đã có được cho mình một lượng trang bị khá ổn bởi họ không bị thua thiệt quá nhiều về mặt lượng tiền. Đặt coi vừa hoàn thành xong cho mình nhanh Furnier, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Flash đang có thế trận ổn bởi Sylvanas vẫn đang kiểm soát những mục tiêu lớn rất gắt gao. Họ đang chờ đợi, chỉ còn khoảng 17 giây nữa thì con rồng bạo chúa sẽ ra. Còn Flash thì họ muốn đánh trong tình huống này. Cú bắn viên chi kích đầu tiên của đạt còi nó chính xác, nhưng Swing Phantom lại né đi tình huống di chuyển ra khu vực đường giữa, nơi mà có rất nhiều các thành viên bên Swing phía Phantom đang có hướng di chuyển. Đang 7 đấu trận. Swing Phantom đang có hướng di chuyển khá hay, họ đang dồn khá nhiều thành viên ở khu vực này. Foe suýt chút nữa thì gặp nguy hiểm. Họ đang muốn lấy trụ. Swing Phantom sẽ lấy được cái trụ này một cách rất nhanh chóng và dễ dàng. Đúng là như vậy, khả năng di chuyển tốt đã giúp cho họ có được điều đó. Poi phải mất tốc biến để có thể lùi về, nhưng Swing Phantom đang tiến lên rất mạnh mẽ. Đó là Seraph băng vào và họ gục Poi. Ở đây thì liệu là các thành viên bên phía Team Fast có phòng ngự được hay không đây, khi mà Swing Phantom đang muốn kết thúc luôn ván đấu này. Rất nhiều thành viên bên phía Team Fast phải nằm lại rồi. Swing Phantom chưa mất một ai cả và chiến thắng ở trong ván đầu tiên này dành cho đội tuyển Swing Phantom. Con rồng tiên phong cùng với sức sát thương hủy diệt đến từ cả 5 thành viên của Swing Phantom đã làm cho bất ngờ mà tôi muốn nói đến ở thời điểm đầu trận nó đã xảy ra. Swing Phantom thực sự đánh tốt trong ván thi đấu này, và người đánh tốt nhất có lẽ phải kể đến chắc chắn là KT. Với những gì mà KT đã thể hiện trong trận thi đấu vừa rồi, anh ta đã khiến cho ADC có lẽ là gặp phải một cú tát nhẹ, một cú đấm nhẹ đến từ KT với vị trí của ADC, người đồng đội cũ của anh ta. Trước đây thì cả ADC và KT đều từng chơi với nhau và từng ở với nhau rất lâu. KT đã từng có một quãng thời gian sống rất lâu với Flash, với Pro Amy thời điểm trước đó. Và bây giờ thì anh ta đang muốn Nakroth rất hay, và nó khiến cho pha highlight của ADC ở trong trận chung kết thế giới có lẽ bị mờ đi một chút, bởi những gì mà KT đã làm được trong trận thi đấu này là rất hoàn hảo. Đúng là như vậy, rất hoàn hảo đến từ Nakroth, đến từ KT. Có cảm tưởng rằng là các thành viên bên phía Chihiro, bên phía Swing Phantom họ có một đòn tâm lý chiến đối với Team Flash. Khi mà ở trong clip phỏng vấn thì Chihiro là người trả lời phỏng vấn khá nhiều và chúng ta không thấy KT nói điều gì cả. Chihiro nói rằng là anh ta sẽ quay trở lại khu vực rừng, nơi mà anh ta bắt đầu sự nghiệp chơi Liquid Mobile của mình, với những chất tướng phù hợp với anh ta. Và anh ta muốn đánh bại ADC, muốn đánh bại người đi rừng số 1 thế giới. Nhưng thực tế là ở trong ván đấu đầu tiên của kèo thi đấu này thì người xuất trận lại là KT. Và KT làm hoàn hảo nhiệm vụ của mình, giành chiến thắng trước người đi rừng số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại, và qua đó giúp cho Swing Phantom giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch thế giới. 11.800 tiền sau gần 16 phút thi đấu, điểm KDA của KT là 604, tròn 10. Không chính xác hơn, nếu là xét về điểm KDA thì anh ta là 11, nhưng 6 cộng 4 thì bằng 10, và anh ta xứng đáng 10 điểm trong trận thiếu này. Những pha băng vào băng ra rất dứt khoát, và anh ta đã có được cho mình cả key player cũng như là MVP trong ván thi đấu này. Một trận thiếu rất hay của KT, thực sự anh ta đang gánh trận thiếu này. Trong khi đó thì Team Flash ở trong trận đấu đầu tiên quay trở lại sau chức vô địch, khi mà họ còn đang có cho mình một trạng thái thăng hoa, thì có lẽ là một thất bại này cũng có thể giúp cho họ quay trở lại với mặt đất để cuộc hành trình, cuộc chinh phục của họ được tiếp tục một cách bình tĩnh nhất, và họ sẽ làm tốt hơn ở trong những trận đấu tiếp theo. Thực ra anh Dũng ạ, cái việc mà dự đoán ở trong trận thi đấu đầu tiên này cũng như là trong cái kèo thi đấu đầu tiên này của Flash với Swing Phantom, tôi dự đoán rằng Swing sẽ có bất ngờ và sẽ có chiến thắng cho Swing ấy, thực ra là nó giống như cái cách mà chúng ta vừa mới nghỉ Tết xong ấy, vừa mới ăn no bánh chưng xong ấy, thì ra làm việc chúng ta thường không hiệu quả lắm. Thì tôi đã cảm thấy được rằng Flash đang thực sự đẩy đà danh hiệu sau những vòng thi đấu vừa qua, và thực sự là trong trận thi đấu đầu tiên, trong kèo thi đấu đầu tiên, họ đã gặp một đối thủ rất cứng, đối thủ có thể làm nên được điều bất ngờ, thì tôi tin rằng đối thủ đó thực sự sẽ làm được nên điều bất ngờ đó. Và rõ ràng là những gì mà Swing Phantom làm trong trận thi đấu vừa rồi chứng tỏ được rằng họ có một quyết tâm rất cao trong mùa giải này. Đây là mùa giải mà Swing Phantom sẽ không đứng núp sau cái lưng của Flash hay của ZD Esports nữa. Đúng là như vậy, một trận đấu đầu tiên mãn nhãn, và kết quả cuối cùng thì Swing Phantom có được chiến thắng trước đội tuyển Team Flash ở trong ván đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với những pha highlight hay nhất của ván thi đấu này trước khi quay trở lại với ván đấu thứ hai.
Yamate comeback, Swing Phantom trở lại và họ giành chiến thắng 1-0 ở trong ván thi đấu đầu tiên trước nhà đương kim vô địch thế giới Team Flash. Và với trận thi đấu vừa qua thì rõ ràng đã có một sự khởi động rất tốt đến từ Swing Phantom. Trong khi đó thì Flash họ chậm nhưng đội hình của họ thì có lẽ vẫn không phải là vấn đề gì cả. Và rõ ràng là với đội hình mà Flash đang sở hữu thì việc họ chịu thất bại trận thi đấu đầu tiên có lẽ cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với họ. Đó không phải là một cái gì đó quá to tát đối với họ. Ellie ngay lập tức đã xuất hiện rất sớm. Có vẻ như cái việc tính thắng một trận sẽ được cộng một điểm và thua một trận sẽ bị trừ một điểm khiến cho Flash thay đổi người rất nhanh và rất lập tức. Đạt Coi đã phải quay trở lại với ba ghế dự bị, trong khi đó Ellie sẽ xuất trận trong trận thiếu này. Rõ ràng là đây không phải điểm rơi phong độ tốt nhất của Đạt Coi. Và Đạt Coi cần thêm thời gian. Trong khi đó thì Ellie lại đang sẵn sàng. Và rõ ràng Flash không muốn mất thêm điểm nữa. Họ không muốn mất thêm một điểm số nào nữa và họ ngay lập tức tung Ellie vào sân. Đúng là như vậy, thật buồn khi phải nói rằng Đạt Coi đang không có được phong độ cao trong khoảng thời gian vừa qua. Khi mà chúng ta thấy được rằng là Đạt Coi và Ellie có sự khác biệt khá lớn ở trong trận đấu mà hai người cùng tên Đạt này xuất hiện. Và Ellie đang là người có được phong độ tốt hơn và có lẽ là huấn luyện viên Harvin cùng các thành viên trong ban lãnh đạo của Team Flash muốn rằng là Team Flash sẽ phải có được một thắng lợi hoành tráng ở trong ngày ra quân của họ, đặc biệt là khi họ vừa trở về với chức vô địch thế giới với những chiếc nhẫn của những nhà vô địch. Trong khi đó thì với Swing Phantom, Titan cũng đã có một giai đoạn đầu không tốt nhưng người đi rừng của anh ta gánh rất nhiều. Trong khi đó thì Proe lại có giai đoạn sau không tốt. Giai đoạn sau của Proe có cú check map rất ẩu và khiến cho anh ta bị mất đi cái mạng của mình trước thềm con Seja thứ hai. Và ở thời điểm họ muốn tranh chấp mục tiêu lớn, ở thời điểm mục tiêu lớn thứ ba, con Seja thứ ba ra, cũng là thời điểm con rồng bạo chúa thứ ba có ở trên bản đồ, thì có vẻ như là các thành viên của bên phía Flash đã lựa chọn thời điểm đó là thời điểm giao tranh không chính xác. Họ đã khiến cho đối phương có được một cái quyết định đi đường rất thông minh. Tôi sẽ chờ đợi cú make check sau trận thi đấu này để biết được rằng đó là quyết định của ai. Quyết định tấn công thẳng vào khung đường dưới, đi một đường vòng và có được map bản đồ đến từ vị trí của Nakroth. Đó là quyết định của người chơi nào đến từ Swing Phantom và họ ủng vào rất nhanh. Có lẽ nếu như không có quyết định táo bạo đó thì Swing Phantom sẽ còn phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể giải quyết được trong trận thi đấu này. Bởi trong đội hình của Flash có Ignis và có Elsu, hai các bạn dọn lính cực kỳ tốt. Đúng là như vậy, và để dự đoán thì tôi mạnh dạn dự đoán người có một cú côn thần thánh đó sẽ là NTB. Người vốn vẫn được biết đến với khả năng côn team của mình ở trong đội hình của Swing Phantom. Và đó đúng là một quyết định di chuyển hết sức thông minh khi mà Team Flash họ cũng đã răng bẫy ra chờ sẵn đối thủ của mình ở khu vực đường giữa. Tuy nhiên thì Swing Phantom lại đi được một con đường hoàn toàn khác so với những gì mà đội tuyển Team Flash đã dự đoán. Tôi đồng ý với anh Dũng nhưng tôi nghĩ rằng cái quyết định khởi đầu của nó sẽ là Yamate. Và đến thời điểm mà Yamate cùng với KT, thời điểm đầu là họ muốn bắt vào Proe thì phải. Và thời điểm đó thì có vẻ như họ đang hơi say máu, thì có một cái cương níu họ lại và đó có lẽ là NTB. Anh ta hoặc những người đồng đội của Yamate và KT cho rằng quyết định lấy trụ là quyết định hợp lý hơn thay vì việc lao vào trợ thủ của đối phương. Và nó khiến cho toàn bộ các thành viên của Swing Phantom ngay lập tức dồn xuống khu vực đường dưới. Và họ đã lấy được đi cho mình không chỉ là cái trụ mà là cả chiến thắng đầu tiên sau pha băng vào cực kỳ dứt khoát. Và nó khiến cho trận thi đấu này trở nên hấp dẫn hơn khi một đội tuyển đang có được tỷ lệ bình chọn thấp hơn rất nhiều, đang ở cửa dưới trong ngày thi đấu hôm nay, có được chiến thắng trong trận thi đấu đầu tiên, đó là Swing Phantom. Nhưng cũng đừng quên rằng đây là một kèo đấu BO5 dài hơi. Thắng ván đấu đầu tiên nó cũng chưa phải là điều gì đó chắc chắn cho một chiến thắng. Họ hoàn toàn có thể bị lội ngược dòng và... Team Flash nếu đẹp nhất thì họ có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Swing Phantom với tỷ số là 3-1. Còn với Swing Phantom thì nếu đẹp nhất rõ ràng rồi 3-0 để vươn lên vị trí dẫn đầu ngay sau ngày hôm nay. Trong khi đó thì với Yamate tôi đang thấy anh chàng này khá thoải mái. Yamate comeback, Yamate, người chơi ở
có lẽ ở thế hệ của tôi có thể nói là như vậy. Yamate cùng với tôi về mặt lứa tuổi, nhưng đến thời điểm hiện tại Yamate vẫn còn thi đấu. Đây có thể coi là một sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Yamate khi anh ta giữ được cái, duy trì được cái quá trình thi đấu đỉnh cao của mình tốt đến như vậy. Có lẽ Yamate cũng phải luyện tập rất nhiều, bởi ở thời điểm mà tay đã chậm hơn, mắt đã mờ hơn thế này thì rõ ràng là đánh phản ứng nhanh nhạy sẽ không bằng được những thành viên sinh năm 2000 rồi thậm chí là 99. Và rõ ràng là Yamate sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Và ngày hôm nay anh ta cũng đã thi đấu tốt với một con bài có kỹ năng phải xử lý ở tầm kỹ năng cao, đó là Liliana. Đúng là như vậy, mặc dù tay đã không còn được nhanh như những thành viên trẻ tuổi tại Liên Quân Mobile, tại đấu trường danh vọng của chúng ta ở thời điểm hiện tại, nhưng thứ mà Yamate mang đến dành cho Swing Van Tom đó là khả năng kêu gọi, đó là khả năng giữ sự bình tĩnh dành cho những người đồng đội trẻ tuổi hơn của mình. Và đôi khi ở trong một ván đấu thì chúng ta cần phải có một chiếc cương để níu giữ lại con ngựa như vậy, để cho con ngựa đi đúng hướng. Và đã rất nhiều lần Yamate làm được điều đó rồi. Và cũng có thể là ở trong ván đấu đầu tiên, nơi Swing Van Tom giành chiến thắng trước Team Flash, thì chúng ta có lẽ là sẽ chờ đợi ở Mixcheck để rõ xem là Yamate có làm được những điều như chúng ta dự đoán hay không. Trong khi đó thì ở trong cấm và chọn ván thi đấu thứ hai, Flash sẽ ở bên phía đội xanh. Vị tướng mà họ cấm đi là Enzo và Lindis. Trong khi đó vị tướng mà Swing Van Tom cấm đi sẽ là Severa và Hayate. Điều đó đồng nghĩa với Flash sẽ có được con bài đầu tiên. Sẽ là con bài gì đây? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Dasi chắc? Không, Florentino. Florentino wow. Dành cho bên phía team Flash. Và đó là sự lựa chọn đầu tiên. Rõ ràng là Hayate cùng với Sephira trong đội hình của team Flash, họ có những người chơi hai vị tướng này rất hay. Đó là Proi với Sephira, đó là Eli với Hayate. Và sau khi mất đi hai quân bài này, quyết định của team Flash là lấy Florentino. Có thể là dành cho gấu với những gì mà Team Flash hay đội tuyển Việt Nam thể hiện tại AWC 2019 với vị tướng Florentino này, thì dự đoán của tôi dành cho Florentino sẽ là nằm trong tay của gấu. Sẽ là nằm trong tay của gấu. Chưa biết chừng có thể nó lại nằm trong tay của Ellie. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Trong khi đó thì Dasi đã xuất hiện trong đội hình của Swing Van Tom. Và con bài tiếp theo là Anete trong tay của Titan. Một trong những con bài mà Polo thi đấu không được tốt. Hai con bài lựa chọn ở trong hai lựa chọn support đầu tiên có lẽ là hai sự lựa chọn mà Polo đã đánh không tốt ở trong mùa giải trước, đó là Sephira và Anete. Hai con bài thường xuyên được đảm nhận trong tay của NTB. Và có lẽ Titan đến để bổ sung khiếm khuyết này cho Polo. Và sau khi anh ta đánh hết những con bài tủ mà anh ta đang có thì có lẽ Polo sẽ được vào sân chăng? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Còn trong khi đó thì Dasi, đây là con bài rất mạnh ở trong meta trước, khi chúng ta đã thấy rất rõ ràng là những người chơi hàng đầu thế giới như ADC, như Nain hay như Khiên thể hiện rất tốt con bài này. Nhưng Dasi ở mùa giải này có một chút vấn đề gặp phải, đó là về việc là nội tại của đồ đi rừng và nội tại của gươm tận thế đã không còn trùng nhau nữa. Không còn sử dụng cùng được với nhau nữa, và hai nội tại đấy bị trùng nhau. Và chính vì vậy nên có thể Dasi bây giờ sẽ không lên được gươm tận thế hoặc không lên hết đồ rừng. Nhưng tôi nghĩ rằng cả hai giả thuyết này đều khiến cho Dasi yếu đi một phần. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là Swing Van Tom thể hiện con bài này như thế nào. Đúng là nội tại của hai trang bị đó thì không còn stack lại được với nhau nữa. Tuy nhiên thì sức mạnh của Dasi vẫn là tương đối lớn nếu như chúng ta nhìn vào màn trình diễn của Khiên ở trong trận đấu giữa ZD cùng với đội tuyển In The Dark. Ngay trận đấu đầu tiên cũng đã có một màn thể hiện rất tốt với vị tướng Dasi này. Nhưng đây rõ ràng là một đối thủ khác so với In The Dark. Đây là Team Flash. Anh đây. Xong này, anh có để ý là trong trận đấu đó thì Khiên có lên cả đồ rừng và cất tận thế không? Tôi chắc chắn là không. Tôi bây giờ thì tôi sẽ không thể nhớ được rằng là trang bị mà Khiên lên là như thế nào nữa. Nhưng với việc mà hai trang bị này không cộng dồn lại được cái nội tại của trang bị lại cùng với nhau thì tôi nghĩ là đến những người chơi thông thường như không, chúng ta còn không lên thì... Thực ra là cũng không phải. Tức là cái đồ... hai cái nội tại này nó không cộng dồn ấy. Không có nghĩa là chúng ta không cùng lên. Bởi cái đồ đi rừng thì vẫn phải lên. Mà trong khi đó thì tức là đồ đi rừng thì vẫn phải lên, cuối game bán cũng được. Nhưng mà cái gươm tận thế thì tôi nghĩ là cũng sẽ lên. Ở thời điểm đầu thì sẽ lấy mỗi cái đam của gươm tận thế thôi. Bỏ qua cái đam của đồ đi rừng thì mất đi một tí đam. Nhưng mà đến cuối game chúng ta sẽ bán nốt cả đồ đi rừng thì chúng ta sẽ lên quả cầu băng xương hoặc là quyền triệu Rea hoặc là sách thánh chẳng hạn. Thì cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Hoặc có một giải thuyết nữa xảy ra, đó chúng ta sẽ lên nửa cái đồ đi rừng thôi, lên đến 750 tiền thôi. Và sau đó chúng ta sẽ dồn tất vào tài nguyên, đó là gươm tận thế, đó là cái chuyện bùng nổ, và chúng ta sẽ có một lượng đáp sát thương rất khổng lồ. Cũng được đúng không? Tôi nghĩ là hoàn toàn được. Và đó là những dự đoán của chúng ta. Và để xem là ở trong thực tế, ở trong ván thi đấu này thì KT sẽ
sử dụng phương án nào. Còn với ADC thì vừa bị ăn có thể nói là một phát tát nhẹ với Nakroth, thì ngay lập tức là lấy Nakroth để có thể trả bài lại dành cho KT. Rõ ràng là có một sự gườm ghè nhẹ đến từ ADC trong trận thiếu này khi mang trở lại con bài Nakroth, một con bài không phải quá thuận tay của ADC. ADC mới chỉ sử dụng tốt con bài này trong 2 trận thi đấu ở AWC mà thôi, còn trước đó anh ta gần như không động đến. Và lần này thì anh ta mang quay trở lại Nakroth. Sự lựa chọn Sennel hướng đến của Flash làm cho tôi tin chắc rằng Ellie sẽ là người cầm cho mình con bài Florentino, trừ trường hợp là Proe là người cầm Sennel. Còn nếu như người cầm Sennel là một đường đơn thì tôi tin đó là Gấu. Gấu cũng đã từng thừa nhận rằng anh ta sẵn sàng hy sinh cho Ellie để Ellie có quyền tỏa sáng, bởi Gấu cảm nhận được rằng cái chất tỏa sáng trong tay của Ellie. Trong khi đó thì Gấu lại rất bình tĩnh ở một lên thủ, và Gấu đã đánh lên thủ rất tốt ở trong AWC vừa rồi. Và rõ ràng là với Sennel ở trong đội hình, tôi tin rằng Gấu sẽ đảm nhận vị trí đó. Trong khi đó Swing Phantom tiếp tục một tung một con bài có thể coi là đặc biệt, hơi đặc biệt một chút, bởi tôi không nghĩ rằng Moren sẽ được sử dụng sớm như thế ở trong một trận thi đấu BO5 ở ngay trong ván đấu thứ hai. Và nó sẽ nằm trong tay của NTB. Người cầm Moren không hề tệ ở trong những ngày thi đấu trước đó, ở trong đấu trường danh vọng mùa trước. Nhưng có một vài thời điểm NTB sai với Moren, và đó là thời điểm rất quan trọng. NTB thường làm rất tốt với Moren ở thời điểm đầu, nhưng đến thời điểm cuối thì vẫn có những lỗi xảy ra khiến cho NTB cùng Moren mất đi cả trận đấu. Và tôi đã từng nói rất nhiều lần khi NTB cầm Moren, đó là Moren chỉ xanh ở khoảng thời điểm mà anh ta vừa lớn, cho đến khoảng sau đó khoảng vài phút sau khi anh ta đã phun đồ, anh ta bán đồ rồi mua đồ các kiểu, thì sau đó một khoảng thời gian thì Moren lại bị chững lại. Moren không còn có một sát thương hủy diệt và không thể không chết được nữa. Và rõ ràng là NTB cần phải đánh cẩn trọng trong trận thi đấu này, bởi đối diện với anh ta là một nhà đương kim vô địch mang tên Team Flash. Tạm gác lại những vấn đề chuyên môn về vị tướng Moren này, thì đây là một vị tướng có lẽ là đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc với Moren. Với những lần nằm trong tay của ADC hay là kể cả Ellie tại chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân 2019, rồi là tại Ara và Ellie tại chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân 2019, rồi tại AWC 2019 vừa qua, với những tình huống mà Moren bật cho mình cung tà ma lên và bắn cả thế giới, thì đó là những tình huống mà các fan hâm mộ Liên Quân Mobile của chúng ta có thể có được rất nhiều cảm xúc. Và quân bài này thì sẽ xuất hiện ở trong ván thi đấu thứ hai này. Còn với bên phía Team Flash thì với việc Theo Anat xuất hiện thì bây giờ tôi tin chắc rằng Florentino này sẽ nằm trong tay của Gấu, khi mà người chơi Theo Anat rất có thể sẽ là Ellie, và Sennel thì sẽ nằm trong tay của Proe. Như vậy là tôi cũng đã có một cái dự đoán nhẹ, đó là nếu như trừ trường hợp là Proe cầm con bài Sennel, và đúng là Proe cầm Sennel thật, và trong trận thiếu này thì Gấu sẽ cầm Florentino chứ không phải là Ellie. Rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn thấy Theo Nát xuất hiện thì gần như người đó sẽ là Ellie. Trong khi bên phía bên kia thì NTB với Moren, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Với nhận định đầu mùa giải thì tôi cũng đã từng nhận định rằng hiện tại có 3 xạ thủ tốt bậc nhất của đấu trường danh vọng, và trong 3 người đó thì có NTB, có Ellie và có Ara. Thì trong trận thiếu này, ngay là trận thi đấu thứ hai của đấu trường danh vọng mùa này, chúng ta sẽ được chứng kiến màn đọ sức của 2 trong 3 người chơi có thể coi là những người chơi xạ thủ tốt nhất của đấu trường danh vọng, và chúng ta sẽ cùng chờ xem họ thể hiện như thế nào trong trận thi đấu này khi cả hai đang cầm cho mình những con bài có tố chất gánh team. Có tố chất gánh team đó là Moren và đó là Theo Anat. Ellie với Cafeni thì đã giành chiến thắng trước Moren của Ara một lần ở tại chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. Và để xem là với Theo Anat thì ở trong ván đấu này Ellie có tiếp tục giành được chiến thắng đó hay không, hay là NTB sẽ đảm nhận được vai trò gồng gánh những người đồng đội tại Swing Phantom ở trên đôi vai của mình ở trong ván thi đấu thứ hai này, với một quân bài có khả năng cân team rất mạnh, đó là Moren. Chúng ta đang đến với trận thi đấu thứ hai. Đã có bất ngờ trong trận thi đấu đầu tiên khi Swing Phantom họ đã giành được chiến thắng. Thực sự thì ở thời điểm hiện tại, ngoài ZD thì nếu như để nói là đối trọng lớn nhất của Flash thì có lẽ cũng là Swing. Sau những gì mà Swing đã thể hiện trong mùa giải trước Flash, đó là một trận thi đấu thua 2-1 ở lượt đi và thắng 2-1 ở lượt về, đều là những trận thi đấu cực kỳ nhiều cảm xúc, thì chúng ta có thể thấy rất rõ ràng đó là Swing Phantom là một đối trọng cực mạnh của Flash ở trong mùa giải này, và họ cũng đã chứng minh điều đó ở trong ngay trong trận thi đấu đầu tiên.
Ở giai đoạn đầu tiên của trận thi đấu này thì tôi cũng đã đưa ra một vài con số nghiêng về mặt phong thủy dành cho đội tuyển Team Flash, khi mà tại các mùa giải mùa đông thì đội tuyển Team Flash thường giành chiến thắng trắng trước Swing Phantom tại hai lượt trận ở vòng bảng. Tuy nhiên thì Swing Phantom cùng với Team Flash chưa từng gặp nhau, xin lỗi các bạn, là chỉ gặp nhau một lần duy nhất ở trong một kèo BO5, và kèo BO5 đó thì Swing Phantom mới là người giành chiến thắng tại trận đấu ở vòng bảng mùa xuân năm 2018, và để xem là kết quả có khác đi ở kèo BO5 thứ hai mà họ gặp nhau hay không. Đó là mùa giải duy nhất chúng ta đánh BO5 ở vòng ngoài đúng không, và chúng ta đã có được cho mình một chiến thắng dành cho bên phía của Swing Phantom. Và đây là trận thi đấu thứ hai trong kèo thi đấu ngày hôm nay. Chúng ta có được một pha di chuyển ra giữa sân không có cướp bùa dành cho cả hai bên. Yamate sẽ cầm Ignis trong trận thiếu này, trong khi Xuân Bách trở lại với Rat sở trường. Có một cái thanh tẩy được cầm ở trên người của thành viên bên phía Team Flash khi phải đối đầu với Dashi đi rừng của KT. Đó là cái thanh tẩy nằm trong người của Proi. Proi thì cũng đang có mặt ở khu vực đường dưới này, chơi rất chủ động gây rất nhiều sát thương lên người của Titan. Như vậy là Proi quyết định cầm thanh tẩy, và anh ta là một vị tướng đúng là hơi đù để có thể thoát được nếu như chúng phải cái ma trận thứ nguyên đến từ KT, và khiến cho anh ta bắt buộc phải cầm phép bổ trợ này. Bình thường thì anh ta sẽ cầm hồi máu, rõ ràng là với Sennel thì hồi máu là phép bổ trợ rất phù hợp, nhưng ở trong tình huống này thì có lẽ đúng thanh tẩy là phép bổ trợ cần có trong người của Proi. Trong khi đó thì anh ta có lẽ sẽ còn lên thêm cả cái giáp tay hải thần nữa cho chắc để dành nó cho Ellie. Đúng là như vậy, và Ellie thì cũng có thể có khả năng tự giải đi hiệu ứng khống chế với chiêu quế hồn mang tiễn của mình. Nhưng tức là biết đâu là Proi sẽ không lên cái giáp tay nữa mà sẽ để cho Ellie tự xử lý với cái chiêu quế của mình, cũng có thể xảy ra. Để xem chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem vào trang bị đi rừng và của KT và trang bị của Proi sẽ lên trong thời gian sắp tới. KT không gặp nguy hiểm trong tình huống này. KT đã trúng một cú đấm và Xuân Bách biết điều đó, nhưng KT không gặp nguy hiểm. KT quyết định quay trở lại và sử dụng cho mình một cú lập phương thứ nguyên nhưng không thành công. Điều đó đồng nghĩa với ADC thoải mái ăn cho mình con rơi này, mà biết được rằng ở đường giữa thì đối phương cũng sẽ không thể làm được gì, không thể ăn được cho mình con rồng sớm. Nhưng Moren đã khởi động rồng rất sớm. Bởi vì Proi chỉ còn lại một nửa cây máu ở khu đường giữa, và Zeref thì cũng đã di chuyển xuống với những người đồng đội của mình, và sẽ là 5-4 và để xem con rồng đầu thuộc với ai đó. Bên Team Flash, nhưng ADC là điểm chiến công đầu của ván thi đấu thứ hai này. Xuân Bách cũng đang còn thấp máu, Zeref có khả năng hất tung, nhưng có lẽ quyết định tấn công vào bùa đỏ sẽ là hợp lý đến từ cả năm thành viên bên phía Swing Phantom. Một lần nữa thì sự di chuyển đồng đội đến từ Zeref tạo lợi thế trong pha giao tranh đầu tiên này, bởi nên nhớ nếu như thông thường một đội tuyển ăn rồng sẽ hoàn toàn có thể tràn lên và làm gỏi đối phương, nhưng với sự xuất hiện của Zeref thì bên phía của Flash thiếu người, và họ thiếu thêm cả ADC sau một tình huống mà anh ta đã rất xuất sắc giữ được con rồng dành cho Flash. Nhưng đó là tất cả những gì mà ADC làm được. Một pha sử dụng chiêu cuối khá hay đến từ KT khi anh ta thoát ra khỏi vòng nguy hiểm và tiến đến một vị trí thuận lợi hơn để trừng phạt. Nhưng pha băng vào của ADC là quyết đoán hơn, và anh ta đã giữ lại được con rồng dành cho Flash. Tiếp tục là bốn cái phù hiệu thánh thuẫn. Đây có lẽ đang là phù hiệu hot nhất tại đấu trường danh vọng mùa đông 2019 ở trong ngày thi đấu đầu tiên, khi mà chúng ta thấy được rất là nhiều, có rất nhiều đội tuyển, rất nhiều game thủ lựa chọn cho mình phép phù hiệu này. Phù hiệu có khả năng giúp cho chúng ta thoát khỏi những pha sốc sát thương đến từ đối thủ. Nhưng mà tôi cảm thấy nó đến rất nhiều từ bên phía của Swing Phantom thì phải. Tức mỗi trận họ cả hai dùng bốn cái. Trong khi đó Flash thì cả hai trận đều chỉ dùng một lần thôi, một cái thôi. Và rõ ràng là với thánh thuẫn thì Swing Phantom vẫn đang có lượng hồi phục tốt, khả năng tái giao tranh cũng rất tốt ở trong những phút vừa qua. Đây là pha ép sân đến từ Flash, họ đang muốn ép xuống đường dưới nơi NTB đang chấn giữ, và đây là cú sử dụng chiêu đầu tiên đến từ Proi. Titan che góc cho NTB lùi về một cách rất bài bản, rất và bài nó bản. Giúp cho NTB có thể được an toàn trong tình huống này. Và sau đó là một cú hỗn mang tiễn cũng không chính xác đến từ vị trí của Ellie, khiến cho bên phía Flash không thể băng trụ. ADC cũng không có ý định băng trụ trong tình huống vừa rồi, để anh ta cũng đang hơi yếu sau mạng bị hạ gục đầu tiên. Anh ta cũng đang có 2.000 tiền, nhưng hiện tại thì anh ta vẫn chưa đủ được cho mình cái sự cơ động, bởi anh ta phải quay trở lại ngay với vòng rừng của mình. ADC vừa ăn cho mình con bùa đỏ và anh ta đang xuất hiện rất nhiều ở nửa dưới bản đồ. Ở đây thì Yamate có khả năng gặp nguy hiểm nếu như ADC sổ ra. Nhưng ở bên dưới thì đó là một tình huống mắt bão rất tốt đến từ Titan. Nhưng Ellie còn trên người cho mình đó là tốc biến, và thêm cả cái thánh thuẫn nữa giúp cho anh ta có một lượng giáp ảo. Bây giờ ADC tiến lên, Team Flash muốn phản không bởi vì họ đang có 4 người mà chỉ nguyên được đặt ra. ADC bị giật về, và ADC có phải nằm lại lần thứ hai hay không? Câu trả lời là không, khi có cái sứ mệnh cứu thế đến từ Proi.
và giao tranh khép lại mà không ai phải nằm lại cả. Nhưng ZF đang là người thấp máu và rất có thể là gấu sẽ hạ gục được anh ta. Đây, ZF băng qua tường, bị thung hoa trúng những anh ta con cho mình. Đó là cái điểm phù hiệu có được cái liềm đoạt mệnh. Nhưng cuối cùng thì gấu vẫn dứt điểm được người chơi đường trên của đối phương. Trong khi đó thì tình huống dồn đam trước đó của KT là khá tinh quái, khi anh ta ngay lập tức phát hiện ra tình huống mà Nakroth của ADC đã dùng hết chiêu. Anh ta sử dụng cho mình cú đạt chiêu rất hợp lý, nhưng rất may cho bên phía của Flash là Froy đã có được cho mình một tình huống sử dụng khí thế rất kịp thời. Trong khi đó với mạng hạ gục vừa rồi thì Flash đang vươn lên dẫn trước nhẹ một chút về mặt lượng tiền sau con rồng và mạng cân bằng về điểm hạ gục. Họ đang dẫn trước đối phương khoảng 600 tiền. Đây không phải là lượng tiền quá đáng kể, bởi rõ ràng là nó chưa thể khiến cho một thành viên nào hoàn thiện được một món đồ nào cả. Đúng là như vậy, và sau những phút giây ở phía dưới thì vừa rồi ADC có mặt ở nửa trên bản đồ để ăn cho một con rơi quỷ. Con rồng thứ hai của ván đấu này nó thuộc về các thành viên bên phía Swing Phantom. Đơn giản là họ có người đi rừng ở dưới này. Và với Eli cùng Proe thì thật khó để có thể tranh cướp trong một tình huống như vậy. Trên người của NTB đang có kiếm điện thì phải. Tôi đang nhìn thấy những phát bắn của NTB. Đúng rồi, có kiếm điện. Và NTB đang muốn lớn nhanh hơn với cái kiếm điện này, bởi anh ta có khả năng gây sát thương rất tốt, bào trụ cũng cực kỳ tốt ở trong những phút sắp tới, bởi cái khả năng dọn lính của kiếm điện là rất ổn. Trong khi đó bên phía bên kia thì Eli lại lựa chọn cho mình đó là cái thanh kiếm đầu tiên. Đây là Yamate gặp nguy hiểm. Yamate chắc chắn là sẽ không thể về được trong một tình huống mà có tới 4 người của team Flash ở đây. Và KT cùng với ZF đành bất lực nhìn người đồng đội của mình nằm xuống, nhưng ở khu vực dưới là khoảng trống để NTB đẩy. Anh ta có lấy được trụ đầu tiên khu vực dưới này không? Đây gặp nguy hiểm. Vẫn chưa lấy được và gặp rất nhiều nguy hiểm. Có mắt bão đến từ Titan, nhưng có lẽ là cả hai người này của bên phía Swing Phantom sẽ phải nằm lại tại đây thôi, khi mà quyết tâm là quá lớn đến từ 4 thành viên này của bên phía team Flash. Titan rất yêu NTB đến từ ván trước và cả ván này. Nhưng đây sẽ là tình huống đồi thông hai mộ đến từ vị trí của Flash. Họ đã có một pha bắt vào cực kỳ dứt khoát, và với 4 thành viên thì không có cửa để cho các thành viên của bên phía Swing Phantom chạy được trong tình huống vừa rồi. Mạng bị hạ gục của Yamate không đồng nghĩa với việc là Swing Phantom có lợi thế ở khu vực dưới, bởi nên nhớ sau khi mất đi cái trụ này thì Eli cũng đã lấy lại được cả vốn lẫn lãi một cách rất nhanh chóng. Có lẽ đó là một tình huống mà Yamate đã phải nằm lại quá nhanh. ADC băng vào giữa hai thành viên bên phía của Swing Phantom. CRF vẫn đang rất tích cực di chuyển sớm hơn so với gấu. Tuy nhiên thì điều đó có lẽ là các thành viên bên phía team Flash họ cũng đã đọc được, và họ đã có những bước di chuyển để có thể khiến cho những pha di chuyển của ZF không mang lại nhiều lợi thế cho đội tuyển của bên phía Swing Phantom. Đúng như những gì tôi và anh Dũng đã nghĩ từ thời điểm đầu trận, thì KT quyết định lên nửa trang bị rừng và sau đó lên cho mình đó là cái gươm tận thế. Ở thời điểm hiện tại anh ta có lẽ cũng đã gần hoàn thành cái gươm tận thế này rồi, và không biết anh ta có quyết định lên cả cái đồ rừng không. Chúng ta sẽ cùng chờ xem ở trong những clip tiếp theo. Trong khi đó thì KT đang thực sự phải lùi sâu, bởi anh ta đang không có đất diễn. Với việc lựa chọn Nakroth thì không chỉ là về việc mà ADC muốn trả đòn với KT, mà còn là về việc Nakroth là một trong những con bài khả dĩ nhất để bắt được vào KT với con bài Darcy. Một tình huống hút rất tốt với chiều gió nồm đến từ Titan, nhưng sau đó lập phương tứ nguyên vẫn chưa đủ nhanh để có thể dính vào người của ADC. Và ADC thoát về được một cách nhẹ nhàng sau khi cướp đi một quái rừng trong phần rừng của bên phía Swing Phantom. Thời điểm này với việc di chuyển nhiều hơn thì ZF cũng đang thua cấp độ so với gấu, và người đi rừng bên phía team Flash thì cũng đang hơn cấp độ so với KT. Lượng tiền mà Flash đang sở hữu nhiều hơn đối phương rơi vào con số khoảng 3.500 tiền, và họ đang tiến tiếp tục sang con bùa xanh thứ hai mà họ có thể cướp được trong trận thiếu này. Proe là người đi đầu, trong khi đó KT đã cứ giữ lại được con bùa xanh. Truy thần lực và sau đó nổ giáp rất nhiều sát thương tới từ Senel trong tay của Proe. Mặc dù giữ lại được bùa xanh, nhưng KT cùng những người đồng đội của mình đang bị mất đi rất nhiều thế đánh. Và bây giờ thì là những tên lính được đẩy lên và những sức ép vào liên tục trong những cái trụ và phần rừng của đối phương đến từ team Flash. Vẫn còn sứ mệnh cứu thế của Proe, điều đó đồng nghĩa với Eli thoải mái bắn đi cho mình cái trụ thứ hai của đường rồng này. Trong khi đó thì bên phía của Swing Phantom đang thực sự phải nín nhịn, bởi Darcy đang không đủ mạnh để có thể xả sát thương được vào đối phương. Trong khi Nakroth của ADC thì làm được nhiều hơn bởi những cú hất tung rất khó chịu của mình. Và quá trình lớn của NTB thì cũng đang phải chậm lại. Mà trận thứ nguyên nhưng nó chỉ trúng vào người của Proe. Wow. Làm sao đủ sát thương để có thể hạ gục Senel trong tình huống mà Swing Phantom bị thua thiệt như thế này. Chỉ có 3 người của team Flash nhưng họ lại cấu đi khá nhiều máu của các thành viên bên phía Swing Phantom. Và khi mà những thành viên khỏe mạnh của bên phía team Flash tới thì Swing Phantom sẽ phải lùi về. Trong khi đó thì Xuân Bách vẫn đang gây cực kỳ nhiều khó chịu để khiến cho ZF không thể về nhà được tốt nhất. Trong những tình huống vừa qua thì có một người hưởng lợi, và đó là gấu. Gấu đang ngay lập tức tích lũy được cho mình một lượng tiền lớn bằng cách liên tiếp ăn cho mình bùa rừng của đối phương, và anh ta đang có cho mình 6.100 tiền.
anh ta đang là người nhiều tiền thứ hai trên bản đồ ở thời điểm hiện tại sau ADC, và anh ta sẽ có thể cân tiền cho tình huống sắp tới trong khi anh ta đang có một lượng trang bị rất dồi dào. Một tình huống mắt bão và nó cũng hất lại ADC một chút, tuy nhiên ngay lập tức là sứ mệnh cứu thế và Swing Phantom sẽ tiếp tục là những người phải chủ động nhường lại thế trận dành cho đối thủ. Tuy nhiên có một điều mà Swing Phantom vẫn đang làm tốt, đó là việc phòng ngự cái trụ đầu tiên khu vực đường giữa. Bởi vì nếu mất đi cái trụ đầu tiên khu vực đường giữa này thì khoảng trống và tầm nhìn sẽ được mở ra rất nhiều dành cho bên phía của team Flash. Nhưng có thể họ sẽ phải để mất nó bởi Boren vẫn đang chưa đủ độ lớn, trong khi ADC và Ellie thì đang có tầm sát thương và tầm hoạt động cực kỳ mạnh. Ellie liên tiếp ăn cho mình mục tiêu lớn, di chuyển từ đường rồng sang đường giữa và ăn cho mình cả lượng kinh nghiệm ở cả hai đường. Xuân Bách là người chịu thiệt nhiều nhất trong trận thiếu này. Tất nhiên rồi, đó là phong cách đánh chủ đạo của Xuân Bách khi đánh rat. Không cần quá nhiều tiền trong người nhưng anh ta vẫn đang có một KD ổn 102. Chỉ có 4.900 tiền đồng nghĩa với việc anh ta nhường cho tất cả những người đồng đội của mình, ai cũng có thể ra đường giữa để ăn của anh ta được. Và anh ta là người ít tiền một cách có chủ đích của Xuân Bách và có phong cách đánh rất Xuân Bách, với việc rất khó khăn để tấn công vào trụ đầu đường giữa của đối phương khi có Ignis và Darcy trong đội hình. Thì bây giờ team Flash quyết định là sẽ an toàn phần Caesar. Gấu đang bè góc và rất dũng mãnh lao vào các thành viên bên phía của Swing Phantom để cho những người đồng đội của mình thoải mái ăn Caesar, và ngay lập tức có thêm cả sứ mệnh cứu thế tới nữa khi mà đội tuyển team Flash vừa hoàn thành xong cho mình tà thần xê ra đầu tiên của ván thi đấu thứ hai này. Có lẽ đó chính là lý do tại sao gấu hổ báo như vậy ở trong pha thi đấu vừa rồi. Có sự xuất hiện của Sennel ngay lập tức và có thêm một cái trụ nữa dành cho bên phía của Flash. Họ đang nhỉnh hơn đối phương khoảng 5.000 tiền và một thế trận lấn lướt hơn. Đây là thế trận mà theo Anas sẽ được bắn ở trong những phút sắp tới. Zerek còn một chấm máu, cuối cùng thì anh ta cũng không thể nào về nhà được. Sát thương được tính dành cho Ellie ở điểm hạ gục thứ 5 mà team Flash có được trước Swing Phantom trong ván thi đấu thứ hai này. Đó là nội tại của con rồng hắc ám, nó vẫn đang còn trên người của Ellie và nó khiến cho Ellie có đủ sát thương trong tình huống mà Zeref tưởng chừng đã thoát chết. Một cú có lẽ là hơi oan nghiệt dành cho Zeref khi đến thời điểm hiện tại thì Ellie vẫn còn nội tại rồng ngay sau khi mà anh ta còn ăn cả con Caesar nữa, và khiến cho Zeref không thể tính toán đủ được lượng sát thương. Trong khi đó thì đã giải quyết rất nhanh dàn trụ đường ngoài, đó là Flash họ đang trở lại trong trận thiếu này. Đang trở lại một cách cực kỳ mạnh mẽ khi hai thành viên chủ lực bên phía đội hình của Swing Phantom, đó là KT cùng với NTB đang lớn quá chậm. Và bây giờ với việc đã mất đi toàn bộ 6 cái trụ ngoài thì Swing Phantom chỉ có thể đứng ở trong nhà và chờ đợi những tân lính đẩy vào mà thôi. Dòng tiên phong thì vẫn đang lên một cách rất từ từ, nó khiến cho tân lính ở khu vực đường rồng của bên phía đội tuyển team Flash là cực kỳ lớn, và họ lại vừa có thêm được một con rồng nữa, con rồng thứ tư mà họ ăn được ở trong ván thi đấu này. Ma trận thứ nguyên được đặt ra nhưng nó không chính xác và Proe thì có thể thoát về. ADC băng vào, nhưng liệu anh ta có sai không đây? ADC chưa sai, anh ta vẫn có thể thoát về được. Anh ta thấp máu và sát thương cuối cùng tới từ Ellie. Đường lính siêu cấp đầu tiên chắc chắn sẽ có cho team Flash trong pha này. Họ đang tiến vào một cách cực kỳ mạnh mẽ. Gấu ở đường trên chưa cần lấy đường lính siêu cấp thứ hai, lao thẳng vào Zeref và sau đó là KT. Và những gì mà Swing Phantom làm với team Flash ở trong ván đấu đầu tiên, team Flash trả đủ ở trong ván thi đấu thứ hai này. Một điều vẫn là khu vực đường dưới và vẫn là đủ cả 5 thành viên. Đúng là Flash trả đủ cả vốn lẫn lãi trong trận thiếu này, cả con bài Nakroth và cả khu vực đường dưới mà họ đã mất đi trong trận thiếu đầu tiên. Một Boren quá yếu khi không có nội tại trong tay, và Ellie bắn cả thế giới trong tình huống cuối cùng. Sự khác biệt của Ellie cũng đã được thể hiện rất nhiều trong pha giao tranh cuối cùng. Một pha dướn lên và bắn chết một thành viên của đối phương, và sau đó là những tình huống nã đại bác đến từ Ellie ở trong những pha giao tranh cuối cùng khi anh ta là người được chống chịu. Gấu thậm chí bỏ cả việc vút trụ ở khu vực đường trên để xuống chống chịu cho Ellie bắn, và khiến cho Ellie quá tự tin trong tình huống cuối cùng này. Đội tuyển Flash đã có một trận thi đấu hoàn hảo sau trận thi đấu thứ hai. Một ván thi đấu mà team Flash đã chứng tỏ được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch thế giới khi họ đã kiểm soát ván đấu này một cách trọn vẹn. Và những bước di chuyển của họ ở giai đoạn khoảng giữa ván thi đấu này nó nhỉnh hơn hoàn toàn so với Swing Phantom, và nó khiến cho tốc độ của ván thi đấu được đẩy nhanh hơn sau một quãng thời gian ban đầu có thể nói là tương đối hòa hoãn và cân bằng đến từ cả hai đội. Swing Phantom chưa có được thời gian mà họ muốn, họ cần thêm khoảng 3 phút nữa để đợi cho Moren có thêm một món đồ nữa là họ có thể đánh được rồi, nhưng rất đáng tiếc đối phương không cho họ cơ hội đó. Moren của NTB không làm nổi một điều gì ở trong tình huống cuối cùng, rất đáng tiếc. Và Ignis của Yamate cũng không phải là một con bài mà Yamate đã đánh tốt trong trận thi đấu này, và nó khiến cho Swing Phantom bị mất đi thế trận quá nhanh. Đáng lẽ ra với đội hình của họ thì họ sẽ không bị mất thế trận cách nhanh đến như vậy, bởi họ vẫn có những con bài có thể
có thể giữ được cái thế trận một cách dễ hơn một chút. Nhưng rất đáng tiếc là pha sổ vào cuối cùng. Đầu tiên khởi đầu đó là một cú hất tung đến từ Nagrod, và sau đó là những phát bắn dướn rất đẹp mắt đến từ Ellie. Ellie trong trận thiếu này có ít nhất hai tình huống bắn dướn lên cực kỳ đẹp mắt, đó là pha lấy mạng của Zeref và cuối cùng đó là pha lấy mạng lần thứ hai. Tôi không nhớ rõ lắm đó là tuyển thủ nào, nhưng nó khiến cho một thành viên của Sinh Phantom bị kết liễu và khiến cho thế trận ở trong pha giao tranh cuối cùng giống như ván thi đấu trước là 4-5. Đó là Titan, người nằm xuống là Titan, người đạt MVP bại ở trong ván thi đấu này. Còn người bắn hạ anh ta là người có được điểm MVP ở trong ván thi đấu thứ hai này, đó là Ellie. Đó là sự thay đổi người đến từ Team Fast, sự thay đổi người đã ngay lập tức đem lại hiệu quả một cách có thể nói là tối đa, bởi vì người được thay vào lại chính là MVP của ván đấu. Trong khi đó thì về điểm hạ gục, 9 trên 10 mạng hạ gục của Flash có dấu ấn của Ellie, và anh ta đã quá xuất sắc khi có được cho mình một điểm KDA tuyệt vời. Trong khi đó thì bên phía bên kia, đội tuyển Swing Phantom chỉ có được duy nhất một mạng hạ gục. Chỉ có duy nhất một mạng hạ gục mà thôi. Và đó không đủ, đó là không đủ. Điểm hạ gục của hai bên đang là 10 dành cho Flash và 1 dành cho Swing Phantom. Và đúng là như vậy, và 11, một kết quả có thể nói là nếu như ở trong ván thi đấu trước thì KT có được một điểm 10, thì ở trong ván thi đấu này họ lại không thể có được điều đó nữa, khi mà người có được điểm 10 lại là các thành viên bên phía Team Flash. Trận thi đấu thứ hai, kết quả rất rõ ràng, nó đã được trở về thế cân bằng. Đây là một trận thi đấu thú vị và chúng ta đang có một kèo thi đấu bo 5 rất thú vị. Tôi tin rằng trận thi đấu này sẽ còn được đẩy lên cao trào hơn nữa sau những trận thi đấu tiếp theo, và chúng ta đang có được cho mình một kết quả một đều, và chúng ta sẽ đến với highlight trong trận thi đấu thứ hai để chuẩn bị cho trận thi đấu thứ ba. Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút. Chào mừng các bạn đến với Tâm Điểm Tướng Zip, tiểu quỷ quái. Là một tiểu quỷ với tính cách trẻ con tinh quái, Zip là hạt giống duy nhất của vực hỗn mang được Vera quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Zip sử dụng bộ chiêu thức độc đáo của mình để bảo kê cũng như tạo đột biến trong giao tranh. Điều này khiến hắn trở thành một trợ thủ bảo kê hoàn hảo. Nội tại của Zip là béo Dodo. Khi Zip trở nên to béo, hắn được tăng miễn thương, đồng thời kẻ địch sẽ phải chịu sát thương phép mỗi giây khi ở gần hắn ta. Đặc biệt, lính và quái rừng sẽ phải chịu gấp đôi sát thương. Ác hận là chiêu 1 của Zip, hắn niệm chú tung chiêu theo hướng chỉ định, gây sát thương và làm choáng kẻ địch trúng chiêu. Kẻ địch gần mục tiêu trúng chiêu bị kết nối và hứng chịu sát thương bằng một phần sát thương Zip gây ra lên mục tiêu đầu. Trong thời gian kết nối còn tồn tại, Zip gây thêm sát thương khi đánh thường lên kẻ địch. Kẻ địch bị kết nối dù không trực tiếp bị Zip đánh thường nhưng vẫn nhận một phần sát thương từ hắn. Hai mục tiêu sẽ bị choáng nếu chúng đi xa khỏi nhau. Nếu không có đối tượng nào gần đấy, kẻ địch sẽ bị giảm tốc chạy. Chiêu 2 của Zip là khí thôn. Zip há to mồm, hút tất cả đồng đội cũng như quái rừng lân cận vào bụng. Sau khi hút được ít nhất một đồng minh, Zip được hồi máu. Đồng đội của Zip có thể chủ động thoát ra ngoài. Ngay sau khi thoát ra, họ nhận được một lớp giáp miễn phí. Trong quá trình này, Zip không thể đánh thường, được miễn khống chế, đồng thời nhận trạng thái to béo. Hút được càng nhiều mục tiêu, Zip được hồi máu càng nhiều. Hủy chiêu sớm sẽ giảm thời gian hồi chiêu của chiêu này đi rất nhiều. Chiêu 3 của Zip là lăn lông lốc. Zip biến hình thành một quả bóng, lăn theo hướng chỉ định, gây sát thương và hất tung kẻ địch trên đường lăn. Trong khoảng thời gian lăn, Zip nhận miễn khống chế từ mọi kẻ địch, tái kích hoạt chiêu thức để Zip dừng lại. Thời gian lăn càng ngắn thì thời gian hồi chiêu thức này càng nhanh. Zip không thể điều chỉnh hướng lăn, mỗi khi hắn va phải địa hình sẽ bật theo hướng khác. Tuy sở hữu ngoại hình khá khiêm tốn, nhưng độ chống chịu của Zip lại rất lớn nhờ khả năng miễn thương từ nội tại cùng với miễn khống chế từ các chiêu thức khác.
Khí thôn là một kỹ năng độc đáo và toàn diện của Zip. Khi đi cùng xạ thủ không có khả năng trốn chạy, chỉ cần hắn hút vào, sốc sát thương ư? Không được đâu gấu ạ. Khả năng chống chịu tốt, bảo kê đồng minh tuyệt vời, các kỹ năng tham gia giao tranh tốt, kỹ năng khống chế nhiều, Zip là một trợ thủ vô cùng hoàn hảo cho mọi đội hình. Lăn lông lốc của Zip có thể đưa đồng minh đi theo, điều này tạo nên những pha giao tranh hơn người hoặc các pha chạy thoát điên rồ của Zip cùng đồng đội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tâm điểm tướng Zip. Hẹn gặp lại các bạn. You can't fight the tide. Phantom và Team Flash đã không khiến cho những người hâm mộ của đấu trường danh vọng mùa đông 2019 phải thất vọng ít nhất là sau hai ván thi đấu đầu tiên khi kết quả đang là 1-1 và mỗi số 1 thì chia đều cho mỗi đội. Rõ ràng là sau trận thi đấu đầu tiên và sau trận thi đấu thứ hai thì hai đội đều đã thể hiện được một phần nào đó phẩm chất của mình. Với Swing Phantom, họ thể hiện được sự tự tin của một đội tuyển được đánh giá là thấp hơn, nhưng rõ ràng những gì mà Swing Phantom làm không hề thể hiện điều đó. Còn với Flash, sau trận thi đấu thứ hai thì thấy rất rõ ràng bản lĩnh và dáng dấp của nhà vô địch đã quay trở lại. Và chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào ván thi đấu thứ 3, nơi một ván đấu có tính chất bản lề. Khi đội nào giành chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ 3 này thì sẽ tiệm cận tới con số 3 để giành thắng lợi cuối cùng. Và để xem là Swing Phantom hay Team Flash sẽ là đội tuyển làm được điều đó. Ở trong hai ván thi đấu đầu tiên thì đội nào bên phía đội xanh là đội có được chiến thắng. Đồng ý. Swing Phantom ở ván đấu đầu tiên và Team Flash thì ở ván đấu thứ 2. Ván thi đấu này là ván thi đấu mà Swing Phantom là đội thua, họ có quyền chọn bên. Và để xem nếu như họ chọn bên xanh thì kết quả có được giữ nguyên như vậy hay không. Chắc là chọn bên xanh thôi, bởi ở bên xanh không phải cầm 2 AT và rõ ràng là đỡ phí đi một lượt cấm. Trong khi đó thì họ hình như cũng chưa đánh Elsu thì phải. Và rõ ràng họ sẽ có được hai con bài rất mạnh trong trận thi đấu này. Và với việc ở bên phía đội xanh trong trận thi đấu này thì tôi tin rằng họ sẽ có một trận thi đấu khó khăn trong trận thi đấu đầu tiên. Hay nói cách khác là trận thi đấu này đội xanh chưa chắc đã có một kết quả dễ dàng. Bởi rõ ràng là Flash là một đội tuyển rất mạnh, và khi họ đã tập hợp những con người đang có phong độ cao nhất, đặc biệt là anh chàng Ellie này, thì Flash đang thực sự đáng sợ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem trong trận thi đấu thứ 3 này thì đội xanh liệu có thể làm được
nên chuyện hay không. Tôi nghĩ rằng Swing Phantom chọn đội xanh thôi. Tôi cũng nghĩ giống như anh Tùng là Swing Phantom sẽ chọn đội xanh. Và nếu như tôi là Harvin ở trong ván thi đấu này thì tôi nếu ở Team Fast ở bên đội đỏ thì vẫn sẽ cấm Hayate, nhưng tôi sẽ không cấm Elsu, bởi vì trong đội hình của Swing Phantom ở những mùa giải vừa qua thì tôi chưa thấy một người chơi nào có khả năng xử lý Elsu một cách quá ấn tượng. Quá. Và có lẽ là một lượt cấm vào một quân bài khác thì sẽ là hợp lý hơn nếu như tôi là Harvin. Đây là Xuân Bách, người chơi Rat trong trận thi đấu vừa rồi. Và đây là Proi. Nói về Rat của Xuân Bách thì thực sự là anh ta đang hình thành một phong cách đánh Rat rất khác những người chơi Rat đường giữa khác, khi anh ta liên tiếp nhường tài nguyên cho những người đồng đội của mình nhưng vẫn đảm bảo cho đồng đội của mình có một lượng sát thương rất ổn và sát thủ đến từ Rat của Xuân Bách. Để đánh được phong cách đó thì bạn phải cực kỳ dứt khoát và phải biết nín nhịn một chút. Hay nói cách khác là những pha ra vào của bạn phải thực sự hợp lý trong giao tranh. Còn nếu như bạn chỉ cần sai thôi thì bạn hoàn toàn có thể trở thành một feeder của team. Rõ ràng bạn có thể chết rất nhiều mạng bởi bạn không có lượng đồ tốt, và khi đối phương bắt vào thì rất là khó đánh. Xuân Bách thường xuyên kiểm soát map rất rộng, gần như anh ta là một con mắt thứ hai của Flash cùng với Proi, và ngay lập tức lùi về nếu như trong trường hợp gặp nguy hiểm, và ngay lập tức kêu gọi đồng đội để tấn công nếu như có thể tấn công, và gần như anh ta rất hoàn hảo trong cái phiên diện đó. Bằng chứng là anh ta rất ít khi nằm xuống, và cái điểm KD của ta rất cao trong khi lượng tiền của anh ta lại không nhiều. Đúng là như vậy, nếu như không có một kỹ năng cao như Xuân Bách thì tôi nghĩ là không nên chơi theo cái lối chơi đó nếu như các bạn sử dụng Rat, bởi vì nếu rõ ràng lượng tiền cũng đã không tốt rồi mà chúng ta lại còn liên tục đá trượt nữa thì... Thật ra là tôi nghĩ rằng cái kỹ năng nó không phải là yếu tố quyết định nhất ở trong cái đó, bởi vì tôi nghĩ rằng có rất nhiều người có kỹ năng đá Rat rất đỉnh cao. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải chọn thời điểm ổn, bạn phải chọn thời điểm rất ổn, bởi vì một vị tướng đánh theo kiểu dạng sát thủ như vậy thì có lẽ quan trọng nhất là ra vào lúc nào. Còn nếu như bạn chỉ cần ra vào sai thì bạn nằm xuống quá sớm thì gần như tác dụng bạn là gần như là không có. Còn với Xuân Bách đánh theo kiểu này là kiểu khó chịu, đánh kiểu rất khó chịu và lùi về cũng phải rất là hợp lý. Đây là cú thả tim nhẹ của Proi và hy vọng rằng trận thi đấu này anh ta sẽ đánh tốt. Swing Phantom ở bên phía đội xanh đúng như chúng ta dự đoán, và sẽ cùng chờ xem Swing Phantom cấm gì và chọn gì trong trận thi đấu này. Một tình huống bắn tim đến từ Proi. Còn bên phía Swing Phantom thì KT vẫn xuất hiện ở vị trí đi rừng, vẫn chưa có sự thay đổi người nào đến không từ Swing Phantom. Tôi nghĩ rằng nếu như ván thi đấu này mà Swing Phantom tiếp tục gặp phải một thất bại trước Team Flash thì ở ván thi đấu thứ tư họ sẽ đưa ra sự thay đổi người của mình. Biết đâu đó có thể sẽ có sự thay người ở trong ván thi đấu thứ tư nếu như thực sự ván đấu này Swing thất bại. Nhưng trước hết đừng nghĩ đến một thất bại cho Swing, bởi họ đang ở bên phía đội xanh. Họ cấm đi Severa, đối phương Flash cấm đi con bài Florentino, một con bài đánh khá tốt trong tay của Zeret. Tiếp tục là Yeda đến từ Swing Phantom. Còn với Flash, tôi nghĩ sẽ là Hayate. Sẽ là Hayate cấm vào vị trí của NTB. Và đúng là sẽ không có sự lựa chọn cấm Elsu như những gì mà tôi dự đoán. Biết đâu lại là Elsu và thả Hayate thì sao? Để xem là Harvin với tôi có quan điểm giống nhau hay không. Nếu như thả Elsu thì tôi dự đoán là Swing Phantom cũng sẽ không lấy Elsu ở trong sự lựa chọn đầu tiên của họ cơ. Tất nhiên là không lấy rồi. Tất nhiên là không thể lấy ở trong sự lựa chọn đầu tiên. Và thả cả hai, đó là quyết định của Flash. Họ sẽ thả Hayate trong trận thiếu này. Thường thường thì một đội tuyển làm những điều dị như thế này thường phải nhận cái kết tương đối đắng. Nhưng với Flash thì chưa chắc. Bởi nên nhớ trong quá khứ họ đã từng thả Florentino ra rất nhiều lần, và thường thường là quả ngọt dành cho họ. Ở trong trận thi đấu này thì họ đã thả Hayate ra cho Swing Phantom. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Swing Phantom có lựa chọn con bài này không. Và đúng là có Hayate, và nó sẽ nằm trong tay của NTB. Và để xem là Team Flash sẽ làm cách nào để có thể giảm thiểu được sức mạnh của vị tướng đang cực kỳ hot ở trong cực kỳ ngày thi đấu đầu tiên của chúng ta, đó là Hayate. Xem nào, Team Flash họ đã... Đây, ở phía dưới màn hình của các bạn thì đang là những vị tướng mà đội tuyển Team Flash đã sử dụng ở trong hai ván thi đấu đầu tiên. Họ vẫn còn rất nhiều những vị tướng mạnh có thể lấy được, bởi vì hai ván thi đấu đầu tiên Team Flash cũng chưa lấy thật sự quá nhiều những vị tướng mà mấy trợ thủ. Tôi biết mà, tôi đang cảm nhận rằng Flash sẽ lấy một vị tướng của Titan và khiến cho Titan rơi vào thế khó. Trận thi đấu này là trận thi đấu mà Titan đã mất Aneste và Sephira. Tôi tin Timmy là một sự lựa chọn hợp lý sau khi Badum tiếp tục bị cấm đi bởi Flash. Flash đang muốn thử đánh vào người trợ thủ, người chơi mới của bên phía Swing Phantom hay chăng. Đây có lẽ là cú đánh đến từ vị trí của Harvin, bởi tin rằng Harvin ngồi ngoài quan sát và đã thấy được một điều gì đó đến từ Titan, và anh ta quyết định ra quyết định là trận thi đấu này sẽ đánh vào Titan.
quyết định cấm vào Badum mà không cấm vào Hayate đồng nghĩa với việc trong sự lựa chọn đầu tiên của Flash, tôi tin rằng chắc chắn sẽ có được Timmy, bởi họ đã hy sinh Hayate thì tức là đối phương sẽ không chọn trợ thủ ở lựa chọn đầu. Và nếu mà trong trường hợp mà không phải là hy sinh Timmy thì có lẽ Badum sẽ nằm trong tay của Swing Phantom. Một cú gài khá hay khi mà để cho Swing Phantom lựa chọn trợ thủ ngay, bởi vì họ không dám để tới phase cấm thứ hai, nơi mà Team Flash hoàn toàn có thể đánh một cách triệt để vào vị trí của Titan. Và sau khi mà thấy Titan có cho mình Payna thì đó là Darcy, sẽ không còn Châu Na, một vị tướng có thể nói là khắc chế cứng vào vị trí đi rừng này nữa. Và ADC thì cũng là một người chơi có khả năng sử dụng Darcy một cách rất tốt. Nhưng rõ ràng ở thời điểm hiện tại các tuyển thủ đã biết cách sử dụng cái giáp tay hải thần một cách rất tốt để có thể khống chế được đi cái sự khó chịu đến từ Darcy, đặc biệt khi cái trang bị này còn mang lại cho tuyển thủ 15% hồi chiêu và nó rất cần với Payna. Thì có thể Payna sẽ lên tiếp trang bị này, giáp tay hải thần, và trước thời điểm đó thì GTB chỉ cần đánh cẩn thận hơn là được. Với Payna và Hayate thì đây là một cặp combo khá mạnh, một cặp combo khá mạnh. Còn với Xuân Bách thì ở trong ván thi đấu này anh ta có cho mình Tulen, quân bài mà Xuân Bách gần như là bất khả chiến bại tại đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019. Và ở giai đoạn mùa đông này thì Xuân Bách đã mang vị tướng này quay trở lại ở trong ván thi đấu thứ 3 của anh ta, ở trong trận thi đấu đầu tiên. Ở những lượt cấm tiếp theo thì đó là Van Hên và Superman đến từ bên phía đội xanh Swing Phantom. Còn với Team Flash thì họ cấm vào vị trí đi rừng của KT, khi mà Lindis cùng với Quillen là hai sự lựa chọn cấm cuối cùng ở trong những lượt cấm của cả hai đội. Thực ra tôi cũng tương đối bất ngờ và tôi nghĩ rằng cái sự lựa chọn thứ 3 của Swing Phantom phải là Tulen cho Yamate chẳng hạn, hoặc là một con bài thuận tay cho Yamate thay vì đó là Payna, vì đó là một con bài đánh theo một chiến thuật riêng và Payna thường ít bị cấm. Nhưng sự lựa chọn Payna này nó khiến cho Yamate lại đang gặp khó. Yamate là một người đánh rất tốt Tulen. Tulen mùa này đã bị giảm bớt đôi chút sức mạnh, nhưng có lẽ Tulen vẫn là một vị tướng rất khó chịu ở giữa bởi khả năng đẩy đính tốt và khả năng kết thúc mục tiêu cực kỳ ổn. Ellie sử dụng cho mình đó là King Rose, và Ellie vẫn đang đánh rất tốt với King Rose ở trong thời điểm trước đó. Khi thêm phù hiệu vào thì tôi tin rằng King Rose cũng là một vị tướng mạnh lên rất là nhiều. Và để xem là đội hình của Team Flash trong sự lựa chọn cuối cùng của họ thì có một xạ thủ nữa hay không, hay sẽ là một vị tướng đi đường đơn nữa. Và với việc có King Rose ở cánh công thì họ sẽ chọn cho mình một vị tướng có thể chơi tốt ở cánh thủ dành cho gấu. Điều đó thì chúng ta sẽ chờ đợi xem. Nhưng trước hết sẽ là hai sự lựa chọn cuối cùng của Swing Phantom. Họ vẫn thiếu người chơi đi rừng, họ vẫn thiếu vị tướng đi rừng, và họ vẫn thiếu một vị tướng ở khu vực đường giữa dành cho Yamate. Yamate thì ngoài Tulen, Alistair, như vậy là Alistair đã được khóa vào tới từ vị trí của người chơi gạo cội đến từ bên phía Swing Phantom, và Roker là những gì mà KT sẽ muốn thể hiện trước ADC ở trong ván thi đấu thứ 3 này. Violet đã xuất hiện và nó nằm trong tay của ADC. Đây là một mùa giải mà rất nhiều người chơi tin rằng Violet sẽ xuất hiện trở lại. Điều thuyền có thể cũng sẽ xuất hiện trở lại bởi sự bá đạo của nó với cái phù hiệu mà con bài này có thể mang lại. Violet, cô nàng này đã bị trải qua mất cái giai đoạn hoàng kim của mình rồi. Violet chính là con bài đã khiến cho Nain bị thất bại ở trong trận chung kết. Violet chính là con bài đã khiến cho Khiên cùng với những người đồng đội của mình chấm dứt giấc mơ AWC. Nhưng năm nay có lẽ Violet sẽ lại quay trở lại một cách rất mạnh mẽ khi những phù hiệu nó rất phù hợp với cô nàng này. Ở đánh rank bây giờ thì không biết rằng anh Dũng có đồng ý với tôi rằng Violet bị cấm rất nhiều. Đúng là như vậy, Violet cùng với Điêu Thuyền bị cấm rất nhiều. Và tôi thấy rằng là việc hai vị tướng này không xuất hiện ở trong những tier đầu tiên ở trong đấu chuyên nghiệp cũng khá là bất ngờ, khá là sức mạnh của hai vị tướng này đang là khá cao ở trong thi đấu rank của chúng ta. Nhưng ở trong trận và nói thêm một chút là Violet thì bây giờ ngoài đi rừng cũng có thể đi đường một cách hoàn toàn tốt. Và ở trong trận đấu này sẽ là như vậy, khi mà Ellie sẽ cầm Violet đi đường và vẫn sẽ là Darcy dành cho ADC. Đồng ý, như vậy là tôi quên mất một con bài, đó là Darcy dành cho ADC. Rất xin lỗi bởi vì tôi lại không nhìn thấy được rằng Xuân Bách đã lựa chọn cho mình con bài Tulen rồi. Và với việc có cả Tulen và Darcy thì chắc chắn Darcy sẽ đi rừng, và đồng nghĩa với việc là Ellie sẽ cầm cho mình con bài Violet đi đường đơn. Ellie cầm con bài Violet đi đường đơn và gấu sẽ cầm King Rose đi đường đơn còn lại. Chúng ta rất ít khi nhìn thấy gấu đi đường đơn với King Rose, và đây là sẽ là cơ hội hiếm hoi cho thể thấy được điều đó. Trong khi đó thì đội hình của Swing Phantom họ dễ hiểu hơn. Họ có một Roker đi rừng, họ có một Payna đi trợ thủ,
họ có được cho mình một đôi cánh mang tên đó là Hayate và Alistair điều giữa của và Alistair của cái còn lại của Zeref đánh gì nhỉ? Zeref đó là tôi để xem nào. Omen cùng với Hayate là đôi cánh của bên phía Swing Phantom, còn lại ở đường giữa sẽ là Alistair. Người đi rừng của họ là KT sẽ có cho mình Roker. Về mặt đội hình của bên phía Team Flash thì đây là một đội hình có khả năng càn lướt và có một lượng sát thương rất lớn với Darcy, với Tulen, với Violet và thậm chí là cả Team Grot nữa. Họ có một dàn chắn ở phía trước có khả năng hồi sinh và tái giao tranh với Team Me. Thì về mặt yêu thích thì tôi đang thích đội hình của Team Flash hơn. Nhưng trong đội hình của Swing Phantom thì lại đã có một tướng rất mạnh, đó là Hayate. Và để xem cuộc chiến này ai sẽ là người nổi cuối cuối cùng. Và chúng ta đến với bán đấu thứ 3 trong cái đầu giữa Swing Phantom và Flash. Đang là những bước di chuyển ra không được giữa sông. Flash có ý đồ và họ không làm được gì nhiều. Họ cấu được đi cho mình khoảng 1.000 máu của Yamate. Yamate cũng lùi lại rất nhanh trong pha thi đấu này. Trong khi đó thì Hayate của NTB sẽ có pha đẩy đường rất nhanh. Xuân Bách cũng có một pha đẩy đường cực kỳ nhanh. Anh ta đang tích được nội tại trên người và anh ta cùng Proi muốn làm gọi con quái con này, nhưng có vẻ như cú đánh rắm của Proi nó không chuẩn và con quái con đã nó bị cướp đi Xuân Bách. Đây là điều mà Proi cùng Xuân Bách rất hay làm, rất hay làm. Vào cướp con quái con đó của người chơi đi rừng bên phía đối phương. Và nó đem lại sự khó chịu khi mà hoàn thành vòng rừng thì KT không thể có mình có cho mình được cấp độ 4 ngày. Và đó là một sự khó chịu nhẹ nhẹ đến từ pha cướp rừng đầu tiên của Xuân Bách. Yamate cũng vừa mất đi cho mình một con quái trong tình huống đầu tiên ở trên khu vực đường giữa. Trong khi đó đường trên gấu cũng có lợi thế. Như vậy là đang rất nhiều cánh đang giành lợi thế đến từ Flash. Đang rất nhiều cánh có lợi thế đến từ Flash. Titan thậm chí còn chưa có cho mình được cấp độ 2 để có thể thả ra được một chú chim để có khả năng làm choáng các thành viên bên phía Team Flash. Vừa nói xong thì anh ta cũng đã hoàn thành cho mình cấp độ đó rồi. Nhưng ở trên này thì Zeref cần phải ADC hết sức tỉnh táo. ADC đã có cấp độ 4. Zeref đang lên hơi cao chăng? Không, ADC quyết định bỏ và tiến đến con rơi. Trong mùa lần này thì Flash thường xuyên ăn rơi đầu chứ không phải là tập trung ở hang rồng nữa. Và họ ăn rơi rất nhanh. Họ quay trở lại lối đánh mà họ đã thường xuyên sử dụng ở trước thời điểm đầu giải. Một tình huống giảm thân lực quá đẹp đến từ Proi. Nhưng giao tranh được tái khởi động trở lại bởi vì hồi lại rất nhiều máu, đó là Payna. Titan phải nằm lại, những gì mà anh ta đem lại cho những người đồng đội của mình cũng là rất tốt. Đang là một đổi một đến thời điểm hiện tại, nhưng Team Flash thì vẫn đang tiến lên một cách cực kỳ mạnh mẽ và đã có điểm hạ gục thứ hai. Người nằm lại là Yamate, gấu xuống với sự càn lướt của mình. Và sau con rơi thì sẽ là con rồng dành cho thành viên bên phía Team Flash. KT đang có một hướng di chuyển khá khôn ngoan nhưng anh ta bị phát hiện rồi. Poi là người phát hiện ra anh ta và KT sẽ đi bụi trong tình huống này chăng? Gấu đang tràn về và nhưng có lẽ KT phải trả sẽ là cả mạng hạ gục của KT. Và rất đáng tiếc khi anh ta bị hạ gục thì có thể mùa xanh của anh ta cũng sẽ không còn chăng? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem Flash có tràn sang mùa xanh của KT hay không. Một pha thi đấu mà rõ ràng là cú giám thần lực của Proi làm được quá nhiều điều. Trước khi giao tranh xảy ra, một trợ thủ có thể làm choáng và gây một sát thương khổng lồ lên 3 thành viên chủ lực của đối phương. Và nó khiến cho bên phía của Swing Phantom buộc phải nhận thất bại trong pha giao tranh vừa rồi. Tiếp tục là làm choáng với giám thần lực vào hai người. Proi vẫn đang thể hiện được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch, hay nói cách khác là người chơi trợ thủ số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại. Còn với Titan thì đó cũng là một tình huống mà Payna cũng đã phát huy được sức mạnh của mình khi với cái cấp cứu cùng với khả năng hồi phục cũng giúp cho những người đồng đội của anh ta có được một tình huống tái giao tranh. Titan nhưng sau đang đó mạo hiểm, Titan đang rất mạo hiểm, anh ta có thể về được. Anh ta có thể về được bởi những người đồng đội ở đằng sau lưng anh ta khiến cho đối phương không dám lao lên. Và Titan vẫn đang check map. Đây là KT, KT vừa có một cú check map nhưng anh ta rất đáng tiếc bị ngắn một chút và không thể chạm được vào người của Proi. Một chút ngắn thôi cũng đem lại rất nhiều đau khổ. Và tiếp tục tấn công vào con quái này, đó là hai thành viên bên phía của Team Flash. Và Xuân Bách lại một lần nữa cướp cho mình con quái rừng của KT. Nó khiến cho ADC đang có lợi thế nhiều hơn so với người đi rừng bên phía đối phương là rất nhiều. Xuân Bách có vẻ rất có tình yêu với con khỉ. Ở trong LOC, Tuấn Bell cũng đã có một tình huống bình luận rằng Xuân Bách bắn cái lôi điểu vào con khỉ và trúng con khỉ thì Xuân Bách ăn con khỉ. Và bây giờ thì Xuân Bách vẫn thường xuyên cướp khỉ của đối phương. Có lẽ có đến 3 con khỉ mà Xuân Bách cướp được rồi. Và bây giờ là con rồng thứ hai trận thi đấu này nó cũng nằm trong tay của Flash.
Đó là một tình huống mà ADC đã không sử dụng trừng trị, nhưng người giữ lại được con rồng đó là Ellie. Với Ellie, cái chiêu cuối pháo đại của mình thì khả năng dứt điểm rồng cũng là rất tốt. Rất tốt, thậm chí chiêu cuối của Ellie còn có được đam sát thương lớn hơn so với trừng phạt. Và anh ta là người giữ rồng rất dễ dàng. Trong khi đó thì với các thành viên của Swing Phantom, họ vẫn đang cố gắng để nuôi lớn được hai AT. Họ đang thấp hơn đối phương khoảng 1.300 tiền. Và Swing Phantom 2 AT NTB đã có kiếm điện. Và tôi nghĩ là nếu ở trong giai đoạn sau chói mà 2 AT gấu lướt rất nhanh và gấu thoát được cú chói vừa rồi của Yamate. Yamate đang gặp phải khá nhiều khó khăn khi mà về tốc độ đẩy đường thì rõ ràng là tu len của Xuân Bách luôn luôn là nhỉnh hơn. Và với việc đó, Xuân Bách có quyền chủ động đi cùng Puri và một tình huống tấn công thẳng vào rừng của đối thủ, nhưng KT lại đang có mặt ở đây. KT tiến ra lùa hai thành viên bên phía của Team Fast lùi về, nhưng cái trụ đường dưới này thì đang gặp phải một áp lực cực kỳ lớn tới từ bốn thành viên bên phía Team Flash. Họ có Violet, họ có cho mình đó là Darcy. Ở đây chỉ có KT cùng NTB mà thôi. Yamate cùng Titan đã phải tới để giải quyết sức ép dành cho những người đồng đội của mình, và cũng đã giải quyết được xong tên lính, nhưng vẫn còn đến ba thành viên của Flash có mặt ở đây. Điều đó đồng nghĩa việc NTB vẫn gặp một vài nguy hiểm, khi đó là cái ma trận thứ nguyên vẫn còn trên người của DC. NTB cũng còn cho mình đó là cú phép một triệu thanh tẩy để có thể giải quyết được tên lính. Chúng ta sẽ cùng xem pha giao tranh ở đường dưới. Đường trên Flash đã thắng với gấu, còn đường dưới Flash cũng thắng với bộ 3, không, bộ 4 rất hủy diệt. Một cái trụ và thêm một điểm hạ gục nữa của Titan với cú giáo móc Timmy là rất tốt. Còn đây là sức mạnh của Kinross, khi mà kể từ đầu trận đấu đến giờ, cứ mỗi khi cameraman của chúng ta quay lên đường trên là chúng ta lại thấy một pha trao đổi có lời của gấu so với người chơi đi đường trên của bên phía Swing Phantom, đó là Zeref. Gấu vẫn đánh rất ổn định kể từ sau giai đoạn mà gấu bị chỉ trích một phần bởi khả năng đánh của mình tại, có lẽ là cũng khá là lâu rồi, tại ASEAN thì phải. Đến thời điểm hiện tại thì gấu đã hoàn thiện kỹ năng cá nhân rất nhiều, và anh ta đang là một trong những người chơi đường trên xuất sắc nhất. Và anh ta thường xuyên có mặt và đánh tròn vai ở bất kỳ một vị trí nào, dù có đánh lên công hay lên thủ. Ở trong trận thiếu này, khi mà Violet xuất hiện thì gấu cũng đánh rất tốt ở vai trò bị bỏ rơi một mình với con bài King Road. Ít nhất anh ta có một kèo solo rất trên cơ với Zeref. Đây là một pha solo kill mà có vẻ như là Zeref đang gọi hội. Và Swing Phantom là những người tới trước, nhưng gấu vẫn đã có thể quay trở về trụ một cách an toàn. Proe thì cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn khi mà Xuân Bách cũng đang ở đây ép góc. Còn NTB kể từ đầu trận đấu đến giờ thì vẫn đang đi một mình khá nhiều. Ở đây thì Titan chỉ còn lại một nửa cây máu và đã mất đi chiêu cuối. KT bị phát hiện bởi ADC. KT có chiêu cuối không dính phải ma trận thứ nguyên và anh ta có thể lùi về, nhưng anh ta đã quá thấp máu rồi. Ở đây chỉ còn lại NTB cùng Zeref phòng ngự mà thôi, và họ vẫn phòng ngự được một cách thành công ở trụ đường giữa. Nhưng trụ đường trên thì không ai bảo vệ cả dưới sức sát thương tới từ Violet của Ellie. Ellie đang lớn, Ellie với bộ trang phục 3 chữ S đang lớn rất nhanh và anh ta bắn trụ rất đau. Cái trụ đang được đi lấy đi quá nhanh và hai cái trụ liên tiếp, Yamate cũng đi bụi và gần như Yamate không có cửa chạy trong tình huống này. Chắc chắn là như vậy rồi, NTB thì còn đang giạt nhà khá xa. KT nằm lại và đó là Proe. Vẫn còn con xe cuối cùng đã bị giải quyết đi. Nhưng một nửa máu trụ cuối cùng ở khu vực đường trên thì cũng đã mất đi đến từ các thành viên bên phía của Swing Phantom. Và đúng là ván thi đấu này đội xanh chưa chắc đã là đội có lợi, và kể cả là 2AT chưa chắc đã là con bài mang lại chiến thắng. Flash đang đánh thực sự hay trong trận thi đấu này. Đúng là rất khó để dự đoán được Flash sẽ cấm gì chọn gì, nhưng họ vẫn có được cho mình một câu trả lời rất thuyết phục. Đang là thế ép sân rất tốt đến từ Flash. Họ đang lấy đi những cái trụ quá nhanh. Đúng phút thứ 8 của trận đấu và đã có đường lính siêu cấp đầu tiên cùng với toàn bộ dàn trụ đường ngoài. Và lại một lần nữa thì NTB đang không kịp lớn. Ở trong ván thi đấu trước cũng vậy, và ván thi đấu này với 2AT thì tình hình cũng đang không khá hơn. Khi mà đã có được đường lính siêu cấp đầu tiên chỉ ở phút thứ 8 mà thôi đến từ các thành viên bên phía Team Flash. Họ đẩy tốc độ của trận đấu một cách quá nhanh. Họ thậm chí còn không cần chăm sóc vào vị trí của NTB. Thay vào đó họ tấn công vào những vị trí yếu hơn. Đó là đường trên của Zeref, đó là đường giữa của Yamate. Và kết quả mà họ đang có được đến thời điểm này là rất thuyết phục. Trong khi đó thì Xuân Bách, anh ta vẫn còn cho mình đó là quả cầu băng xương. Anh ta vẫn còn một lần lao vào cực kỳ hổ báo nữa với quả cầu băng xương của mình. Vẫn chưa mất đi cho mình bổ trợ đó là Xuân Bách. Còn bên phía bên kia, Swing Phantom đang có một lượng tiền tương đối ít. Người cao tiền nhất của họ cũng chỉ mới có 5.400 tiền. Một lượng tiền không đủ nhiều, trong khi Violet của đối phương đã có cung tà ma và thậm chí sắp có thánh kiếm trên người. Hai món trang bị khiến cho Violet có một cú lộn bắn
hàng tấn sát thương sắp sửa được xuất hiện trên người của Ellie. Cả một combo của người chơi đường giữa bên phía Swing Phantom cũng chỉ khiến cho người chơi trợ thủ bên phía Team Flash mất đi một nửa cây máu, bởi vì thậm chí là người chơi đường giữa của họ còn đang thấp cấp độ hơn so với trợ thủ của đối phương. Và điều đó đã cho thấy rằng Team Flash đang vượt trội hơn so với Swing Phantom nhiều như thế nào ở ván thi đấu này. Họ vừa có được thành công cho mình con tà thần xê ra đầu tiên ở phút thứ 9 mà thôi. Và bây giờ là thời điểm mà họ sẽ vượt lên với con tà thần xê ra này. Có lẽ trận thi đấu này sẽ trôi rất nhanh, bởi đây là khoảng thời gian cực mạnh của Violet cũng như là con tà thần xê ra đầu tiên. Đang là một sức ép khủng khiếp tới từ Bowie và băng vào dũng mãnh tới từ Gấu. Team Flash đang tiến lên, người đầu tiên phải nằm lại đó là Titan. NTB mất nửa cây và thậm chí là Thánh Thuẫn cũng chỉ giúp cho anh ta có thể lùi về nhà một cách nhanh hơn mà thôi. Và con rồng khi... tiên phong được thả ra, đường lính siêu cấp thứ hai chắc chắn là sẽ có. Và sau đó là cái trụ đường giữa, đường lính đang được đẩy lên rất đều nhưng Ellie bị mất rất nhiều máu. Và đây là pha trả bài đến từ NTB. NTB không đủ sát thương, vẫn còn liệm đoạt mệnh. NTB có thể hạ gục được một người, đó là Ellie, nhưng ngay sau đó thì anh ta cũng phải nằm lại. Xuân Bách bị trói trong sát vực, nhưng làm gì có ai có thể đủ sát thương để nhồi vào. Bây giờ không còn NTB nữa, bốn thành viên của Swing Phantom sẽ phải phòng ngự như thế nào đây, khi mà sân bay của họ đã được hình thành rồi. Gấu vẫn tiến lên một cách cực kỳ dũng mãnh, đó là người đội trưởng của đội tuyển Team Flash, và đó là chiến thắng 2-1 dành cho Team Flash ở trong kèo thi đấu này. Một trận thi đấu rất hay của Flash, họ đánh quá nhanh và quá nguy hiểm trước một đối thủ già dơ như Swing Phantom, nhưng họ chiến thắng cực kỳ nhanh gọn, cực kỳ nhanh gọn. Ngay sau thời điểm con tà thần xê ra là kết thúc trận đấu. Trận đấu này có lẽ chưa đến phút thứ 10 và đây là một trận thi đấu có lẽ là nhanh nhất trong ngày thi đấu hôm nay. Đang là nhanh nhất ở trong ngày hôm nay với khả năng dồn ép cũng như là triển khai thế trận một cách không tì vết đến từ các thành viên bên phía Team Flash. Khi họ tăng tốc, đội tuyển Swing Phantom, đối thủ của họ đã không thể làm gì được ở trong ván thi đấu này, mặc dù có trong đội hình của mình đó là 2AT và thậm chí là 2AT cũng được thả ra rất nhiều. Tuy nhiên thì những vị trí khác Team Flash đã khai thác một cách quá triệt để, và cuối cùng một tình huống bão phi tiêu của NTB vào hạ gục được xạ thủ của đối phương, nhưng rồi anh ta nằm lại và ván đấu chấm dứt. Trải qua rất nhiều trận thi đấu căng thẳng thì bây giờ trước một trận thi đấu mới chỉ là mở màn của mùa giải, có vẻ như Flash vẫn đang rất vui. Và dù có là thua trận đầu tiên, tôi cảm thấy họ cũng không quá áp lực. Và ngay sau khi có được hai chiến thắng thì họ đã bắt đầu nở nụ cười. Trong khi đó với Swing Phantom thì rõ ràng đây là một thất bại họ không mong muốn. Họ đang bị dẫn trước 2-1 và chỉ một trận thua đó thôi thì họ sẽ có một khởi đầu không tốt. Và rõ ràng là thời điểm này là thời điểm mà Swing Phantom đang cực kỳ cần một chiến thắng. Có lẽ việc để thắng hay thua một trận thôi thì có lẽ là một kết quả mà bên phía của Swing Phantom thích hơn rất nhiều so với việc để mất đi cho mình đến -2 ở ngay trong vòng thi đấu đầu tiên. Hoàn toàn đồng ý. Vừa rồi thì các thành viên chủ chốt bên phía của Swing Phantom, đó là Yamate, đó là NTB, đã tiếp thêm cho mình năng lực bằng cách là uống Monster Energy. Và không biết là ở trong ván thi đấu sau thì họ có đem được những nguồn năng lượng để có thể giành được chiến thắng và cân kèo lại với tỷ số là 2-2 hay không. Người đạt MVP ở trong ván thi đấu này đó là Xuân Bách với KDA là 303. Xuân Bách vẫn vậy, vẫn bất khả chiến bại với Tulen ở đấu trường tuyệt vọng. Rõ ràng là Tulen của anh ta trong trận thi đấu này tương đối nhàn hạ. Anh ta không gặp quá nhiều khó khăn, bởi đơn giản anh ta còn không mất đi cả quả cầu băng xương mà anh ta có ở trên người. Không biết tình huống cuối cùng anh ta có mất hay không, nhưng tình huống trước đó là tôi chưa thấy anh ta mất đi cái phép bổ trợ đến từ phù hiệu này. Và anh ta đang có được cho mình tổng cộng là 7 điểm KDA 303 và điểm MVP là 10.6. Một điểm MVP hình như là rất giống với trận thi đấu trước thì phải. Đúng là như vậy. Thật ra mặc dù nhìn cái cách chơi của Xuân Bách với Tulen thì chúng ta thấy có thể là khá nhàn hạ, nhưng những lợi thế nhỏ mà anh ta đem lại trong giai đoạn đầu của trận đấu thì nó khiến cho trận đấu trôi nhanh hơn về bên phía của Team Flash, và nó khiến cho KT gặp phải quá nhiều thua thiệt so với ADC, qua đó để mất hầu như là toàn bộ các mục tiêu lớn vào tay của đối thủ. Nếu Bách là một tiểu hòa thượng thì có lẽ nên đặt tên là thích ăn khỉ. Và rõ ràng là Bách rất thường xuyên tiến đến cái vị trí con khỉ này và làm gỏi nó và khiến cho KT gặp rất là nhiều khó khăn. Anh ta đã ăn ít nhất phải có đến 3 con khỉ đầu tiên của trận thi đấu này. Và có lẽ là sau trận thi đấu vừa rồi thì Swing Phantom sẽ phải cẩn thận với con khỉ của mình hơn. Đúng là như vậy, họ sẽ cần phải canh chừng con khỉ của mình một cách kỹ càng hơn. Và trước khi đến với điều đó thì chúng ta cùng xem lại một vài tình huống highlight hay nhất của ván thi đấu thứ 3 này.
Flash đã hoàn thành 2/3 cuộc lội ngược dòng của họ trước Swing Phantom ở trong trận đấu mở màn của đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019, khi mà sau 3 ván đấu thì kết quả tạm thời đang là 2-1 nghiêng về phía nhà đương kim vô địch. Và trận thi đấu vừa qua là trận thi đấu mà họ đã ở đội đỏ nhưng họ không cấm Yamate. Điều đó đồng nghĩa với việc trận thi đấu này áp lực sẽ lại quay trở lại bên phía của Swing Phantom. Có lẽ Swing Phantom sẽ lựa chọn đội đỏ trong trận thi đấu này và cấm đi Hayate thì hơn. Bởi vì nếu như bây giờ họ chọn đội xanh thì lợi thế cũng không còn thuộc về họ nữa, bởi Hayate vẫn sẽ phải cấm đi đến từ bên phía của Swing Phantom, mà họ cũng chỉ có được một lựa chọn là sáng giá nhất mà thôi. Hoàn toàn đồng ý với những nhận định của anh Tùng, và tôi vẫn nhìn thấy Titan, tôi vẫn nhìn thấy KT. Như vậy là không có bất cứ một sự thay đổi người nào đến từ bên phía của Swing Phantom, mặc dù tình thế mà họ đang gặp phải trong trận thi đấu đầu tiên của ngày ra quân đấu trường danh vọng mùa đông 2019 này đang là tương đối ngặt nghèo, khi mà mỗi ván đấu còn lại sẽ là một trận chung kết của Swing Phantom. Chỉ cần thua một ván đấu nữa thôi, họ sẽ thua cả kèo đấu này, và đặc biệt là nếu như thua ở trong ngay ván đấu này, qua đó để thua với tỷ số 1-3 thì số điểm của Swing Phantom sẽ là -2, số điểm sẽ tương đối bất lợi. Nếu như họ có thua ở ván thi đấu thứ 5 với tỷ số là 2-3 thì khi đó họ cũng có được -1 điểm, vẫn là tốt hơn rất nhiều. Điểm nhấn của trận thi đấu thứ 3 có lẽ là cú đánh rắm trúng 3 người của đối phương. Đúng là cú đánh rắm thối cả làng của Chloe. Thực sự đó là một cú rắm mà khiến cho các thành viên của đối phương không chỉ bị choáng mà còn mất đi rất nhiều máu trước giao tranh. Nó khiến cho KT ngay lập tức phải bật lên cho mình chiêu cuối. Mặc dù KT vẫn có được cho mình một điểm hạ gục nhưng đó là không đủ, với các thành viên của bên phía Flash tràn lên như nước vỡ bờ. Và sau đó họ lấy đi cho mình được khoảng 2, thậm chí 3 mạng hạ gục. Sau đó là lấy đi con rồng, sau đó là quay trở về khu vực bùa xanh và làm gỏi nốt KT, người chơi đang rất cô độc ở khu vực hang rồng ở trong tình huống đó. Thực tế ra thì tôi nghĩ rằng là đội tuyển Swing Phantom nên có sự thay đổi, bởi vì sau khi mà Ellie vào sân thì hai ván thi đấu liên tiếp họ đã có một màn thể hiện, Swing Phantom đã có một màn thể hiện tương đối nhạt nhòa, đặc biệt đến từ KT sau ván thi đấu đầu tiên một cách hoàn hảo với Nakroth, thì ở hai ván đấu sau đó với Darcy, với Roker thì KT đã không thể hiện được mình và bị áp đảo quá nhiều tới từ ADC và tới từ những vệ tinh xung quanh ADC. Swing Phantom đã có một ván thi đấu phải ở bên phía đội xanh và nhận thất bại, nhưng họ vẫn tiếp tục sẽ chọn đội xanh ở trong trận thi đấu thứ tư này. Và với việc chọn đội xanh thì họ cũng sẽ phải cấm đi cả Hayate và Sephira, hai con bài rất mạnh của Chloe và của Ellie. Trận thi đấu vừa qua tiếp tục là một trận đấu đánh tốt của Ellie, và rõ ràng Ellie đang chứng minh được quá nhiều điều. Với trận đấu với Violet, anh ta nhiều tiền nhất bản đồ, lộn bắn liên tiếp ở những cái trụ và anh ta khiến cho trận thi đấu được giải quyết quá nhanh. Thực sự là trận đấu giải quyết quá nhanh, tôi cũng không nghĩ rằng sức bào trụ của Violet và Darcy lại khủng khiếp đến như vậy ở trong trận thi đấu vừa rồi. Chưa cần đến 10 phút thi đấu, họ đã lấy được đi cho mình cả ván đấu rồi. Florentino tiếp tục là lượt cấm mà Team Flash đưa ra ở mùa giải đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. Thì có 3 lần Florentino được thả ra, một lần duy nhất mà vị tướng này giành được chiến thắng, đó chính là trận đấu mà ZF sử dụng vị tướng này. Còn lại những trận đấu mà Florentino để thua chính là những trận đấu mà Team Flash để thả ra vị tướng này. Và ngày hôm nay thì vẫn chưa có một trong hai điều này xuất hiện. Đó là Florentino vẫn luôn ở trên bảng cấm. Và đến ván thi đấu này thì Team Flash lại quyết định cấm đi Elsu. Khá bất ngờ khi mà họ lại quyết định cấm đi Elsu. Thực ra thì không bất ngờ lắm khi mà những con bài cần phải cấm thì cũng đã cấm rồi. Bây giờ Elsu lại là một con bài mạnh, nên nhớ là như vậy. Bởi vì Flash đã sử dụng con bài này rồi. Rõ ràng trước thì họ có một cái phân vân về việc là nên cấm Badum hay không, và họ đã quyết định cấm Badum thay vì cả Elsu lẫn Hayate. Còn ván thi đấu này thì khi Hayate bị mất đi rồi thì rõ ràng chỉ còn Elsu là sự lựa chọn cấm có lẽ là khả dĩ nhất trong trận thi đấu này. Và bên phía của Swing Phantom có được Yena trong trận thi đấu này khi mà họ ở bên phía đội xanh. Còn Flash họ có hai sự lựa chọn. Chloe có liệu tiếp tục đánh vào bể tướng của Titan hay không, hay anh ta sẽ sử dụng Anete? Bởi nếu như anh ta muốn, anh ta có thể sử dụng Anete. Nhưng nếu như anh ta muốn đánh vào tướng của đối phương thì anh ta không nên sử dụng con bài này, bởi Anete đã được Titan sử dụng rồi.
và Tara là sự lựa chọn của Flash chăng? Rất bất ngờ, đây là con bài đầu tiên mà Flash hướng đến. Có vẻ như bể tướng của Flash quá nhiều và Lindis là sự lựa chọn thứ hai, con bài rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Có lẽ Tara này ngoài việc chứng tỏ rằng bể tướng của team Flash là rất rộng thì nó cũng nhằm hướng tới việc đối đầu trực tiếp với Yena, sự lựa chọn đầu tiên mà bên phía Swing Phantom đã đưa ra. Còn nói về việc Elsu thì có lẽ là những suy diễn của tôi đến từ việc mà thời điểm trước đây thì Swing Phantom sử dụng vị tướng này không tốt, nhưng Liên Quân Mobile của chúng ta thay đổi từng ngày, đội tuyển Swing Phantom có thể là còn đã có những thành viên, đặc biệt là NTB, có thể là trên vị tướng này một cách tốt hơn rồi. Điều đó thì tôi cũng không nắm được, nên việc Team Flash rõ ràng là với việc cấm Elsu thì họ thể hiện ý đồ rằng họ muốn giành chiến thắng luôn ở trong ván thi đấu này để kết thúc kèo BO5 với tỷ số là 3-1 mà không muốn để cho đối phương bất cứ một cơ hội nào hay đem lại cho mình bất cứ một sự mạo hiểm nào. Thật ra thì cái trước đây của anh Dũng chắc nó cũng phải rơi vào tầm khoảng ít nhất là 2 tháng trước rồi, chúng ta không nhìn thấy NTB luyện tập và thi đấu chính thức. Và rõ ràng là với việc mất đi một cái quãng thời gian quá dài như vậy thì bên phía của Swing Phantom họ hoàn toàn đã có thể thay đổi rất nhiều rồi. Và cái thứ hai nữa là con bài Elsu vốn là một con bài gây được rất nhiều đột biến trong giai đoạn đầu, và rõ ràng là nên cấm nó đi ở trong cái trạng thái như Flash chẳng hạn. Họ là một team thi đấu hàng đầu và họ rõ ràng họ chỉ cần cấm những con bài mạnh thôi, chứ còn hiện mà khi mà họ không có cái nghiên cứu được quá sâu về đối phương thì đối phương đã ẩn danh khá lâu rồi, thì tôi nghĩ rằng cấm đi những con bài mạnh nhất là hợp lý nhất. Trong khi đó thì Flash ở trong phase cấm thứ hai họ sẽ cấm đi Kricknack. Trước đó thì họ lựa chọn Aneta làm sự lựa chọn cuối cùng. Đây là sự lựa chọn khá dễ hiểu bởi bên phía đối phương cũng đã có được ba Doom rồi, cũng đã có trợ thủ rồi, và không có lý do gì mà Flash không lấy trợ thủ ở trong trận đấu này, là con bài mà đối phương đã đánh rồi. Và bên phía của Swing Phantom, có lẽ quân bài bất ngờ nhất mà họ đưa ra đến thời điểm này tại phần ban pick của ván thi đấu này là VC nằm trong tay của Yamate, một quân bài cũng tương đối cũ, nó cũng cũ như cái cách mà Yamate xuất hiện trong đội hình của Swing Phantom vậy. Chúng biết đâu đó gừng càng già càng cay, và một quân bài phù hợp với Yamate sẽ đem lại một điều gì đó bất ngờ. Chúng ta vẫn chưa thấy Điêu Thuyền xuất hiện nhỉ? Đúng là như vậy, vẫn chưa thấy Điêu Thuyền xuất hiện ở cả những lượt cấm và cả những sự lựa chọn nữa. Dạo gần đây anh Dũng có hay đánh Điêu Thuyền không? Tôi không hay đánh Điêu Thuyền bởi vì ở trong những trận đấu mà tôi thi đấu rank thì Điêu Thuyền bị cấm rất nhiều, và tôi cũng là một người rất hay chủ động cấm đi Điêu Thuyền. Có sợ không? Có đáng sợ không? Có bài này có đáng sợ không? Về trong rank thì bậc rank hiện tại của tôi cũng chỉ là ở tầm kim cương 2 mà thôi, thì tôi cũng khá sợ vị tướng này và tôi cấm tự tay tôi cấm đi vị tướng này. Tức khá là nhiều. Thật ra vị tướng này là một vị tướng mà rất nguy hiểm nếu như chúng ta chỉ cần đi lỗi thôi, nếu chúng ta thực sự né chiêu thức không tốt, đúng không? Nhưng với các tuyển thủ chuyên nghiệp thì có vẻ như Điêu Thuyền không quá đáng sợ bởi họ có khả năng né kỹ năng rất là tốt. Và đó là lý do tại sao Điêu Thuyền gần như không bị cấm ở trong bất kỳ trận thi đấu nào, và cũng không được chọn trong bất kỳ một trận thi đấu nào cả. Bản này thì Điêu Thuyền được boost rất mạnh, và đó là một cái giáp tưởng chừng như là ít thôi, nhưng nó lại giúp cho Điêu Thuyền có được một cái khả năng kháng hiệu ứng nhẹ, là cái thứ hai nữa là khiến cho Điêu Thuyền cứng cáp hơn. Nó khiến cho Điêu Thuyền quay trở lại ở trong đấu rank rất nhiều, nhưng ở trong đấu giải chúng ta chưa thấy được sự xuất hiện của Điêu Thuyền. Hai sự lựa chọn đường giữa trong trận thi đấu này sẽ là Chrissy và tiếp theo là Preta trong tay của Xuân Bách. Nói về Điêu Thuyền thì ngày hôm kia tôi có xem một buổi stream của ADC, thì ở bậc rank cao thủ thì ADC cũng chính là người tự tay cấm đi Điêu Thuyền. Tôi thấy là vị tướng này trong thi đấu rank chắc thì bị cấm đi khá nhiều, nhưng có thể là khi mà thi đấu team, thi đấu chuyên nghiệp thì có những sự khác biệt. Khi mà chúng ta chưa thấy Điêu Thuyền quay trở lại thì Preta đang quay trở lại một cách cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ Điêu Thuyền chưa đủ phù hợp với đánh hạng, đánh giải, và Điêu Thuyền chưa đủ gọi là thế nào nhỉ? Chưa đủ cơ động để đánh ở trong một trận thi đấu đòi hỏi cái tính chiến thuật quá cao. Hoặc có thể là các tuyển thủ bận quá, bận đánh AWC quá và cũng chưa có đủ thời gian để luyện tập con bài Điêu Thuyền thì cũng không biết chừng. Vậy rõ ràng con bài Điêu Thuyền là con bài khó đánh nha, cũng không phải dễ đánh. Đánh đặt chiêu con bài này không chỉ cần là cái sự suy nghĩ tốt mà còn cần cái sự quen tay nữa. Và Điêu Thuyền ở trong một pha combo mà nếu như anh ta có đủ hồi chiêu thì hình như anh ta còn đặt được 3 chiêu choáng liên tiếp, khiến cho đối phương choáng 6 giây. Và rõ ràng thì trong cái khoảng thời gian đó thì Điêu Thuyền cùng với những người đồng đội của anh ta có thể làm trên trời dưới biển rất nhiều trò rồi. Đúng là như vậy. Và Violet xuất hiện ở trong đội hình của Swing Phantom ở trong ván thi đấu này, và trái với Team Flash để Violet đi đường nằm trong tay của Ellie, thì ván đấu này KT sẽ là người cầm Violet khi mà đội hình của Swing Phantom đã có Irie và Yena là đôi cánh rồi. Trận này thì nhiệm vụ của Tara trong tay của có lẽ là Gấu sẽ là hút sát thương đến từ Violet, đúng không?
khi mà rõ ràng nguồn sát thương của Violet không phải là nguồn sát thương mà có thể dễ dàng xuyên qua được Tara. Tara một vị tướng rất trâu. Còn với bên phía của Swing Phantom, liệu Airi có đi rừng không? Bên phía của Swing Phantom thì tôi nghĩ là Violet đi rừng thôi. Tôi đang đặt một cái giả thiết nhỏ. Thật ra là trước đây thì tôi sẽ không đặt cái giả thiết này vì tôi không thấy tuyển thủ chuyên nghiệp nào cầm vào. Nhưng thứ nhất, KT là một người chơi sử dụng Airi rất là tốt. Và thứ hai nữa là chúng ta đã nhìn thấy Nay sử dụng vị tướng này đi rừng. Nhưng NTB đã từng được gọi là một best Airi và có lẽ nó sẽ nằm trong tay của NTB. Người mà trước đây khi mà anh ta, cái thời điểm anh ta mới thay thế cho Death ở đấu trường danh vọng và có mặt trong đội hình của Sài Gòn Phantom thì anh ta đánh Airi rất khét và được coi là best Airi mới cùng với Henry của team Game TV. Đúng là như vậy, cả hai đội thì đều sẽ sử dụng những vị tướng đường đơn không phải là xạ thủ. Với team Flash thì đôi cánh của họ sẽ là Veres cùng với đó là Tara để đối đầu lại cùng với Yena và Airi của bộ đôi NTB và Seraph, và để xem là đôi cánh nào sẽ có được lợi thế ở trong ván thi đấu này. Đây là một ván thi đấu rất quan trọng với Swing Phantom, bởi nếu như thua trận thi đấu này thì gần như khởi đầu của họ là tương đối tệ hại. Họ đã có một trận thi đấu đầu tiên rất xuất sắc khi được giành được một chiến thắng cực kỳ bất ngờ trước Flash. Nhưng đó là tất cả những gì họ làm được đến thời điểm hiện tại. ADC đang có một vài những kỳ chỉ tinh nghịch ở trong màn hình của chúng ta trước thời điểm trận đấu. Và họ có tinh thần cực kỳ thoải mái. Họ đang là những nhà vô địch đương nhiên rồi. Họ đang là những nhà vô địch không chỉ của Việt Nam mà còn là của thế giới. Họ bước đến trận thi đấu này cực kỳ tự tin. Và họ cũng đang có một chiếc kết quả khả quan. Có một trận thua đầu tiên, nhưng khi họ mang trở lại đội hình mạnh nhất đã từng lên ngôi vô địch tại AWC thì vẫn chưa có bất ngờ nào tiếp theo được xảy ra đến từ Swing Phantom. Và để xem là bất ngờ có xảy ra tiếp tục ở trong ván thi đấu thứ tư này, qua đó kéo kèo thi đấu BO5 của chúng ta tới với ván thi đấu cuối cùng hay không. Câu trả lời sẽ có ngay sau đây mà thôi. Bây giờ thì các thành viên cũng đã chuẩn bị rất sẵn sàng rồi và ván đấu sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ván đấu bắt đầu ngay lập tức và chúng ta đã có được cho mình ván đấu thứ tư kèo đối đầu giữa Swing Phantom và Flash. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Flash. Và đây có thể là ván đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay nếu như Flash giành chiến thắng. Cú khạc rồng đầu tiên của Xuân Bách nó hơi sớm một nhịp. Cú bướm đi bướm về của Yamete nó cũng hơi trượt một nhịp. Và cả hai đều đang dọn lính chậm đi một nhịp. Trong khi đó NTB đang phải bảo vệ KT trong nỗ lực ăn đi cho mình con bùa đầu tiên. Và có vẻ như con quái con này nó sẽ dành cho Ellie bởi NTB chưa kịp hồi chiều. Tiếp tục là tấn công vào một con quái con. Những lợi thế nho nhỏ ở thời điểm bắt đầu nó cũng sẽ đem lại những lợi thế lớn hơn ở trong giai đoạn sau dành cho team Flash. Đây là một điểm nhỏ đó thôi, nhưng không phải là đội tuyển nào cũng làm được, và nó cho thấy đẳng cấp của team Flash. Và ở trên đường trên với cái trừng phạt của mình thì gấu cũng đã có được cho mình con chim. Nếu nói Bách là thích ăn khỉ thì có lẽ với Ellie là thích ăn sói, còn với gấu là thích chơi chim. Và gấu đã có con chim đầu tiên ở khu vực đường trên. ADC thì farm rừng rất nhanh. Anh ta sắp có cấp độ 4 rồi. Anh ta sẽ hoàn thành xong cho mình hai con quái cuối cùng. Nếu không bị cấp, anh ta sẽ có cấp độ 4. Còn đây, KT hoàn thành xong vòng rừng, chưa có được cho mình cấp độ 4 và đang phải ra đây hít chung kinh nghiệm cùng với Yamete. Nó nhưng đây là khiến cho Yamete bị thọt đi. Nhưng Froy bị Titan bốc về. Sau đó Froy thoát qua tường nhưng cũng không thể thoát khỏi sát thương cuối cùng tới từ KT. Mặc dù có một vòng rừng không trọn vẹn, nhưng KT lại là người có được chiến công đầu, bởi anh ta đã có được kinh nghiệm đến từ khu vực đường giữa của Yamete. Zeref đã rất chủ động để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta mất đi một vài con lính. Không sao cả, bởi người chơi đi rừng của anh ta sẽ xanh xa hơn. Anh ta, KT sẽ có được cho mình con rơi này, bởi anh ta có được cho mình lợi thế từ mạng hạ gục đầu tiên của Proe. Và anh ta cũng chưa phải dùng trừng phạt, đó mới chỉ là một cú bắn chiêu cuối đến từ KT mà thôi. Con rồng hắc ám còn khoảng 6.000 máu và có lẽ sẽ có một cú lao vào đến từ Titan. Sẽ là 4-4, Ray Titan bốc ngược ADC về. ADC quá thấp máu rồi và NTB thể hiện khả năng của mình với Airi. Có một điểm hạ gục, Ellie hồi lại rất nhiều máu với huyết xích, nhưng chỉ còn 3 người. Team Flash sẽ phải thoát về. Mặc dù vậy thì KT cùng với những người đồng đội của mình cũng không quá mạo hiểm ở con rồng đầu tiên của ván thi đấu này. Thay vào đó họ sẽ quay trở lại phần rừng, tiếp tục dọn dẹp đi những vòng rừng của mình. Và Yamete thì có mặt ở khu vực đường giữa để có cho mình cấp độ 4 một cách sớm nhất. Qua đó có thể tối đa hóa lượng sát thương mà vị tướng QC này có thể gây ra ở trong những pha giao tranh. Không có nhiều cơ sở để bên phía của Swing Phantom có thể ăn được cho mình con rồng đầu tiên của trận đấu, bởi KT cũng đã thấp máu rồi, trong khi gấu lại đang di chuyển xuống. Đây là cú địa giam và Xuân Bách đang bị bắt lại trong tình huống này, nhưng rất may là cú địa giam đó
nó trượt, nó chỉ có cái cú bão lá của Yamate là chính xác mà thôi. Có lẽ đó là một tình huống mà hai thành viên bên phía Swing Phantom họ không biết được vị trí chính xác của Tifas ở trong cái mỗi vụ ông đó đặt một bên. Mỗi ông đặt một bên kiểu gì cũng trúng, nhưng khi mà chỉ trúng một cái thì lại không có đủ hiệu ứng khống chế để và hình như được. Hình như đây mới là cái mà Swing Phantom cần, đó là Xuân Bách về nhà ở thời điểm mà họ ăn con rồng đầu tiên, và họ sẽ có con rồng đầu tiên này với những cú bắn của Violet. Tiếp theo có thể sẽ là cái mạng của Ellie. Ellie không thể thoát về trong tình huống này, chắc chắn là như vậy. Chỉ hơi đáng tiếc một chút là điểm hậu lại không được nhường cho người cần nhường mà thôi. Nhưng ADC đã nấp ở đây quá lâu rồi, và Yamate không còn mana, anh ta cũng không còn đủ máu nữa, và cuối cùng anh ta là người đầu tiên phải nằm lại trong đội hình của Swing Phantom. Yamate tốc biến hơi muộn, và anh ta không kịp tốc biến trong tình huống vừa rồi. Có lẽ anh ta cũng nghĩ đến việc là lúc đấy thì tốc biến cũng không còn tác dụng nữa. Nhưng nếu như anh ta tốc biến sớm hơn thì có lẽ một cú tốc biến qua tường là đủ để Yamate có thể tẩu thoát được. Anh ta vẫn còn cả quả cầu băng xương, rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi của Yamate. Có lẽ đúng là hơi già và tay hơi chậm một chút trong tình huống vừa rồi. Trong khi đó gấu đang bị đánh rất đau đến từ ZF. Đó là tứ nguyệt trảm, nhưng với chiêu cuối thân thể thép đến từ Tara thì gấu, gấu có thể lùi về được trong tình huống này. Và một không lượng giáp nữa, có lẽ là thép. Anh ta vẫn mang phép phù hiệu đó là Thánh Thuẫn. Đúng, không chỉ có cho mình cái sự trâu đến từ thân thể thép, mà anh ta còn có thể Thánh Thuẫn ở trên người để có thể có được cho mình khả năng hồi máu cực kỳ nhiều. À, chính xác hơn là tạo ra một cái lớp giáp cực kỳ dày ở trong tình huống mà đối phương đã làm được rất là nhiều điều. Yamate cũng thích ăn khỉ, và quá trình ăn khỉ của anh ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Yamate đã có khỉ trên người, và ở khu vực giữa Titan trận chiến này làm được khá nhiều điều. Đây là phép bổ trợ của các thành viên, và với gấu đúng là món phù hiệu ở Thánh Thuẫn. Và lần này thì tới lượt Team Flash là những người mang nhiều Thánh Thuẫn hơn. Đến trận thi đấu này thì Swing Phantom lại không có cái Thánh Thuẫn nào ở trên người các thành không viên của họ nào cả. Ở trên người của KT đó là Thần Quang, một phép phù hiệu rất phù hợp với Titan đang đứng rất sâu. Titan đang đứng khá sâu để check map. ADC hoàn toàn có thể là mục tiêu của Titan. Titan bắt đầu vào, nhưng anh ta quyết định lượn trở ra ngay lập tức khi nhìn thấy Pro E không thơm, và anh ta quyết định lùi ra. Trong khi đó ở khu đường trên thì ZF vẫn đang thi đấu ổn kèo với gấu, bởi ở thời điểm hiện tại lượng tiền mà ZF có đang là nhiều hơn, mặc dù gấu đang cầm chứng trị trên người. Titan đang có một quá trình gây sức ép rất lớn để khiến cho KT có thể vào được cho mình cái trụ này. Điện nhưng Ellie đang đuổi của ADC, và ADC sẽ phải bốc hơi trong tình huống này. Có thêm liềm đột mệnh cũng không giúp cho ADC có thể sống sót được, nhưng trường hợp tương tự cũng đến với KT. Và hai người chơi đi rừng của bên phía Swing của bên phía cả hai đội thì đều đã phải nằm lại trong một tình huống mà hai đội lao vào nhau. Ba ông kia bỏ rơi hai ông chủ lực. Không, chính xác hơn là sáu ông đến từ hai bên bỏ rơi hai ông chủ lực và khiến cho hai ông chủ lực rơi vào vòng nguy hiểm, và cả hai ông chủ lực đều đã phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Trong khi đó thì có chút lợi thế đến từ KT khi anh ta là người để bảo được cho mình khoảng hơn một nửa cái máu trụ ở đường dưới. Trong khi đó thì gấu vẫn đang thể hiện rằng với phép bổ trợ trừng trị thì anh ta có được lợi thế nhiều hơn về mặt kinh nghiệm trước người đối đầu với mình, đó là ZF, khi đang nhỉnh hơn đôi chút về cấp độ đến từ gấu so với ZF. Gấu ngay lập tức đã vượt lên về mặt lượng tiền. Gấu bắt đầu vòng vào rừng của đối phương. Anh ta đã có được cho mình khoảng thời điểm để có thể cứng cáp hơn, và anh ta sẽ vòng vào rừng của đối phương. ZF không thể giữ được con quái con này và tiếp tục là phải đi theo gấu trong diễn biến tiếp theo. Gấu sẽ chặn lính một cách tương đối đơn giản mà thôi, sau đó thì sẽ có thể lùi về bật luôn thân thể thép để có thể hồi lại cho mình một lượng máu lớn để tiếp tục quay trở lại trụ đường. Khi đó thì anh ta sẽ là người có được nhiều lợi thế hơn trong so với đó. ZF. Trong khi đó thì kể từ đầu trận đấu đến giờ thì KT vẫn đang thường xuyên xuất hiện ở nửa dưới bản đồ mà thôi. Và cái trụ đầu tiên của bên phía Team Fast ở đây thì cũng không còn lại quá đầy đủ lượng máu. Nhưng đó là một gió nồm rất tốt đến từ Proe. KT vẫn có thể thoát về được. Titan thì đến đây. Đó là một tình huống úp bợ, úp lại được một người, đó là Ellie. Và liệu Ellie có phải nằm lại không? Đây có luôn, NTB là người có điểm hạ gục đó. Nếu cú úp vừa rồi nó trúng vào bao nhiêu thành viên thì tôi nghĩ rằng bấy nhiêu thành viên sẽ phải nằm lại. Một cú úp khá nhạy cảm đến từ Titan, và rất may chỉ có một thành viên phải nằm lại, đó là Ellie trong tình huống vừa rồi. Trong khi đó thì tôi đang cảm thấy Titan có một chút là di chuyển hơi xa KT. Ở trong những tình huống KT bị tấn công thì thường không thấy Titan, và Titan đang bảo vệ ở vòng khá xa so với cách di chuyển của KT. Con rồng thứ hai của ván đấu vẫn chưa được bất cứ một đội tuyển nào ăn cả, nhưng lợi thế về thế lính đang được dành cho bên phía của Team Flash. Wow. Ở đây liệu có hạ gục được ADC hay không đây? Combo không được, chỉ lấy đi được nửa cây máu đến từ người chơi xạ thủ bên phía đội tuyển Team Flash mà thôi. Dù sao thì combo vừa rồi của ZF cũng khá nuột nà. Anh ta sử dụng được những chiêu thức của Jena theo tôi đánh giá là khá ổn.
Trong khi đó thì gấu ở khung đường trên vẫn tiếp tục là hách tiền mà thôi. Anh ta là một phần nguyên nhân khiến cho lượng tiền ở thời điểm hiện tại vẫn đang ở thế cân bằng. Mặc dù ở thời điểm đầu thì Swing Phantom lấy được khá nhiều lợi thế, nhưng lượng tiền vẫn là cân bằng. Có lẽ lượng tiền này là lượng tiền khá ổn để Violet có thể đánh được, bởi Violet là một vị tướng rất mạnh về thời điểm giữa và cuối trận. Đúng là như vậy, hiện tại thì Violet vẫn đang nhỉnh hơn đôi chút về lượng tiền so với Lindis của ADC. Vừa rồi là một hơi thở độc hại, nó cấu được đôi chút máu của Yamate. Còn Proe thì vẫn đang có những tình huống di chuyển rất chủ động vào trong những cây bụi trong phần rừng của đối phương để check map. Nhưng ngay lập tức sau đó thì cũng có một con bướm sinh đến từ vị trí của Yamate để cấu đi một lượng máu nhẹ đến từ Xuân Bách. Nhưng sau đó thì có vẻ như Yamate lại đang gặp bất lợi ở khu đường giữa khi có sự can thiệp đến từ ADC. Khu đường giữa vẫn được giải quyết khi có Titan ở đây. Một cú khạc tiếp theo và Xuân Bách không thể có được cho mình cú khạc chính xác. Trong khi đó ADC đang đứng ở vị trí khá cao. Và Zeref sẽ là người gặp nguy hiểm ở trong tình huống này. Anh ta đang cố gắng để lùi về tụ nguyệt trảm và nó rất giải hay. Quyết đi tên lính. Và sẽ là an toàn đến từ Zeref. Rất hay, bởi ở dạng trảm thì anh ta Zeref sẽ chống chịu sát thương rất tốt. Và anh ta không bị mất đi quá nhiều máu trong tình huống vừa rồi. Trong khi đây là một cú úp bộ để khiến cho Xuân Bách đã bị mất đi một cú tốc biến. Nhưng ADC wow, đang có những cây bụi, nhưng đó là một tình huống lăn lộn và bắn rất đau đến từ KT. Gấu đau. Đang gặp nguy hiểm ở đây, mặc dù hơn Zeref tới 2 cấp độ. Và ADC thì cũng đang di chuyển rất nhanh Zeref, bởi vì tân lính cũng đang lên. Zeref có kịp giải quyết tân lính hay không? Đây cũng là tụ nguyệt trảm, lượng máu đã rất thấp rồi. Zeref đang rất nỗ lực và anh ta không thể nào thoát về được trong tình huống này. Mất cả trụ cả người, đó là những gì mà Swing Phantom vừa mất đi ở khu vực đường trên. Zeref. Còn ở đường dưới thì họ cũng lấy được một cái trụ ở khu vực đường dưới. Zeref rất cố gắng trong tình huống vừa rồi, nhưng cố gắng là không đủ bởi đối phương là quá đông mà lại còn nguy hiểm nữa. ADC vừa có được con bùa xanh tiếp theo, Titan không thể phòng ngự được. Cần có sự góp mặt của những người đồng đội mới có thể giúp cho bên phía của Swing Phantom thủ được khu vực đường này một cách dễ dàng hơn. Trong khi đó thì có vẻ như Flash rất biết cách để có thể cân bằng được lợi thế, hay nói cách khác họ còn giãn cách về mặt lượng tiền. Mặc dù họ đang bị thua thế trong giao tranh, tức là những pha lộn bắn của Violet đang quá thốn với ADC, nhưng ADC ngay lập tức đổi quẻ. Anh ta lên khu vực đường trên và giúp cho gấu đẩy đường dễ hơn, tích lũy được cho mình một lượng tiền tốt hơn mà không gặp phải quá nhiều những nguy ngại. Anh ta đang tránh đối đầu một cách rất dễ dàng và Zeref tiếp tục chịu khổ trong tình huống này. 4 thành viên của đối phương. Và có lẽ là Zeref kết cục của anh ta cũng không khác so với lần nãy ở đường trên, khi mà lại kinh một lần nữa là xe cả trụ cả người. Xe ở đây sẽ là xe ra và một mình gấu, liệu có thể làm được nên chuyện hay không? Đây gấu đang có một lượng cấp độ cao và anh ta có trừng trị, nhưng ở đây là 4 thành viên bên phía của Swing Phantom và gấu không giữ lại được tà thần xe ra. Anh ta bị nằm trong địa giam, nhưng nó cũng là đủ thời gian để các thành viên bên phía Team Flash tiến lên đây để hạ gục đi các thành viên bên phía Swing Phantom. Swing Phantom đang cố gắng lết về nhà từng người một, nhưng có ai về được hay không? Đây cả 4 nguyên team đi về hết, và thậm chí là họ còn lấy thêm một điểm hạ gục nữa đến từ Poi. Thậm chí là Poi còn phải nằm lại một pha bảo kê mẫu mực đến từ Swing Phantom để có thể về nhà với cả 4 thành viên, cướp thêm được cái mạng hạ gục của Poi. Một pha thi đấu rất tốt của Swing Phantom và họ đã có con tà thần xe ra. Đây là pha trả đòn đến từ Swing Phantom. Gấu bị hất ngược quay trở lại, nhưng gấu quá cứng cáp. Anh ta có thể Yamate tới từ bên hông, bão lá mưa sao băng, nhưng Yamate đang bị trả sát thương. Gấu nằm lõm rồi. Ở đây 4-1 với Eli cũng không khác. Hai người chơi đường đơn bên phía Team Flash đã phải nằm lại một cách lần lượt. Nó cũng đồng nghĩa với việc đầu tiên là đường của họ sẽ không giữ được. Titan không có tiếc quá là cái nhất phong thần của Titan được bật lên chậm rất một giây. Tiếc. Anh ta đã có một cảm nhận nhẹ ở trong tình huống đó, nhưng rất đáng tiếc nó chậm một giây. Đây là tình huống mà tôi nghĩ rằng bên phía của Swing Phantom có thể ép tiếp, nhưng họ không quyết định làm điều đó. Họ cướp toàn bộ tài nguyên của đối phương. Họ đang cướp được con bùa xanh, ăn được thêm con rồng, nhưng họ không làm được gì nhiều hơn. Một pha thi đấu mà Zeref đã phải nằm xuống lần thứ hai, tưởng chừng có vẻ khổ, nhưng thực ra lại là toàn bộ lợi ích mà anh ta mang lại cho những người đồng đội của mình với một pha ăn xe ra rất mẫu mực của Swing Phantom. Ăn được, lùi về được một cách cực kỳ kịp thời và chính xác. Họ đang có một thế cửa trên so với đối phương bởi họ đang có nội tại của Caesar. Cùng với đó là Violet đã khá lớn rồi. NTB bật lên long kiếm và bây giờ thì Swing Phantom đến đây với đầy đủ cả 5 thành viên. Rồi đang cố gắng lết về, anh ta bị làm choáng lại bởi Airi. Bắn quá đau đó là KT. Và đó là điểm hạ gục bá đạo mà NTB có thì được. Yamate thì sao? Gấu tới, Eli tới, nhưng song xích trượt mất rồi. Ở dưới này thì Xuân Bách hạ gục ngược trở lại Yamate. ADC đang có những cây bụi. Swing Phantom họ đang
cảm tưởng như là họ đang hơi chạy theo so với Team Flash một chút về trong những cái thế đánh của họ. Nhưng rõ ràng là sức bắn của Violet thì đáng nể hơn rất nhiều so với sức bắn mà Lindis đang có được ở thời điểm hiện tại. Violet đang có lượng tiền là 9.200 tiền, lượng tiền không quá nhỉnh hơn so với AC, nhưng thực sự những phát bắn của Violet thì chất lượng. Và đây là pha thi đấu tiếp theo, cướp được con rơi đến từ Swing Phantom NTB. Và đang ở khu vực đứng giữa là có giao tranh xảy ra. KT có thể hạ gục được Eling không? Đó là cú bắn chiêu cuối hơi mù mắt đến từ KT. Một đợt lính rất lớn ở khu vực đứng dưới, kèm theo đó là ADC đang luồn lách ở trong những cái bụi Yamate ra đây. Và mất trụ rồi, chắc chắn là không thể giữ lại được. Trong khi đó thì Yamate cũng không dám lên quá cao trong tình huống này. Mặc dù còn tốc biến ở trên người nhưng anh ta cũng không dám đánh thẳng mặt vào ADC. Đây là những phát bắn của KT, và bắn vào ai thì người đó đau. Bắn vào ai thì người đó đau. KT đang thực sự khỏe trong trận thiếu này. Chỉ còn một món đồ cuối cùng nữa thôi là KT sẽ phun đồ. Anh ta đã hoàn thành giáp xong nửa món đồ đó rồi. Đó là cái giáp hộ mệnh. Và ở đây thì đang là sự dính dáng đến từ các thành viên bên phía Team Flash. Titan còn đây nhưng úp lại được hai người. Có đủ thành viên ở đây rồi. Đó là bão lá, đó là tất cả những thứ mà Yamate có thể tung ra. Zeref làm giàn chắn gấu. Nhưng đội hình lại bị chia cắt quá nhiều khi mà gấu đang quá khỏe. Và cuối cùng thì Team Flash mới là những người có lợi thế trong pha giao tranh đó. Nếu để xét về một dàn chắn thì có lẽ Yena còn phải học theo Tara rất dài, rất dài. Bởi Tara có lẽ không có gì ngoài sức khỏe cả. Thân thể thép của cô nàng này đã khiến cho cô nàng này đẩy lui cả ba thành viên của đối phương đi. Và trong khi đó thì đây là pha ép trụ tiếp theo đến từ bên phía của Flash. Họ muốn ép trụ trong tình huống này nhưng họ đang chưa làm được điều đó, bởi Swing Phantom vẫn đang phòng ngự với số lượng đông. Có lẽ con tà thần Caesar sẽ là hợp lý hơn cho Flash và Titan. Liệu anh ta có dám ra checkmate trong tình huống này? Đã ra. Đã ra rồi. Oh! Máu KT đang có mặt ở đây nhưng tà thần Caesar được ăn quá nhanh đến từ các thành viên bên phía Team Flash. Eli có phải đổi mạng hay không? Đây hồi lại rất nhiều máu nhưng cuối cùng KT bắn vẫn là rất tuyệt vời. NTB đuổi theo đó là Proi. Và tôi đồ rằng là Proi cũng không thể thoát khỏi được sức ép đến gấu. Nhưng gấu lại một lần nữa thể hiện rằng anh ta quá khỏe với vị tướng Tara này. ADC sát thương đến từ Xuân Bách cũng là cực kỳ nhiều. ADC KT nằm lại. ADC cũng đã nằm lại trên bản đồ rồi. Và đó là một tình huống giao tranh 3 đổi 4 ở rất nhiều những mặt trận khác nhau. Nhưng trước đó thì ADC cũng đã hạ gục được một thành viên của đối phương trước khi phải nằm lại. Và nó khiến cho bên phía của Swing Phantom cũng không thể có lời trong tình huống vừa rồi. Trong khi đó thì gấu đang rất gấu ở trong những tình huống vừa qua. Một mình gấu không cho Violet được chơi. Rõ ràng chúng ta đã nói về việc nếu như vai trò lớn nhất ở trong trận thi đấu này để cản bước Violet sẽ phải là gấu. Và đúng là gấu đang làm rất tốt điều đó. Lừng lững xông lên, cứ Violet ở đâu là nhắm thẳng mặt của anh ta ở đó. Và gấu đang khiến cho Violet bị hạn chế sức mạnh đi khá nhiều bởi những cú băng lên dũng mãnh của mình. Với KT thì tôi đang khuyên anh ta có lẽ nên bỏ bắn theo phần trăm máu để bắn theo lượng máu thấp nhất là hơn. Còn nếu như anh ta vẫn tiếp tục bắn theo phần trăm máu thì có lẽ anh ta chỉ đụng được vào gấu mà thôi. Còn nếu có lời khuyên thì tôi sẽ khuyên gấu là ở phiên bản hiện tại thì áo choàng thần Ra cùng với dìu Leviathan sẽ không còn có thể sách nội tại đốt lại cùng với nhau nữa. Và nếu như tôi lên đồ như thế này thì ở trong một trận thi đấu rank thì chắc chắn là sẽ bị đồng đội có thể nói là blame. Còn gấu thì vẫn đang làm rất tốt ở trong ván thi đấu này, giúp cho Team Flash không để mất đi những lợi thế của mình. Dạo gần đây khi tôi lên đồ như thế này hoặc tôi đánh như thế này, tôi sẽ bị so sánh với Weeper. Và đây là pha giao tranh rất mạnh mẽ và gấu là người đi đầu. Gấu rất nhiều giáp. Quá nhiều giáp tới từ gấu và lượng máu cũng là siêu to khổng lồ tới từ người anh cả bên phía của Team Flash. Không thể di chuyển. Chúa đang được khởi động đến từ cả năm thành viên. Nhưng Swing Phantom họ vẫn có đủ thế để có thể tranh chấp trong tình huống này. Và Team Flash phải buông bỏ. Violet phun đồ bắn Tara không thấy mất máu. Và đó là một Tara quá trâu đến từ gấu. Đây là giai đoạn có lẽ là khỏe nhất đến từ gấu khi tất cả các thành viên khác chưa phun đồ. Chỉ có Violet là phun đồ mà thôi. Dòng bạo chúa đã được ăn. Và đây là cú úp bộ đến từ Titan, nó không chính xác. Sao mà phải qua đi tìm thấy ADC, nhưng liệu có kịp hạ gục ADC hay không? Đây lao vào rất nhiều và ADC có thể sẽ phải nằm lại. Anh ta mất đi giáp hộ mệnh rồi, nhưng KT thì cũng không khác. KT nằm lại, ADC nằm lại và những thành viên còn lại thì Team Flash lại đang là những người khỏe hơn. Họ đang có 4 người và chỉ cần một mình gấu cũng đuổi cho 3 người bên phía Swing Phantom phải lùi về nhà. Quá đầu gấu đến từ gấu. Anh ta đánh hoài mà không thấy giảm máu. Và anh ta đang thực sự là đầu tàu của Flash trong trận thi đấu này. Flash đang thực sự khỏe bởi có gấu. Bởi nếu như không có gấu thì có lẽ Violet đã làm được nhiều hơn thế rất nhiều. Trong khi đó ADC cũng đã phải trả giá khá nhiều lần bởi những phát bắn đến từ vị trí... những phát băng vào đến từ Ari của NTB. Vẫn phòng ngự được với long kiếm của NTB và vẫn chưa có đường lính siêu cấp nào.
dành cho Team Flash cả. Trận đấu vẫn còn đang rất hấp dẫn khi điểm hạ gục đang là 13-12. Lượng tiền thì Team Flash nhỉnh hơn nhưng chỉ một chút nữa thôi thì việc nhỉnh hơn về lượng tiền này nó sẽ không còn là đáng kể nữa, khi mà lượng tiền của lượng đồ của các thành viên bên phía Swing Phantom cũng sẽ là gần full rồi. Trong khi đó thì Airi cũng đã có được cho mình một lượng trang bị đủ lớn. Những câu hỏi đặt ra bây giờ là làm thế nào để cản gấu trở lại, bởi trong giao tranh thì không ai muốn đánh vào gấu cả. Một vị tướng không biết là có nên đánh hay không. Ellie thì khác, Ellie thì yếu hơn và Ellie đã bị hạ gục. Và có lẽ đây là sai lầm của Ellie. Úp bộ rất thấp. Titan với tới Xuân Bạch quá thấp máu rồi, nhưng sát thương chủ lực của bên phía Flash đã phải chậm lại. Đó là Xuân Bách nhưng vẫn còn ADC. ADC thì vẫn đang có cho mình những cây bụi. Yamate bật lên quả cầu băng xương. KT vẫn còn, ZF và NTB vẫn còn. ADC nằm lại. Gấu còn rất khỏe nhưng gấu không đủ sát thương và không đủ sự cơ động để có thể truy sát được KT. Nhưng cái quan trọng là gấu đuổi cho KT không đánh được ở trong tình huống giao tranh vừa rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc không có sát thương chủ lực, bởi nếu không thì có lẽ ADC đã phải nằm lại từ rất lâu rồi. Và gấu vẫn tiếp tục tràn lên. Một thế trận mà bên phía của Swing Phantom đã có một cú đánh hay nhưng là chưa đủ. Một cú úp mộ rất tốt của Titan nhưng sau đó thì lượng sát thương dồn vào là không đủ, bởi gấu vẫn đang rất sừng sững. Đây là cơ hội tôi nghĩ rằng có lẽ nên hạ gục gấu trong quả này đi, bởi nếu như không hạ gục được gấu thì có lẽ không tràn được vào bên phía bên trong của thật đáng trách khi mà Swing Phantom không có một món đồ nào giảm khả năng hồi phục cả. Không có sách truy hồn, không có đao truy hồn để cho bất cứ một thành viên nào. Phải là nhiệm vụ của Yamate. Đó phải là nhiệm vụ của Yamate trong ván thi đấu này. Bởi với Violet thì anh ta đóng vai trò sát thương chủ lực. Anh ta không thể lên giảm hồi máu, không thể lên đao truy hồn được trong tình huống này. Và rõ ràng nếu như không có được giảm hồi máu đến từ Yamate thì gấu sẽ được tung hoành. Yamate đang quá chú trọng vào sát thương mà bỏ qua đi cho mình một trang bị cực kỳ quan trọng để hạn chế tầm nguy hiểm của Tara. Cũng phải nói rằng với Chrissy thì Yamate cũng đang có một lượng tiền khá khiêm tốn khi mới chỉ là 10.000 tiền mà thôi. Hay là bên phía của Swing Phantom đang muốn bỏ mặc gấu. Tức là tôi đang thấy rất nhiều pha giao tranh mà gấu không bị động vào. Có vẻ như Swing Phantom không muốn động vào gấu thì đúng hơn, và họ không lựa chọn gấu nên họ không lựa chọn sách truy hồn. Trong khi đó đây là cú úp bộ tiếp theo, nó úp được một thành viên của bên đối phương. Và NTB ngay lập tức băng vào và thêm cả đó là Proi nằm lại. Hai thành viên bên phía của Team Flash đã phải nằm lại, đó là Proi cùng với Eli. Bây giờ thì gấu mới xuất hiện, nhưng gấu liệu một cân bốn có phải là bây cả giờ đi gấu là không đây? Bây giờ gấu là bình tông rồi. Gấu rất khỏe và nếu không có giảm hồi phục thì rất mất rất nhiều thời gian. Hết giờ khỏe rồi, gấu còn giá thiên thần nhưng tôi nghĩ rằng cũng không đủ để gấu có thể sống sót ở trong tình huống này đâu. 4 đánh 1 trong tình huống này. Xuân Bách vẫn tiếp tục muốn giải quyết tâm lý nhưng Xuân Bách cũng không có quá nhiều tác dụng trong tình huống này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Xuân Bách một mình Xuân Bách có thể trụ được khoảng 20 giây hay không. Có lẽ sẽ có ván thi đấu thứ 5. Còn chiêu cuối của Xuân Bách liệu có đủ hay không đây. ZF băng vào, NTB băng vào, NTB bị chấm dứt. ZF rất khỏe. TH tung thành công và sẽ có ván 5. Chắc chắn là như vậy rồi. Rất đầu tư và Swing Phantom đã có chiến thắng. Titan đã có 3 cú úp bộ tuyệt vời và đến cú úp bộ thứ 3 thì những người đồng đội của anh ta đã không phụ công mà anh ta làm được ở trong trận thi đấu này. Những pha úp bộ rất đẹp mắt đến từ Titan và đến tình huống úp bộ thứ 3 thì rất đáng tiếc. Tình huống đó gấu không có mặt ở đó, và khi không có được gấu thì gần như bên phía của Flash không có ai có khả năng đỡ đòn đó cả. Chỉ có gấu mới có khả năng làm giảm đi nguồn sát thương đến từ KT mà thôi. Đây là một trận thi đấu hay của KT. Chỉ trừ những lúc anh ta bị gấu lùa như lùa vịt thôi, còn lại tất cả những cú bắn của anh ta đều chất lượng. Rất chất lượng và lại là uống Monster đến từ các thành viên bên phía của Swing Phantom. Những ngụm Monster đã tiếp thêm cho họ năng lượng để có thể giành được chiến thắng ở trong ván thi đấu cực kỳ dài hơi và căng thẳng này, qua đó cân bằng tỷ số 2 đều giữa hai đội tuyển. Và nó xứng đáng với trận đấu mà chúng ta đã mong đợi cho một ngày mở màn tuyệt vời của đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019. Một ngày mở màn rất tuyệt vời. Swing Phantom thực sự có sức bật và họ đã đánh tốt trong trận thi đấu này. Đến thời điểm này thì chúng ta đã có thể đánh giá đây là một trận thi đấu đầu tiên đã có bất ngờ xảy ra. Dù chiến thắng có là 3-2 cho Flash hay 3-2 cho Swing Phantom thì tôi tin rằng đây vẫn là một trận thi đấu có rất nhiều bất ngờ. Ở trong trận thi đấu thứ 3, rất đáng tiếc Swing Phantom không thể giành được chiến thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc ván thi đấu cuối cùng họ sẽ lại phải là đội bị bên phía đối phương chọn bên. Nhưng dù sao đi chăng nữa, với những gì mà họ đã làm được trước những nhà đương kim vô địch thế giới thì rất đáng khen. KT đáng khen, Yamate đáng khen, và có lẽ cả những sự hy sinh âm thầm của ZF cũng đáng khen. Nhưng có lẽ hai nhân tố tỏa sáng mạnh mẽ nhất ở trong những tình huống giao tranh cuối cùng phải là những cú long kiếm của NTB và
đặc biệt là những cú úp mộ đến từ Titan. Đây, đây là minh chứng rõ ràng nhất về sự quả sáng của NTV. Và không hổ danh là một Best Irie với KDA là 8-2-10 đến từ NTB. NTB ở trong mùa giải năm nay thì anh ta được ấn định ở vị trí đường rồng, nhưng ở trong một trận đấu mà anh ta không chơi xạ thủ thì anh ta lại có một màn tỏa sáng cực kỳ mạnh mẽ với Irie. Khoảng thời điểm mà tôi thi đấu được khoảng 3.000 trận thi đấu với Liên Quân Mobile thì đó là thời điểm mà tôi thấy hình như Swing Van Tom NTB đã thi đấu được khoảng 1.500 trận với con bài Irie rồi thì phải. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng ở thời điểm đó là thời điểm mà anh ta vẫn đánh cho team Sài Gòn Phantom 2. Anh ta thi đấu rất nhiều với Irie và Malok. Và đây là khoảng thời gian mà anh ta bắt đầu mang trở lại con bài đã làm nên tên tuổi của anh ta này. Rất rất khó để có thể biết được rằng NTB sẽ sử dụng lại được Irie, bởi vì dạo gần đây thì rất ít người sử dụng Irie ở đường đơn nữa rồi. Và giai đoạn đầu tiên của Irie cũng không phải là quá tốt, bởi vì rõ ràng là chất tướng Irie không cho phép anh ta có thể solo thẳng mặt được với Vares, với Tara. Nhưng đến giai đoạn sau thì thực sự những điều khó chịu mà Irie của NTB mang lại là rất nhiều. Ở trong pha giao tranh ở hang rồng bạo chúa thì anh ta thậm chí bỏ nội tại rồng bạo chúa, mặc dù anh ta có cơ hội làm được điều đó, để nhường cho ADC và lấy cái mạng của ADC, mặc dù ADC có cả nội tại của rồng bạo chúa trong tay. Điều đó làm cho tôi nhớ lại một kỷ niệm về quá khứ, khi mà trận thi đấu đó là trận thi đấu mà cũng là một pha solo tay đôi giữa NTB và ADC. Trong pha giao tranh tay đôi đó thì NTB tham cái nội tại, anh ta tấp biến vào chỗ nội tại để anh ta ăn cái nội tại đó. Tôi tin vẫn còn rất nhiều bạn khán giả nhớ pha thi đấu đó, và anh ta bị ADC hạ gục với những phát bắn cuối cùng, hình như là Violet. Hình như là nếu tôi nhớ không nhầm thì đúng là Violet ngay ở mùa giải mùa xuân 2019. Ngay là cú lộn bắn, chắc chắn thì giải mùa xuân vừa rồi mới có rồng bạo chúa, mới có nội tại quyền năng hắc ám. Và rõ ràng là NTB đã rút kinh nghiệm rất nhiều ở trong mùa giải này. Mặc dù anh ta có cơ hội nhưng anh ta quyết định bỏ mùa để đánh người, và lần này thì ADC mới là người tham. Đúng là như vậy, và NTB đã đứng lên ngay từ nơi mình vấp ngã trong cuộc đối đầu với Team Flash. Và trận thi đấu của chúng ta sẽ cần phải có ván thi đấu thứ 5. Nhưng trước khi đến với ván thi đấu căng thẳng và quyết định cả kèo BO5 này thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn highlight và nghỉ ngơi trong ít giây. Dự đoán của bình luận viên Thanh Tùng về ngày thi đấu mở màn của đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019 đang dần trở thành sự thực khi mà ZD Sport có thắng lợi 3-1 trước In The Dark, và Swing Phantom đang trên đường tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Team Flash khi tỷ số hiện tại trong kèo BO5 đang là 2-2. Ở trong trận thi đấu cuối cùng này, người có lợi thế có lẽ sẽ là Flash, bởi họ sẽ có quyền chọn bên, đồng nghĩa với việc là họ sẽ có được cho mình những sự lựa chọn tốt hơn.
với Swain Van Tom thì tính đến thời điểm hiện tại có lẽ đã có thể coi là một thành công của họ khi họ đang đánh thực sự sòng phẳng với nhà đương kim vô địch thế giới. Những khoảnh khắc vừa qua có thể thấy rất rõ ràng, đã quá lâu rồi và có lẽ tôi cũng chưa bao giờ thấy ADC cầm Lindis mà lại thi đấu lép vế hơn so với xạ thủ đối phương nhiều đến như vậy. KT đang có một thị trận thi đấu, có một ngày thi đấu rất thành công, kể cả ở trong hai trận thua của anh ta khi anh ta cầm Roker và cầm Darcy. Tôi vẫn cảm thấy rằng KT đánh ổn. Trận cầm Darcy thì tôi thấy anh ta có những tình huống lùi sâu rất là hợp lý. Còn trận cầm Roker thì ở ngay trong những tình huống đầu tiên, anh ta vẫn có pha băng lên rất dũng mãnh để hạ gục được Proe, sau đó là một pha đi vòng để ăn mùa xanh của đối phương khá là tinh quái. Nhưng rất đáng tiếc là đối phương lại là một tập thể quá mạnh mà thôi. Và trong trận thi đấu vừa rồi thì rõ ràng là KT đã thể hiện được quá nhiều với Violet. Trong ngày thi đấu hôm nay, tập thể của Swain Van Tom đã chơi tốt. Tập thể của Swain Van Tom đã chơi tốt và trong hai chiến thắng của họ thì có hai tình huống điển hình cho thấy điều này. Ở trong thắng lợi đầu tiên ở ván thi đấu đầu tiên thì đó là một tình huống mà đi thẳng ở khu vực đường dưới lên tấn công và có được ván đấu. Ở trong ván thi đấu vừa rồi thì đó là tình huống mà họ ăn xe ra, sau đó thì nguyên team đi về hết với 4 thành viên. Và đó cũng là một tình huống mà giúp cho họ lấy lại được thế trận để sau đó có những tình huống tấn công ngược trở lại. Và Polo đã xuất hiện ở trong ván thi đấu quyết định này. Tôi có cảm tưởng Titan cũng đã dùng khá nhiều những vị tướng thủ của anh ta rồi. Và ngoại trừ việc đó ra thì việc cho Polo vào sân cũng là để cho đối phương đỡ bắt bài vào Swain Van Tom khi mà Swain Van Tom đã thi đấu đủ 4 ván đấu. Và đây sẽ có lẽ là một lợi thế nhỏ dành cho bên phía của Swain Van Tom chăng? Tôi nhẽ ra còn hy vọng cả Chiro xuất hiện nữa cơ. Nhưng có lẽ với việc Polo xuất hiện thì có một chút hy vọng dành cho Swain Van Tom, bởi họ sẽ đổi bài và khiến cho bên phía của Flash ít bắt bài được hơn chăng? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Anh chàng sư cọ Polo đã quay trở lại và chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ 5. Đây là trận thi đấu đầu tiên, không, chính xác hơn là trận thi đấu thứ 2, nhưng đây sẽ là trận thi đấu đầu tiên có ván đấu thứ 5 và rất tốt khi nó đến ở ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Điều đó chứng tỏ rằng đấu trường danh vọng của chúng ta đang có chất lượng chuyên môn gần nhau hơn khi các đội tuyển, đặc biệt là một đội tuyển có khả năng là độc cô cầu bại như Flash đã phải bước đến ván đấu thứ 5 ở ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, họ đã phải toát mồ hôi. Không hổ danh là giải đấu liên quân hấp dẫn nhất hành tinh của chúng ta vào thời điểm hiện tại, khi mà nhà đương kim vô địch thế giới cũng đang chầy vi chóc vẩy trước một đối thủ đầu tiên của họ ở trong mùa giải mới. Và đến với những lượt cấm đầu tiên thì team Flash vẫn là Florentino, CRF sẽ không được chơi vị tướng này bất cứ một lần nào trong cuộc đối đầu này. Tiếp theo sẽ là Lindis, vị tướng mà ADC vừa sử dụng và vừa thất thủ trước Violet của KT. Còn với Swain Van Tom thì vẫn là hai vị tướng Sephira và Hayate mà thôi. Như vậy là cả hai bên đều đã có cấm chọn của riêng mình. Với Flash thì họ có quyền lựa chọn bất kỳ vị tướng nào, bởi đơn giản là Swain Van Tom chỉ cấm hai vị tướng, chỉ cấm hai vị tướng thôi. Và đó là những vị tướng mà họ luôn luôn nhắm đến hàng đầu, Sephira và Hayate. Trong khi đó Phoenix sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của Flash. Đây có lẽ là vị xạ thủ ổn nhất đến thời điểm hiện tại còn có ở trên bản đồ. Còn với Swain Van Tom, họ còn theo Anas, nhưng đây không phải là sự lựa chọn cần phải ưu tiên của họ, bởi nên nhớ họ đang có thể có được cho mình một sự lựa chọn khác thay thế theo Anas, bởi vì thứ nhất đối phương đang có xạ thủ, thứ hai đối phương đã có theo Anas. Đồng ý. Và với việc như vậy, để xem là bên phía của Swain Van Tom thì họ đã có Timmy chưa. Họ chưa sử dụng Timmy trong 4 ván đấu đã qua. Và nếu Timmy xuất hiện ở một trong hai sự lựa chọn đầu tiên và sau đó sự lựa chọn thứ ba là theo Anas, thì nghĩ không, cũng là một sự lựa chọn. Timmy cũng không phải là sự lựa chọn cần thiết, phải sự lựa chọn sớm. Và tôi nghĩ rằng đồng ý với anh Dũng là nên lấy Timmy. Nếu như muốn lấy Timmy thì nên lấy Timmy trước chứ không phải là xạ thủ trước, bởi Timmy có thể kết hợp rất nhiều xạ thủ. Còn với xạ thủ theo Anas thì có lẽ cũng chỉ kết hợp được với một vài trợ thủ mà thôi. Và chúng ta đã có được hai sự lựa chọn đầu tiên, tôi nghĩ là rất hợp lý đến từ bên phía của Swain Van Tom. Tulen cho Yamate và cuối cùng là Veres, có lẽ là cho Zeref. Veres là một trong những người chơi Zeref là một trong những người chơi Veres tốt nhất tại đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019. Bên cạnh những Lucy hay những gấu thì có lẽ và Yasmin nữa. Rất nhiều con bài mạnh dành cho Flash trong trận thi đấu cuối cùng này. Đến trận thi đấu cuối cùng rồi nhưng họ vẫn còn rất nhiều con bài mạnh. Gấu sẽ có Yena, không, thậm chí có thể sẽ là Ellie có Yena và ADC cầm Phoenix đi rừng. Vì thế nhớ, Phoenix hoàn toàn có thể chuyển vào rừng một cách rất dễ dàng khi bể tướng ở khu vực đi rừng đang bị thu hẹp lại. Liliana dành cho Xuân Bách trong kèo đối đầu với Yamate. Xuân Bách cũng là một người chơi Liliana rất hay.
sự lựa chọn thứ 3 của Sinh Phantom sắp có và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Và đó là theo Anas. Đó là theo Anas. Như vậy thì team Flash tôi Polo rằng... sẽ đánh Lumbua. Tôi đang có một cảm nhận là Polo sẽ đánh Lumbua trong trận thiếu này. Và đó cũng có lẽ là lý do mà tại sao Polo cho vào sân trong trận thiếu này. Tôi đang cảm nhận là như vậy. Không biết có đúng với Swing Phantom hay không. Họ chấp nhận lựa chọn theo Anas trong lựa chọn này. Tức là họ sẽ chấp nhận rằng Flash sẽ cấm Timmy. Và tôi tin rằng Lumbua sẽ xuất hiện trong đội hình của Swing Phantom hoặc Thên. Flash đúng là đã cấm đi Timmy. Còn bên phía Swing Phantom thì họ cấm đi Cornalis của Flory. Và cấm thêm cả Superman, vị tướng mà Gấu đã thể hiện cực kỳ tốt tại AWC 2019. Sự lựa chọn này có lẽ nên dành cho Polo luôn, bởi Polo E cũng chưa có trợ thủ. Tôi đang nghĩ đến Lumbua, sau đó là Thên. Đó là hai sự lựa chọn tôi nghĩ đến đầu tiên trong lượt lựa chọn này của Swing Phantom của Polo. Và không biết nó có chính xác hay không. Đến thời điểm hiện tại thì Swing Phantom vẫn chưa có một dấu hiệu nào muốn chọn vào trợ thủ cả. Và điều đó làm cho tôi liên tưởng rằng Polo đã có một con bài tẩy riêng mà anh ta nghĩ rằng đối phương sẽ không nhắm đến con bài này. Đồng ý, và để xem là sự lựa chọn đó có được lựa chọn luôn hay không, hay vẫn sẽ là lấy rừng dành cho KT. Bởi vì đằng nào nếu như Polo biết rằng đối phương không biết tới con bài tẩy của mình, không cấm đi thì hoàn toàn có thể lựa chọn cho KT rừng trước để tránh rơi vào tay của ADC. Đúng là như vậy, nhưng để xem là còn những vị và đó là Murat cho KT. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể ADC sẽ đánh Felix đi rừng chăng. Trong khi đó thì hai sự lựa chọn cuối cùng của Flash, một trợ thủ và một đường rừng hoặc một đường đơn còn lại, sẽ là sự lựa chọn của Flash. Trận thi đấu trước là trận thi đấu mà dù có thua đi chăng nữa thì Gấu cũng có một trận thi đấu rất thành công. Có đáng trách thì có lẽ là đáng trách đến từ pha giao tranh mà Flash đã sai khi họ 4-5 trong tình huống không có Gấu. Bởi rõ ràng tất cả những pha giao tranh trước đó họ thắng nhờ có Gấu chứ không phải là vì họ quá mạnh. Gấu đỡ toàn bộ sát thương đến từ Violet rồi và họ chỉ việc giải quyết những thành viên còn lại thì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đó là tình huống mà họ đã bị úp mộ, lại còn không có Gấu nữa thì họ gần như đã chấm dứt cái hy vọng của họ trong trận thi đấu đó rồi. Và khi Gấu đến một mình thì đúng, anh ta không thể làm cái bị bông được. Đúng là như vậy, và cuối cùng thì Swing Phantom có được thắng lợi. Còn để xem là ở trong ván thi đấu này, hai sự lựa chọn cuối cùng, những sự lựa chọn rất quyết định mang đến đội hình của đội tuyển Team Flash ở trong trận thi đấu quyết định này. Omen. Tôi đang có một dự đoán. Omen đã được sử dụng rồi, Team Flash đã sử dụng Omen rồi. Flash đã sử dụng Omen rồi. Cả hai đội thì đều đã sử dụng Omen rồi. Rất là xin lỗi. Và Rocker cùng với Lumbua, như vậy là lấy Lumbua là vừa để lấy cho Proe mà họ đồ rằng là Polo giấu con bài Lumbua này. Thên đi. Không, Arum. Thật ra tôi nghĩ rằng có đổi bài đến từ bên phía của Swing Phantom chăng? Bởi vì sự xuất hiện của Arum có thể là tình thế. Bởi nên nhớ đối phương đã có một Rocker kháng hiệu ứng thì Arum là một trong những con bài sở dĩ nhất để có thể bắt được vào Rocker. Hay nói cách khác, Arum là khắc tinh của những con bài kháng được khả năng khống chế được. Và rõ ràng là tôi cũng vừa nhận được một tín hiệu đến từ bình luận viên Tuấn Bèo rằng Arum hoàn toàn có thể cầm cho mình đó là cái vừa lợi vừa hại. Cái hiệu ứng đó sẽ khiến cho Arum cấp rừng được từ thời điểm sớm. Và đây là một bài đánh khỏe, cực kỳ khỏe, nhất là khi đội hình của bạn có Tulen, có Veres và thậm chí là theo Anat nữa. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Arum của Swing Phantom có quyết định hy sinh mình để đổi lấy cấp độ 2 hay không ở trong trận thi đấu này. Tôi nghĩ rằng nếu như Arum có phù hiệu vừa lợi vừa hại để lên luôn cấp độ 2, sau đó thì Tulen với Veres, những vị tướng có khả năng đẩy lính rất nhanh, sau đó tấn công trực tiếp vào rừng để cho Rocker của ADC không kịp lớn, thì đó cũng sẽ là một bài đánh rất hay của Swing Phantom. Và chúng ta chờ đợi xem rằng chiến thuật đó có được áp dụng hay không, hay là Arum sẽ phát huy một hiệu quả nhưng lại theo cách khác. Sự xuất hiện của Polo đồng nghĩa với việc đã có sự chuẩn bị đến từ Swing Phantom. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng Swing Phantom hoàn toàn có thể thoải mái chia chất tướng dành cho hai người chơi này. Đặc biệt là mỗi người chơi Titan và Polo luyện tập 4 con tướng chẳng hạn. Như vậy là họ sẽ có bể tướng 8 con tướng trợ thủ một cách rất là dễ dàng. Và một trận thi đấu thì tôi nghĩ rằng khó có thể cấm được hết tất cả bể tướng của một tuyển thủ được. Một người thì chơi những vị tướng siêu hot sẽ đánh ở thời điểm đầu, và một người thì chơi những vị tướng ít hot hơn sẽ đánh ở thời điểm sau. Đây có lẽ là một cách chia người tôi nghĩ là rất hợp lý dành cho những đội tuyển có hai người chơi đồng đều về mặt kỹ năng, và hoặc là đánh ở những vị trí mà kiểu có thể chia sẻ được cho nhau, như đường đơn hoặc là đường trợ thủ hoặc đường rừng chẳng hạn, khi bể tướng là cực kỳ ít. Rất hợp lý, rất hợp lý, khi mà đúng là Titan
Kể từ đầu trận thi đấu đến giờ thì anh ta luôn chơi những vị trợ thủ đúng là siêu hot. Còn khi mà Polo vào, anh ta có thể đem lại những vị những chất tướng siêu lạ. Tức là bây giờ thì Polo không cần phải luyện tập những vị tướng hot nữa, chỉ cần luyện tập những vị tướng có độ hiệu quả sau đó, như Lumbua, Then, Arum, rồi thậm chí là kể cả là như Alice chưa được lựa chọn chẳng hạn. Nhưng không phải là vừa lợi vừa hại, không phải là vừa lợi vừa hại Polo, mà đó là phép bổ trợ tăng tốc, tốc hành đến từ người chơi trợ thủ bên phía Swing Phantom ở trong ván thi đấu này với vị tướng là Arum. Tuấn Beo gà vịt ấy, mà tôi có bao giờ tin Tuấn Beo đâu mà. Tôi không bao giờ tin Tuấn Beo cả. Tuấn Beo toàn nói nhắng, nói quậy. Và rõ ràng trong tình huống vừa rồi thì Tuấn Beo đã dự đoán sai. Arum sẽ có được cho mình phép bổ trợ khác, chính xác hơn là cái phù hiệu khác để anh ta có thể tích lũy được thêm cho mình lượng tiền. Bởi Arum cũng cần một lượng máu lớn về sau, tức là anh ta cũng cần tiền để đắp vào máu của mình thì anh ta mới có những pha đổi mạng được. Và quyết định của Polo là khác Tuấn Beo. Chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến đầu tiên trong trận thi đấu rất quan trọng này, trận thi đấu mở màn của cả hai đội tuyển. Đây sẽ là một cú chạy đà rất tốt dành cho đội tuyển nào giành chiến thắng. Thật ra với Swing Phantom thì dù có thua trong trận thi đấu này thì tôi tin rằng họ cũng có một ngày thi đấu rất thành công, và sẽ còn thành công hơn nếu như họ có một chiến thắng. Nhưng đây là một pha cầu máu rất hay đến từ Xuân Bách. Yamate vừa có một cú trả đòn nhưng anh ta chưa tích nổi nội tại trên người. KT vẫn đang nấp ở đây. KT băng ra, chưa có cấp độ 4 đến từ KT sau khi hoàn thành xong vòng rừng của mình. Không rõ là đó là một tình huống cướp rừng đến từ thành viên bên phía Team Flash hay là một tình huống nhường quái dành cho đồng đội. Và tôi tin đó là một tình huống cướp rừng, bởi đó là Flash. Flash thường xuyên làm điều đó và có lẽ sẽ là một cú cấp rừng đến từ Flash chăng. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cả hai bên đều cũng đã có cấp độ 4 cho người chơi đi rừng của mình rồi. KT đang muốn tích nội tại ảo anh chạm. Yamate đảm bảo cho điều đó có thể diễn ra một cách dễ dàng hơn với việc anh ta đang làm mồi nhử, hay chính xác hơn anh ta đang là người đứng đầu ở trong pha giao tranh đó. KT giữ lại được con rơi và thoát về được một cách thành công. Nếu như Xuân Bách là thích ăn khỉ thì ADC trong giai đoạn gần đây là thích ăn rơi. Và Swing Phantom biết điều này, và ở trong hai ván đấu gần đây thì KT thường xuyên chủ động tranh chấp con ADC. Trong giai đoạn đầu tiên, Polo thấp máu và anh ta là điểm chiến công đầu của thành viên bên phía Team Flash. ZF tới kéo tay, đó là một tình huống xử lý tuyệt vời tới từ Veres trong tay của ZF. Và tôi bảo mà anh ta là một trong những người chơi Veres xuất sắc nhất tại đấu trường danh vọng. Rất rõ ràng ở mùa giải trước thì với Veres rõ ràng là ZF đã làm mưa làm gió. Và cái đặc điểm đáng chú ý nhất của ZF đó là ở cả 5 trận thi đấu thì tôi thấy là cứ thời điểm con rồng đầu tiên của trận đấu, anh ta luôn luôn góp mặt. Anh ta dù có đẩy lính kém, tức là dù có đẩy lính kém trong giai đoạn đầu hay giai đoạn sau, thì giai đoạn con rồng đầu tiên anh ta vẫn luôn cố gắng đẩy lính tốt để có mặt ở khu vực hang rồng. Và anh ta làm được rất nhiều điều. Hai mạng hạ gục trong tình huống đầu tiên, quá đáng nể đến từ pha kéo lại đến từ vị trí của ZF. Và còn phải nói đến đó là cú ảo ảnh chạm đến từ KT, một cú ảo ảnh chạm quyết định pha giao tranh đó. Đó là lối chơi sức mạnh tập thể đến từ ZF, đến từ Swing Phantom mà chúng ta cũng đã phân tích với nhau ở tại đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019. Và lại một lần nữa, điều này lại được thể hiện tại đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019, với ZF liên tục di chuyển xuống khi mà con rồng đầu tiên của ván đấu ra đời. Và ít nhất là đến thời điểm này, nó đây đang đem lại hiệu quả dành cho bên phía của Swing Phantom. Gấu đang gặp nguy hiểm ở đây bởi vì KT đang rất gần, và thậm chí là Yamate nữa. Né đi cho mình tụ nguyệt trảm, nhưng tứ nguyệt trảm của Gấu giúp cho anh ta về được với những người đồng đội của mình. Rõ ràng là Yena khá trâu trong tình huống vừa rồi. Anh ta cản bước cả hai thành viên đối phương không dám đánh vào mình, đó là KT. Và khiến cho pha thi đấu vừa rồi bên phía của Swing Phantom không thể có thêm một mạng hạ gục nào cả. Trong khi đó thì KT vẫn đang lớn lên khá ổn. Người lớn nhất có lẽ vẫn là ZF, bởi anh ta vừa có một pha thi đấu rất tốt. Anh ta chọn giày là trang bị đầu tiên của mình, và đúng là anh ta đã xuống cực kỳ kịp thời. Trong khi đó thì với bên phía bên kia, người xanh sao nhất đang là Phoenix của Andy. Ellie vẫn đang là người chơi thi đấu ổn định nhất trong ngày thi đấu hôm nay, có lẽ là như vậy đến từ vị trí của Flash. Long chơi lở đất hất tung ZF, nhưng ảo ảnh chạm tới từ KT. KT bị bắt bóng bởi ADC, nhưng KT đang cố gắng thoát về. Poi lao vào, KT vẫn còn máu, còn Poi thì không. Ở đây Xuân Bách và ADC mỗi người một đường, và chỉ có một người về được mà thôi, đó là Xuân Bách. Còn ADC thì là người thứ hai phải nằm lại rồi. Rõ ràng là cái liềm đoạt mệnh đến từ cái nội tại của liềm đoạt mệnh đến từ cái phù hiệu nó đã khiến cho các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thể phân tích tình hình một cách phán đoán một cách rõ ràng được nhất nữa. Không biết ông nào cầm phù hiệu nào, không biết ông nào cầm liềm đoạt mệnh. Và Poi đã có một pha tham mà tôi nghĩ rằng nếu như là ở trước cái phiên bản này thì Poi là người đúng.
nhưng ở sau phiên bản này thì không. Đây là Polo bị bắt vào bởi ba thành viên của Flash nhưng đã có sự xuất hiện của Yamate. Long trời lở đất không hất tung được ai đến từ Proi, và sau đó thì Yamate xuất hiện, cả ba người đến từ cả hai đội lùi về. Proi tiến ra đây, cả hai đều chỉ có ý đồ kéo rồng ra mà thôi, tôi đồ rằng là như vậy. Nhưng Proi vẫn đang chủ động giữ lại máu con rồng không bỏ rồi khi không mà ADC còn ở rất xa. Không có người chơi đi rừng đến từ cả hai bên và rõ ràng chắc chắn đó sẽ là một pha lùi về đến từ cả hai bên. KT vừa có một cú cấu máu và nó khiến cho Proi mất đi một chút lượng máu, trong khi đó thì con rơi nó được nhường cho Yena trong tay của gấu thì phải. KT đang lợi dụng con rồng để có thể tích cho mình những điểm nội tại để tung ra ảo ảnh trảm. Còn Yamate thì vẫn đang chơi một cách tương đối trên cơ so với Xuân Bách ở khu vực giữa ở trong những giai đoạn đầu tiên này. Và con rồng thứ hai, xin lỗi quý vị các bạn, đó là con rồng đầu tiên của ván đấu này, nó thuộc về bên phía Swing Phantom. Trận thi đấu hủy diệt nhất của Swing Phantom trước Bốc Gaming cũng là trận thi đấu mà họ cầm cho mình con bài Murad ở trong trận thi đấu playoff, trong trận thi đấu Raw năm đó. Và đây là thời điểm mà KT cũng đang có Murad và Murad vẫn đang khá thuận lợi trong trận thiếu này. Trong khi Arum là một mối lo mà ADC có lẽ cũng đang rất nhức đầu. Rất nhức đầu. Bởi khi mà Arum xuất hiện thì ADC sẽ không dám đánh hổ báo. Đúng là và thậm chí là cả Phoenix của Ellie nữa. Một cú xích có thể trúng được ADC hoặc Xuân Bách hoặc Ellie sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Đây là và đây là Polo muốn làm như vậy, anh ta đã bật lên tốc hành nhưng ADC từ chối tình thương đến từ Polo bằng cách bỏ đi một cách rất lạnh lùng. Không, anh ta bật cả chiêu cuối để chạy. Tức là anh ta cũng nghi rằng pha thi đấu đó hoàn toàn có thể có nguy hiểm cho mình. Đây là Zeref. Và Zeref có một pha trả đòn khá hay để anh ta có thể lùi về được, nhưng cái trụ thì có lẽ là không thể về được trong tình huống này. Và cũng không có ai gần khu vực đường trên để có thể phòng ngự khi mà ADC đã có mặt ở đó một cách rất nhanh. Bây giờ thì KT tiến ra khu vực đường giữa, Xuân Bách trúng lôi điểu chắc chắn là sẽ phải về trong tình huống giữa này. Khi mà vẫn là sức ép tới từ cả Yamate và KT. Bách mày, Bách vừa có một pha giải quyết tên lính để có thể lên cấp được. Hoặc đó là anh ta tính toán quá hay, hoặc anh ta mày, anh ta đã tính toán để có được cho mình Phụng Hoàng Lệ trong tình huống vừa rồi. Và anh ta có được Phụng Hoàng Lệ đồng nghĩa với việc anh ta lùi về được trong tình huống này. Và anh ta bảo vệ được cái trụ thành công. Một pha thi đấu khá hay của Xuân Bách ở khu vực đường giữa. Trong khi đó ở khu vực đường dưới thì đã giải quyết xong đường lính, đó là NTB. NTB đang bắn xả đạn một cách thoải mái và Poi. Poi nằm rồi, Poi sẽ phải không nằm có cửa này. Chắc chắn là như vậy. Con bùa đỏ của bên phía Team Fast đang là khu vực mà Swing Phantom muốn tấn công. Nhưng ADC đã có mặt ở đây và giữ lại cho mình con bùa đỏ. Vừa Swing rồi Phantom thì Team Flash có trụ 1 ở khu vực đường trên, còn Swing Phantom thì có trụ 1 ở khu vực đường dưới. Cùng với đó là thêm một điểm hạ gục của Poi nữa. Và bây giờ thì họ đang quyết định ăn tà thần xê ra. Gấu đã có được tầm nhìn ở khu vực này, nhưng ADC còn ở khá xa. Xuân Bách cũng vậy, Polo đang ở đây để be góc. Gấu thấp máu quá và gấu sẽ phải nằm lại. Có thể là còn 5.000 máu. Và đây là nỗi lo mà ADC đã phải gặp lại. ADC không thể làm gì được, nằm lại và nhìn đối phương ăn tà thần xê ra. Rõ ràng là sự xuất hiện của Arum làm cho ADC rất khó chịu. Và trong tình huống vừa rồi nó thể hiện một cách rõ ràng nhất. Mặc dù Ellie với sự khôn ngoan của mình đã lấy đi cái trụ đường giữa của Swing Phantom, nhưng nên nhớ là Swing Phantom đang ở trong giai đoạn khát khao nhất để có thể có được những cái trụ. Và trong những tình huống tiếp theo thì tình huống ép trụ sẽ thuộc về Swing Phantom, bởi họ đang có dòng tiên phong cùng với nội tại của Caesar. KT nếu như làm tốt hoàn toàn có thể bào đi toàn bộ cái gian trụ đường ngoài của đối phương cùng với sự xuất sắc đến từ NTB. Yamate đang đánh rất tốt, đúng là vị tướng tủ của Yamate, Tulen. Anh ta đang có một ván thi đấu gây được rất nhiều sức ép lên khu vực đường giữa. KT thậm chí vòng ra giữa hai trụ, Yamate cũng đang làm điều này, anh ta cố gắng chặn lính. Còn ở khu vực đường trên, gấu một mình là không đủ để có thể phòng ngự được cái trụ thứ hai này. Trong khi đó với sự xuất hiện khó chịu của Polo thì kể cả là ADC cũng không dám phòng ngự trụ. Rõ ràng chỉ một con bài tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại có thể gây áp lực vô hình đến những con bài có sức sát thương và có khả năng cân tim rất mạnh mẽ của đối phương. Đó là Arum. Arum trong trận thi đấu này đã khiến cho đối phương đánh không thể hổ báo được, và điều đó đồng nghĩa với việc KT cũng bớt gặp nguy hiểm hơn bởi đối phương không dám lao vào. Đây là pha giữ bùa thành công đến từ ADC. Giữ bùa rất tốt tới từ ADC nhưng nó khiến cho Team Fast không có thế để ra đây tranh chấp con rồng thứ hai này. Và với con rồng này thì khoảng cách về lượng tiền Swing Phantom sẽ đẩy lên một chút, ở khoảng 3.500 tiền so với Team Fast. Ngày hôm nay nếu thực sự dự đoán đúng thì có lẽ tối nay tôi cũng sẽ về để ngâm cứu, để ngày mai dự đoán để chơi sổ số ít nước lợi nhà. Vì rõ ràng là tôi đang thấy rằng kết quả của trận thi đấu này đang theo chiều hướng đó. Ellie đang có thể sẽ phải nằm xuống trong tình huống này. Đó là mạng kết liễu đến từ Murad trong tay của KT, nhưng sau đó thì Arum cũng đã phải nằm lại sau pha bắt người quá sâu vừa rồi. Nhưng sức bắn vẫn đang là rất đáng lẻ đến từ NTB. Đường lính đường giữa, gấu đã giải quyết được tên lính ở đường giữa một cách
khôn khéo để cho thế tấn công của Swing Phantom sẽ phải chậm lại ở trong tình huống này. Như vậy là với dự đoán về việc là sau con Seja thì bên phía của Swing Phantom có thể giải quyết đi toàn bộ dàn trụ đường ngoài đã không đúng bởi sự khôn ngoan đến từ gấu, và khiến cho Swing Phantom vẫn còn giữ lại một cái chính xác là Flash vẫn còn giữ lại được một cái trụ dàn ngoài, nhưng lợi thế vẫn đang nằm trong tay của Swing Phantom. Còn về việc mà bên phía của Flash có lật được thế cờ hay không thì đó là còn tùy thuộc vào bản lĩnh của nhà vô địch của họ nữa. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đây là một thế trận rất khó dành cho Flash, nhưng khó không có nghĩa là họ không làm được, bởi họ đã là nhà vô địch thế giới. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Flash làm gì trong một thế trận như thế này. Đúng là chúng ta sẽ chờ đợi đẳng cấp của nhà đương kim vô địch đấu trường danh vọng cũng như là đương kim vô địch thế giới ở trong những phút còn lại. Nhưng Swing Phantom thì đang có một ngày thi đấu cực kỳ hiệu quả, cực kỳ tốt. Hiệu quả. Và KT cũng đang làm rất tốt. KT đang có điểm KDA là 502. Yamate cũng làm tốt, NTB cũng làm tốt, Seref cũng làm tốt, và Polo cũng có một sức mạnh vô hình. Tất cả các thành viên của Swing Phantom hình như đều đang có 7 điểm cả tham gia lẫn hạ gục thì phải. Hình như tôi thấy là tất cả mọi người đều đang là 7 điểm. Long trời lở đất, nó không có ý nghĩa nữa khi mà Broly đã phải nằm xuống một cách quá nhanh. Seref tới với những người đồng đội của mình, trên người KT là con rồng tiên phong. Liệu có kết thúc trận đấu trong tình huống này hay không, khi đối phương thiếu người, khi Swing Phantom có cho mình rồng tiên phong và có cả con này là con gì, có con ếch ở trên đầu thế này. Đâu, đây con quái con này, tôi đang không biết gọi con này là con gì. Ngày xưa nó là con cào cào lá tre, nhưng bây giờ nó không phải con cào cào nữa, và nó là điều kiện cần để KT, để cho KT có quyền tỏa sáng ở trong những phút sắp tới. Sẽ có trụ này, sẽ có trụ đường lính siêu cấp đầu tiên. Mặc dù gấu đang rất nỗ lực phòng ngự bên cạnh ADC, nhưng cả gấu và cả trụ đầu tiên đã phải nằm lại. Cả và... gấu và cả trụ. Điều đó đồng nghĩa với việc cái trụ đường giữa cũng sẽ bị giải quyết. Và liệu có đánh sâu hơn đến từ Swing Phantom trong tình huống này hay không thì chúng ta cùng chờ xem. Thế bất đang còn... là như trẻ tre đến từ cả năm thành viên bên phía Swing Phantom. Bật lên đường nhãn bắn rất nhiều, long trời lở đất hất tung được nhiều người. Nhưng rồi sau đó thì sao? Broly tiến ra, NTB vẫn đang có góc bắn, Eli đã bắn gục được Zeref và phòng ngự một cách tương đối tốt đến từ các thành viên bên phía của Team Flash. Và Flash thành ngựa công trong nỗ lực phòng ngự trong tình huống vừa rồi. Bên phía của Swing Phantom phải lùi về. Người đỡ đòn của họ đúng là cần là phải là Zeref hoặc là Polo, và Zeref đã làm tốt được trong tình huống đó, nhưng rất đáng tiếc là không đủ lượng đa sát thương vào trụ. Trong khi đó thì KT, tôi đang định khen thì anh ta có một pha thi đấu mà tôi có lẽ cũng không muốn nhìn vào nữa. Ellie vẫn đang là người có lẽ là xanh xao nhất của bên phía Flash. Anh ta vừa được nhường thêm một tên lính ở đường dưới nữa. Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại điều quan trọng nhất phải là một pha úp đến từ Flash, bởi nếu như vẫn cứ để đối phương ép sân thì Murat quá nguy hiểm. Và Lin à, theo Anas cũng như vậy. Một người đánh KT không cướp lại được con rồng hắc ám thứ 3 của ván thi đấu này, nhưng Swing Phantom Polo tiến lên. Không, Polo không có một cú xích. Polo chưa hồi tốc hành, đó là điều mà khiến cho Polo không thể lao lên trong tình huống vừa rồi. Bởi nếu như có tốc hành thì những cú dí của Arum sẽ cực kỳ nguy hiểm. Arum hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả các thành viên của đối phương để đánh vào thẳng chủ lực của đối phương với tốc hành. Đã có liềm đoạt mệnh trên người của NTB và Broly bị ngắt đi cho mình, long trời lở đất bởi vì Polo xích anh ta lại, bởi trong thú khốn Broly nằm lại dưới sát thương của Yamate. Nhưng gấu đang combo rất mượt nhưng thiếu một chút sát thương, và đó là điểm được truyền thuyết tới từ NTB của Swing Phantom. Và có lẽ nhà đương kim vô địch sẽ phải ngã ngựa ở trong ngay ngày thi đấu đầu tiên. 5-3, hai đường lính đang đẩy lên, Swing Phantom tràn vào với cả năm thành viên, họ sẽ lấy cái trụ này. NTB đang làm điều đó, đang là hỗn chiến xảy ra. Yamate thấp máu, Yamate có được liềm đoạt mạch tới từ điểm phù hiệu của mình, mất đi 4 người, thậm chí là Zeref còn băng thẳng vào nhà chính. Chiến thắng bay dành cho Swing Phantom, và đó là Swing Phantom, và đó là bóng ma Sài Thành đã trở lại. Chính thức bóng ma Sài Thành sẽ trở lại trong đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019 lần này. Một pha thi đấu rất tốt và một ngày thi đấu thăng hoa của Swing Phantom. Tuyệt vời, đó là những gì mà Swing Phantom đã làm được, những gì mà Zeref mong muốn về việc giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch thế giới, để qua đó họ có thể trở thành đội tuyển mạnh nhất thế giới, đã trở thành hiện thực, ít nhất là họ có quyền tự hào nói lên điều đó sau ngày hôm nay. Ngày hôm nay thực sự tôi cũng không nghĩ rằng nó lại đến đúng kịch bản đến như vậy. Tôi chỉ nói bâng qua thôi, thực sự không có ý gì với Flash. Với Flash thì tôi nói rất rõ ràng rồi, tôi nghĩ rằng Flash đã no sôi chán chè sau mùa xuân vừa rồi, và họ sẽ phải nhận một cú tát ở ngay những thời điểm đầu. Và khi tôi thấy đó là Swing Phantom thì tôi tin rằng đó sẽ là Swing Phantom, và tôi tin rằng Flash sẽ đứng dậy được sau thất bại này. Tức là đây là thất bại để khiến cho Flash phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Đây là một thất bại rất đáng có của Flash.
và đội tuyển xứng đáng làm được điều đó thì có lẽ sẽ là Swing Van Tom, một đội tuyển có chiều sâu, có bề dày lịch sử và thậm chí là cũng có những sự bổ sung nhân lực. Titan đã làm tốt và Polo trong ván thi đấu vừa rồi cũng đã cho chúng ta một con bài. Đó là một con bài không cần quá nhiều kỹ năng, mà điều quan trọng đó là phải là hy sinh vì đồng đội. Và nếu mà xét về sự hy sinh thì Zeref có thừa, Polo có thừa và tập thể Swing Phantom này có thừa. Đây là tập thể Swing Phantom làm cho chúng ta liên tưởng lại tập thể Swing Phantom trong quá khứ khi các người đồng đội bảo kê nhau rất tuyệt vời. Nó đến từ pha thi đấu mà tôi và anh Dũng cũng đã rất ngạc nhiên khi nguyên team có thể về nhà trong tình huống ăn xê ra. Đúng là như vậy, và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho Swing Phantom. Lại một lần nữa ở trong một kèo BO5 thì Team Flash lại nhận thất bại trước Swing Phantom. Và đây là lần đầu tiên mà NTB MVP của trận của ván thi đấu này có được chiến thắng cùng những người đồng đội của mình trước đội tuyển Team Flash trong một mùa giải tại mùa đông. Vai trò của NTB trong trận thi đấu này là lấy đi cho mình những cái trụ và kết thúc dứt điểm đối phương. Ở trong vai trò này thì tôi thấy NTB là người làm tốt bậc nhất. NTB có thể không có những phát bắn hổ báo như Ellie, NTB không thể có những cái tình huống outplay đẳng cấp như Ara, nhưng NTB là một người chơi giữ vị trí và côn team cực kỳ ổn. Và đây là vai trò ưa thích của anh ta, và anh ta cần những người đồng đội của mình làm tốt. Ngày hôm nay, những người đồng đội của anh ta đã làm rất tốt. Zeref làm tốt trong trận thi đấu này với pha xích lại, giữ lại hai thành viên đối phương ở thời điểm đầu trận, gần như mở ra cơ hội giành chiến thắng rất mạnh mẽ dành cho Swing Phantom. Và sau đó là những áp lực mà Yabate, mà KT và Polo đã tạo ra. Điều đó tạo ra cho bên phía của Swing Phantom một điều kiện cần để cho Theonat có quyền được chơi ở trong giai đoạn sau. Và đúng là Theonat đã làm được những điều mà đồng đội của anh ta cần, đó là lấy đi những cái trụ. Trong tình huống cuối cùng thì có lẽ đó là những pha lăn xả có thể nói là dồn nén của Swing Phantom. Họ gần như cũng đã có một mùa giải rất thất vọng, và đây là những cái phút giây có lẽ là dồn nén của họ. Họ đã lao thẳng vào nhà chính của đối phương để mặc lại NTB ở phía sau để lấy đi những cái trụ, còn những thành viên khác hầu như họ lao lên. Đó là sự bùng nổ đến từ Swing Phantom ở trong ván thi đấu này, ở trong ngày thi đấu hôm nay trước đội đương kim vô địch thế giới, đó là đội tuyển Team Flash của chúng ta. Và để cho các fan hâm mộ của Swing Phantom thêm vui thì tôi có một thông tin mang tính phong thủy một chút được đưa ra, đó là tại mùa giải mùa hè năm 2017, Swing Phantom đứng ở vị trí thứ 2. Mùa giải sau đó họ đứng thứ 4, và mùa giải tiếp nữa là mùa xuân 2018 thì họ lên ngôi vô địch. Vòng lặp đó đang quay trở lại khi mà mùa đông 2018 họ xếp thứ 2, mùa năm ngoái xếp thứ 4, và nếu vòng lặp đó lại được lặp lại thì mùa này họ sẽ lên ngôi vô địch. Quay đều từ vị trí của bình luận viên Anh Dũng. Một thông tin thêm vui dành cho các fan hâm mộ của Swing Phantom. Rõ ràng ngày hôm nay họ có quyền vui với đội tuyển con cưng của mình. Đội tuyển đã có một thắng lợi hoàn toàn thuyết phục trước những nhà đương kim vô địch thế giới trong một kèo BO5 dài hơi. Và đây là kết quả của ngày thi đấu hôm nay. Một trận thi đấu đầu tiên có một chút vất vả đến từ ZD Esports, nhưng họ vẫn có được cho mình chiến thắng đầu tay một cách nhẹ nhàng với Inzdad với tỷ số 3-1. Và trận thi đấu tâm điểm của vòng thi đấu đầu tiên đã kết thúc với một bất ngờ đúng như những gì mà số ít dự đoán, tôi đang định nói là số đông dự đoán, nhưng tôi thấy cái bất ngờ này có lẽ cũng chỉ có một số ít dự đoán thôi. Bởi vì sau khi lên trang cao thủ liên quân thì tôi xem cái vòng dự đoán, thì lúc tôi dự đoán Swing Phantom giành chiến thắng thì lúc đó tôi chỉ thấy Swing Phantom có khoảng 13% số người dự đoán rằng Swing Phantom sẽ có thể giành chiến thắng trong kèo đấu đầu này thôi. Nhưng cuối cùng thì họ lại là những người giành được chiến thắng, và ZD Sport cùng với Swing Phantom đang là những đội tuyển xếp trên ở trên bảng xếp hạng với những thắng lợi của họ trước In The Dark cùng với Team Flash. Hơi đáng tiếc một chút là vì có những thành viên đến muộn nên hai đội tuyển có được niềm vui trong ngày hôm nay lại phải có một án phạt penalty point. Các đội tuyển thì nên lưu ý về vấn đề thời gian hơn để tránh điều đáng tiếc này xảy ra, để cho những chiến thắng của họ, những cuộc vui của họ được trọn vẹn hơn. Rất may là điều đó không ảnh hưởng đến phong độ của Swing Phantom. Họ vẫn có một ngày thi đấu bùng nổ. Đây là lịch thi đấu của ngày thi đấu ngày mai. Phát TV sẽ có cuộc đối đầu với IGP Gaming, HTVC IGP Gaming, đội tuyển vừa mới thăng hạng trong mùa giải này, quay trở lại với đấu trường danh vọng và có một sự đầu tư rất mạnh mẽ khi có được cho mình trong đội hình, đó là Chobit và KA. Trong khi đó thì cặp thi đấu cuối cùng của ngày thi đấu ngày mai sẽ của vòng thi đấu đầu tiên sẽ là Adonis đụng độ với Overclocker. Đó cũng sẽ là hai trận đấu vào ngày mai, những trận đấu cũng rất đáng chú ý để chúng ta có được cái nhìn một cách tổng quát nhất về một mùa giải mới, về phiên bản mới, về thực lực của những đội tuyển sẽ tham gia tại đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019. Ngày hôm nay thì chúng ta đã có được một
ZD Sport mặc dù có đôi chút khó khăn nhưng họ vẫn đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Thấy một Inter Đắk họ cũng chơi một cách cực kỳ kiên cường, mặc dù phải gặp một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Có một Swing Phantom bùng nổ khi họ giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch thế giới Team Class, và có một niềm tự hào của Việt Nam quay trở về, và với một thất bại mà cả tôi và cả anh Tùng đều cho đó là cần thiết để giữ đôi chân của họ trên mặt đất để quay trở lại mạnh mẽ hơn. Điều mà có lẽ là chúng ta mừng nhất ở trong mùa giải năm nay đó là tôi và anh Tuấn Bèo và anh Dũng và cũng như các bình luận viên khác sẽ không phải ngóng chờ xem bao giờ thì Flash sẽ thất bại và sẽ bao giờ sẽ mất đi cái đội tuyển bất bại của đấu trường danh vọng nữa. Ngay ở trong vòng thi đấu đầu tiên, bất ngờ đã xảy ra và Flash không còn ở thế độc tôn nữa. Chúng ta kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với một kết quả rất mãn nhãn cho Swing Phantom và ZD Esports. Bây giờ sẽ là màn phỏng vấn để biết được những thành viên của Swing Phantom nghĩ gì. Xin mời. Theo dõi trực tiếp trên các kênh sóng của Liên Quân Mobile, mình là Minh Anh và đứng bên cạnh Minh Anh chính là NTB, đại diện của team Swing Phantom, team mà đã giành được chiến thắng 3-2 trước team Flash. Và ngay bây giờ hãy cùng trò chuyện với NTB nhé. Xin chào anh, không biết là bây giờ anh có thể chia sẻ cho khán giả đang theo dõi trực tiếp biết được rằng tại sao trong ván đấu quyết định Polo lại ra quân dù Titan đang chơi rất hay? Do là chiến thuật thì bọn mình cũng đã đề ra sẵn, nên về lượng tướng ván 5 Polo thay ra hợp lý. Và tổng thể cả 5 ván thì theo anh đâu là lý do chính khiến cho Swing Phantom giành được chiến thắng tạo nên bất ngờ trong ngày khai mạc? Năm ván mình nghĩ nguyên do chính là mùa giải năm nay thì tụi mình đã có một sự chuẩn bị khá tốt, với lại mặt tinh thần khá là ổn, sự tin tưởng lẫn nhau giữa các đồng đội nên mà mình đã có chiến thắng thuyết phục trước Flash. Như vậy là Swing Phantom đã dành rất là nhiều thời gian để luyện tập đúng không ạ? Và em cũng nghĩ rằng đây sẽ là một chiến thắng mà rất là xứng đáng với team của mình. Và anh có thể chia sẻ thêm cho khán giả biết về việc Chihiro chuyển sang vị trí đi rừng và tại sao hôm nay Chihiro chưa được thay vào thi đấu? Về việc mà năm nay bọn mình có tới 2 cặp sức bọt và rừng nên sẽ tùy theo chiến thuật mà Chihiro hoặc KT sẽ ra sân thi đấu. Một câu hỏi cuối cùng ạ, anh đánh giá như thế nào về hệ thống phù hiệu phiên bản mới khi mà Swing Phantom dùng điểm tạo lá chắn ở tháp quang minh rất nhiều ạ? Về mặt phù hiệu này mình thấy nó khá thay đổi meta khá nhiều, những vị tướng đang yếu đi, có cái tháp quang minh đó thì sử dụng nó sẽ được cân bằng lại game, như chẳng hạn như là Tail, nên bọn mình chọn những cái phù hiệu đó để có cân bằng lại những vị tướng yếu ban đầu. Xin cảm ơn những chia sẻ của NTB rất là nhiều và em xin chúc cho anh cũng như là team của mình có thể giành được chiến thắng cũng như là thi đấu thật là tốt trong những trận đấu tiếp theo. Và nhân tiện đây thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng nước uống Monster Energy đã đồng hành cùng với đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những trận đấu tiếp theo.